Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 1596, một lợi ích của quần chúng là việc không nhỏ, phúc lợi dân sinh khắc trong tim. Đến lượt Vương Tử Quân, hắn đưa hồ sơ trong tay mình đến. Người đàn ông kia tiếp nhận hồ sơ của Vương Tử Quân, sau đó vung lên nói, trong hồ sơ của anh thiếu giấy chứng nhận sử dụng đất, nếu không có nó thì không thể nhập học vào trường chúng tôi được. Nhưng tôi có nhà cửa đàng hoàng. Vương Tử Quân cười cười với người đàn ông kia rồi khẽ nói. Như vậy thì được sao? Anh có biết không, vì có thể đi học trong trường chúng tôi mà có biết bao nhiêu người đã chuyển đến thành phố rừng mật ở hơn cả năm trước. Bọn họ làm vậy để làm gì? Còn không phải là lợi dụng sơ hở để đưa con nhập học sao? Tôi nói cho anh biết, NHH không có giấy chứng nhận sử dụng đất thì không được. Người đàn ông nói rồi cũng không nhìn Vương Tử Quân. Bộ dạng giống như không cần lây nhây làm gì. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt người đàn ông này mà không có chút tâm tư so đo, dù sao đối phương cũng chỉ là nhân viên công tác bình thường, hắn so đo với người ta cũng không có ý nghĩa gì. Vương Tử Quân cầm lấy hồ sơ của mình mà cũng không phải bỏ đi ngay, hắn muốn xem đến lượt Lý Tiểu Trụ thì như thế nào. Rõ ràng là đãi ngộ của Lý Tiểu Trụ còn kém xa hắn, ít nhất là người đàn ông kia còn nhìn qua hồ sơ của hắn một lần. Thế nhưng bây giờ không thèm nhìn qua hồ sơ của Lý Tiểu Trụ, sau đó đã ném ra ngay, anh cho con về ở với ông bà đi, con anh không thể vào đây học được. Thưa anh, điều này, tôi có thể trả phí tài trợ. Lý Tiểu Trụ vừa tiếp nhận hồ sơ của mình vừa vội vàng nói với người đàn ông kia. Phí tài trợ, ba chữ này được Lý Tiểu Trụ nói ra làm cho gương mặt của người đàn ông kia càng thêm khó coi, hắn cười hì hì nói, chúng tôi không thu phí tài trợ của anh. Vì sao? Lý Tiểu Trụ giữ lấy hồ sơ của mình trong tay rồi dùng giọng run rẩy nói. Vương Tử Quân biết Lý Tiểu Trụ là một người đàn ông cởi mở, lúc này thấy toàn thân Lý Tiểu Trụ run rẩy, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của người đàn ông này. Chúng tôi có quy định, không thu là không thu, nào có người hỏi như anh vậy. Người đàn ông nói rồi lên tiếng, mời người tiếp theo. Này đồng chí, anh cũng đừng dây dưa ở đây nữa. Chẳng lẽ anh không biết trường tiểu học số 2 không thu học sinh nông thôn sao? Một người đàn ông trung niên ở sau lưng Lý Tiểu Trụ dùng giọng không kiên nhẫn nói. Lý Tiểu Trụ chợt ngây cả người, bộ dạng cực kỳ bất lực. Vương Tử Quân thì không nhịn được nữa, hắn nói với người đàn ông phía bên kia, trường các anh thật sự có quy định này sao? Có lẽ giọng điệu của Vương Tử Quân làm cho người đàn ông này bực mình, hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Vương Tử Quân. Sau đó cười lạnh nói, điều này không liên quan đến anh cần gì phải hỏi như vậy. Chuyện của mình còn chưa làm xong, ngược lại còn quản đến chuyện của người khác. Trường tôi như vậy thì thế nào, chúng tôi có quy định riêng, các anh há có thể can thiệp được sao? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn người đàn ông kia, sau đó trầm giọng hỏi, không phải 2 năm trước trong tỉnh đã thông qua văn kiện yêu cầu chú trọng công tác học tập của con em công nhân, các anh làm như vậy mà là quán triệt chỉ thị của tỉnh sao? Ái chà, anh tưởng mình là cảnh sát Thái Bình Dương sao? Anh quản nhiều chuyện nhỉ? Tôi nói cho anh biết, anh nếu có bản lĩnh thì đi đến mà giải thích với hiệu trưởng của tôi, đừng ở chỗ này làm chậm trễ người khác. Người đàn ông phất phất tay với Vương Tử Quân, sau đó đứng lên nói, anh cứ đứng đấy mà nói chuyện, tôi còn có việc khác cần làm. Người đàn ông rời đi với bộ dạng cực kỳ thản nhiên, giống như nói với đám người nơi đây là một lát nữa chưa chắc đã quay về. Đám người đang xếp hàng thấy tình cảnh như vậy thì đều tỏ ra lo lắng. Vương Tử Quân căn bản biết rõ thủ đoạn của người đàn ông này, hắn biết người ta đang thông qua thủ đoạn như thế để trục xuất hai người mình. Nhưng hắn biết dù có ở lại cũng chỉ làm cho số đông nổi giận mà thôi, thế nên kéo tay Lý Tiểu Trụ, đi, chúng ta đi phản ánh với lãnh đạo của anh ta. Tìm lãnh đạo của bọn họ sao? Ôi, anh bạn, anh đừng giằng con nữa. Chúng ta cũng không nên lao lực làm gì cho mất công. Anh còn trẻ, anh cũng đừng hồ đồ, tôi nói cho anh biết, cánh tay không lay được đùi, anh nên tranh thủ tìm quan hệ cho mình đi. Sau khi rời khỏi phòng nộp hồ sơ thì Lý Tiểu Trụ chợt nói với Vương Tử Quân, chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác, bỏ qua đi thì hơn. Vương Tử Quân không ngờ Lý Tiểu Trụ nhanh chóng khôi phục như vậy, xem ra năng lực tiếp nhận cản trở của người này là không tầm thường. Hắn nhìn về phía Lý Tiểu Trụ rồi nói, tôi nói thật, hai ta đi tìm lãnh đạo nhà trường hỏi cho ra lẽ. Anh bạn, vô dụng thôi, tìm lãnh đạo của bọn họ cũng vô dụng, đơn giản đó là quy định của thượng cấp,
chúng ta có tìm lãnh đạo nhà trường cũng không có ích lợi gì. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lý Tiểu Trụ rồi khẽ hỏi, vậy anh chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa, tôi sẽ đi đến trường tiểu học Bắc Thành xem thế nào, nếu không được nữa thì lại cho con về với ông bà. Lý Tiểu Trụ nói xong thì nở nụ cười, thế nhưng trong mắt lại đầy nước. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lý Tiểu Trụ, hắn thật sự có chút bực bội. Dựa vào vị trí hiện tại của hắn, muốn cho Tiểu Bảo Nhi đi học thì quá đơn giản. Thế nhưng hắn là một người bố, hắn không muốn sáng tạo ra điều kiện học tập quá tốt của con, hắn muốn con phát triển trong môi trường bình thường. Còn có một nguyên nhân, đó là chính hắn cũng muốn tìm ra một khe hở để đứng vững chân ở phương diện này. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Rõ ràng là có một vài chính sách không được chứng thực đúng chỗ, thậm chí phương diện nhập học của con em lao động đến từ nơi khác là quá khó khăn. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi kéo Lý Tiểu Trụ nói, dù sao chúng ta cũng đợi khá lâu rồi, thử xem thế nào. Lý Tiểu Trụ bị Vương Tử Quân lôi kéo cũng đi về phía một gian phòng có biển phòng hiệu trưởng cách đó không xa. Khi bọn họ đi đến bên ngoài phòng thì có vài người đang chờ. Khi thấy hai người Vương Tử Quân đi đến thì nhóm người kia cũng không nói gì, chỉ nhìn qua rồi thôi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của bọn họ, rõ ràng cũng là các bậc phụ huynh đi lại vì con em mình. Anh bạn, hiệu trưởng này có dễ trò chuyện không? Vương Tử Quân tiến lên mời thuốc một người đàn ông rồi khẽ hỏi. Người đàn ông kia tiếp nhận điếu thuốc của Vương Tử Quân, sau khi châm lửa hít vào một hơi thì nói, nào dễ nói chuyện. Lúc này có ai làm hiệu trưởng mà không vênh váo, hơn nữa là hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Rừng Mật. Nhưng trước khi đến tôi đã tìm gặp một người thân công tác trong sở giáo dục, đã làm tốt công tác chăn đệm, có lẽ sẽ có cơ hội. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói, tôi không tìm được người, không biết nên làm sao bây giờ. Không tìm được người, vậy thì có tiền là được, tôi nghe nói muốn cho con vào học trường này thì phải đóng 1-20 ngàn. Người đàn ông kia khẽ giải thích. Vương Tử Quân khẽ gật đầu không nói gì, lúc này có người từ trong phòng hiệu trưởng đi ra, trên mặt treo nụ cười. Xem ra người này bàn việc với hiệu trưởng rất thuận lợi. Vương Tử Quân và Lý Tiểu Trụ đợi hơn 20 phút, cuối cùng cũng đến lượt mình vào gặp hiệu trưởng. Sau khi đi vào trong phòng thì thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi đang co chân hút thuốc và gọi điện thoại, hắn không quan tâm đến người ta đi vào. Chỉ nói với đầu dây bên kia, thôi bỏ đi, anh nên để cho dạ dày tôi nghỉ ngơi một chút, nên tìm một hoạt động khác thì hay hơn. Chương 1596-2, lợi ích của quần chúng là việc không nhỏ, phúc lợi dân sinh khác trong tim. Lý Tiểu Trụ đi vào trong một gian phòng khí phái thì tỏ ra cực kỳ thận trọng, hắn đứng đó không biết phải làm sao, có chút căng thẳng. Sau khi đợi 2 phút thì người kia vẫn nói chuyện rất hứng thú, không có ý tắt điện thoại. Thế là Vương Tử Quân không khỏi ho khan một tiếng. Vương Tử Quân làm như vậy rốt cuộc cũng ép người đàn ông kia chú ý đến bên này, mà người kia thấy mình gọi điện thoại như vậy cũng không hay, thế là đặt điện thoại xuống rồi đưa mắt nhìn hai người Vương Tử Quân, các anh có chuyện gì không? Vương Tử Quân kéo tay Lý Tiểu Trụ, sau đó đặt hồ sơ của Lý Tiểu Trụ lên mặt bàn nói, hiệu trưởng, anh Lý Tiểu Trụ có chuyện cần phản ánh. Anh ấy làm việc ở thành phố Rừng Mật hơn 1 năm. Tất cả đều phù hợp với điều kiện của nhà trường, vì sao nhà trường không tiếp nhận hồ sơ cho con anh ấy? Người đàn ông kia nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, căn bản không quan tâm đến hồ sơ Vương Tử Quân đặt lên bàn, sau đó dùng giọng khinh thường nói, chúng tôi tất nhiên chấp hành nghiêm chỉnh công văn của tỉnh, thế nhưng vấn đề là bây giờ có nhiều người làm giả giấy chứng nhận công tác hơn 1 năm ở địa phương, giáo viên nhà trường thì có hạn, anh nếu muốn cho con đi học thì sang bên trường Bắc Thành xem sao. Bọn họ liệu có đủ điều kiện cho con đi học ở trường Bắc Thành không? Vương Tử Quân hít vào một hơi rồi trầm giọng nói. Hừ, lúc này anh còn hỏi như vậy nữa sao? Cái gì mà là đủ điều kiện hay không? Dựa theo nguyên tắc quyền sở hữu thì con của bọn họ phải đi học ở quê, trường của chúng tôi còn chưa đủ chỉ tiêu tiếp nhận con em người thành phố, nào còn vị trí chống tiếp nhận con em của bọn họ. Người đàn ông kia giống như bị chọc giận với thái độ của Vương Tử Quân. Hắn chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói, L chỗ này của tôi còn có chuyện, mời hai anh ra ngoài. Vương Tử Quân đã nhiều năm rồi chưa từng bị người ta đuổi ra khỏi phòng, cho dù khi mối quan hệ giữa hắn và Trử Vận Phong không còn tốt đẹp, Trử Vận Phong cũng phải giữ phong độ tươi cười chào đón hắn, hắn nào gặp qua tình cảnh thế này.
Vương Tử Quân nhìn vị hiệu trưởng đang tức giận hổn hển, hắn cười lạnh một tiếng nói, hiệu trưởng, ngài không được làm như vậy, tôi là một công dân bình thường, tôi có thể phản ánh với thượng cấp tác phong của ngài. Phản ánh tác phong công tác của tôi sao? Ha ha ha, được, anh cứ đi mà phản ánh, anh có cần lấy số điện thoại của sở giáo dục hay không? Người đàn ông kia không những không bị lời nói của Vương Tử Quân hù dọa, ngược lại còn bày ra gương mặt rất bỉ ổi. Anh bạn, chúng ta đi thôi, tôi sẽ đi sang trường Bắc Thành xem thế nào. Lý Tiểu Trụ thấy Vương Tử Quân và viên hiệu trưởng nổi nóng với nhau, thế là hắn chợt tỏ ra e sợ. Hắn đi vào trong thành phố này, cuộc sống đã rèn luyện cho hắn nhiều quy tắc sinh tồn. Vương Tử Quân hít vào một hơi rồi gật đầu nói, cũng không có vấn đề, chúng ta đi nơi khác trách cứ. Được, tôi sẽ chờ, tôi tên là Cố Quảng Tắc, mà anh cũng đừng nên tìm lầm người. Người đàn ông kia cười lạnh với Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng không kiêng nể gì báo tên của mình. Vương Tử Quân nhìn vào ánh mắt của đối phương, thật sự sinh ra xúc động muốn đánh cho đối phương một trận. Vương Tử Quân và Lý Tiểu Trụ rời khỏi phòng của Cố Quảng Tắc, cửa phòng đóng sầm lại sau lưng giống như nói lên điều gì đó. Vương Tử Quân nhìn cửa phòng đóng chặt mà vẻ mặt càng thêm âm trầm. Phương diện con cháu người lao động đến thành phố làm việc căn bản là rất khó khăn, thế nhưng khó khăn ở hiện tại căn bản lớn hơn rất nhiều so với suy đoán của hắn. Mặc dù Vương Tử Quân biết rõ làm việc không nên quá nhiệt huyết, thế nhưng hôm nay hắn thật sự cảm thấy máu nóng sôi trào lên. Tiểu Trụ, việc này anh đừng quan tâm, đưa hồ sơ cho tôi, sáng mai tôi sẽ xử lý tất cả cho anh. Vương Tử Quân nhìn Lý Tiểu Trụ rồi trầm giọng nói. Lý Tiểu Trụ có chút do dự. Hắn còn đang định cầm hồ sơ sang trường Bắc Thành xem thử. Tuy anh Vương này rất trượng nghĩa, thế nhưng hai người vừa mới quen, nếu như sự việc lần này lại không thành, thế thì con gái của hắn không còn hy vọng đến trường ở thành phố rừng mật này nữa. Anh Vương, chuyện này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xoa xoa tay của Lý Tiểu Trụ, hắn hiểu người này đang lo lắng điều gì. Vương Tử Quân cũng không phải không biết, hắn biết chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của gia đình người ta. Chỉ sợ người ta khó thể trực tiếp giao cho mình. Hắn khẽ vỗ vai của Lý Tiểu Trụ rồi nói, gần đây có một địa điểm photocopy, chúng ta đi sao chép lại, sau đó tôi cầm bản sao chép là được. Lý Tiểu Trụ nghe Vương Tử Quân nói muốn cầm bản sao chép thì không khỏi thở dài một hơi. Sau khi sao chép xong, hắn giống như cảm thấy mình có lỗi với sự tín nhiệm của Vương Tử Quân, hắn muốn lấy bản sao chép đưa cho Vương Tử Quân bản gốc, thế nhưng Vương Tử Quân chỉ cười mà không tiếp nhận. Anh Vương, tôi sang bên kia thử xem thế nào. Trước khi đi Lý Tiểu Trụ không quên nói với Vương Tử Quân như vậy. Vương Tử Quân cũng vẫy tay với Lý Tiểu Trụ, sau khi chờ Lý Tiểu Trụ rời đi, hắn mới chậm rãi đi lên xe. Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý luôn chờ trên xe, khi thấy Vương Tử Quân đi lên thì vội vàng dâng nước. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi trầm giọng nói với Triệu Hiểu Bạch, Hiểu Bạch. Cậu thông báo để cho Chủ tịch Hoàng và Giám đốc Triệu Thu Cúc Sở Giáo dục tỉnh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương Tử Quân lúc này tuy đã khôi phục lại bộ dạng ôn hòa, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch là người đi theo Vương Tử Quân hơn nửa năm, hắn biết rõ bây giờ Bí Thư Vương đang nổi giận. Hắn cũng không dám trì hoãn mà nhanh chóng gọi điện thoại cho hai người kia. 10 phút sau khi Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, Phó Chủ tịch Hoàng Kiên Thận và Giám đốc Triệu Thu Cúc nhanh chóng đi đến. Hai người bọn họ cũng không biết vì sao Vương Tử Quân lại đột nhiên gọi mình đến đây, thế nên cả hai đều cảm thấy lo lắng không yên. Chào Chủ tịch Vương, Hoàng Kiên Thận là Phó Chủ tịch tỉnh, hắn có vẻ tùy ý hơn một chút, khi thấy Vương Tử Quân thì hắn không khỏi mở miệng khẽ chào hỏi. Triệu Thu Cúc thì cũng theo chân Hoàng Kiên Thận mà nhanh chóng gật đầu với Vương Tử Quân. Triệu Thu Cúc tuy không có mối liên hệ nào với Vương Tử Quân, thế nhưng khi bị Vương Tử Quân yêu cầu cùng đi theo Hoàng Kiên Thận đến gặp mặt, nàng không khỏi cảm thấy rất bàng hoàng. Dù sao thì bây giờ Chủ tịch Vương không còn là Bí Thư Vương như trước, khi đó Bí Thư Vương còn chưa ngồi trên vị trí hiện tại, nhưng bây giờ Bí Thư Vương đã là quyền Chủ tịch Vương hàng thật giá thật. Có việc gì làm cho Chủ tịch Vương phải vội vàng gọi mình đến như vậy? Triệu Thu Cúc là Giám đốc Sở Giáo dục, đơn vị cũng không được cấp tỉnh quá coi trọng, thế nhưng bây giờ bị lãnh đạo điểm danh. Căn bản là không có chuyện gì tốt. Khi Triệu Thu Cúc đang cảm thấy rất bàng hoàng, Vương Tử Quân ném ra một bộ hồ sơ cho hai người rồi nói, Chủ tịch Hoàng, Giám đốc Thu Cúc, hai anh chị nhìn xem hồ sơ này cần bổ sung thứ gì nữa thì con em mới được nhập học.
nhập học, Hoàng Kiên Thận và Triệu Thu Cúc đều sững sờ, bọn họ vội vàng nhận lấy hồ sơ kia để xem xét. Sau khi quét mắt nhìn qua, hai người đều biết đây là một bộ hồ sơ của con em lao động bên ngoài đến xin nhập học ở thành phố. Mặc dù Hoàng Kiên Thận là phó chủ tịch nắm công tác giáo dục thế nhưng lại không quá hiểu rõ chuyện nhập học thế này. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn Triệu Thu Cúc, yêu cầu nàng trả lời. Chương 1597, một giúp đỡ anh một chút. Triệu Thu Cúc nhìn thoáng qua hồ sơ mà Vương Tử Quân đưa đến, sau đó do dự giây lát rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, dựa theo văn kiện của Sở Giám đốc tỉnh, bộ hồ sơ này trên cơ bản đủ điều kiện để con gái của người đàn ông này được nhập học. Cái gì gọi là trên cơ bản? Sự thật là bọn họ còn không được báo danh nữa là. Vương Tử Quân thấy Triệu Thu Cúc khá quen thuộc nghiệp vụ, thế là vẻ mặt chợt thả lỏng hơn một chút. Hoàng Kiên Thận và Triệu Thu Cúc đã hiểu có chuyện gì xảy ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều mong đối phương mở miệng. Hai người cũng không phải không biết chuyện này, nhưng hiện tượng này giống như đã thành lệ, hai người cũng không muốn gây chuyện. Tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại khai đao ở phương diện này, thế là Triệu Thu Cúc đành phải mở miệng, Chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác của mình, đã làm xuất hiện hiện tượng dập khuôn chính sách. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt công tác truy cứu, đảm bảo những con em đủ tuổi đều được nhập học. Vương Tử Quân gật đầu, hắn khẽ rút ra một điếu thuốc, thế nhưng không châm lửa mà vân vê trong tay nói, tôi không muốn phê bình các anh chị cảm thấy đây là việc nhỏ. Chỉ cần mở miệng là có thể giải quyết, thế nhưng đối với những bậc phụ huynh đang khổ sở chạy trường cho con thì lại là chuyện lớn. Nếu chuyện này không được giải quyết tốt, sẽ có hàng chục ngàn trẻ nhỏ không được đến trường. Giám đốc Thu Cúc, Sở Giáo dục của các chị cho ra phương án, ngày mai tổ chức hội nghị giáo dục toàn tỉnh, tôi sẽ tham gia. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn thế nhưng rõ ràng là có chút mất hứng. Triệu Thu Cúc vội vàng gật đầu. Nàng và Hoàng Kiên Thận đều thở dài một hơi, dù sao thì bọn họ cũng đã đi qua cửa ải này. Khi hai người chuẩn bị rời đi thì Vương Tử Quân đưa phần hồ sơ trên bàn cho Triệu Thu Cúc, người này vì chạy trường cho con mà vất vả cả ngày, nếu như phù hợp thì chỉ cứ làm theo chính sách. Còn nữa, công tác trong ban ngành giáo dục thì cần làm tốt việc giám thị, nếu như từng vị hiệu trưởng đều giống như hiệu trưởng cố của trường tiểu học số 2, như vậy còn nói gì đến chuyện giáo dục con em. Vương Tử Quân nói làm cho Hoàng Kiên Thận và Triệu Thu Cúc chợt run rẩy. Hai người bọn họ có nghe nói về Cố Quảng Đắc của trường tiểu học số 2, người này cực kỳ cao ngạo, không coi ai ra gì, khi đi đường chủ yếu là đưa mắt nhìn trời, chưa từng vì một ai mà phải nhìn xuống, cái giá là quá lớn. Hai người Hoàng Kiên Thận đều là kẻ thông minh, nào không hiểu rõ sai lầm của hiệu trưởng Cố. Anh cứ ở đó mà vênh váo lên trời, lại để cho Chủ tịch Vương gặp phải. Bây giờ xem như anh xong rồi. Ai cũng biết lãnh đạo mới nhận chức sẽ đốt lửa vài nơi, chỉ cần là sau khi lãnh đạo nhận chức thì tất cả các vị thủ lĩnh ban ngành đều tập trung cao độ, cảnh giác cao độ, chỉ sợ đơn vị của mình sẽ bị lãnh đạo lấy làm công cụ tế cờ. Một khi phát sinh phiền toái, như vậy sẽ có một nguy cơ lớn chờ anh. Hiệu trưởng Cố bây giờ căn bản là bị Vương Tử Quân chủ động bắn cho một viên đạn, nếu không thu thập viên hiệu trưởng này. Chỉ sợ tình hình của hai người Hoàng Kiên Thận không được khả quang. Nếu so sánh giữa Triệu Thu Cúc và Hoàng Kiên Thận, Triệu Thu Cúc căn bản ít cơ hội tiếp xúc với Vương Tử Quân, chỉ biết vị Chủ tịch Vương này bình thường rất ôn hòa nhã nhặn, trên cơ bản không tìm chuyện cho anh. Thế nhưng hôm nay lại trọng điểm nhắc đến Cố Quảng Đắc, chắc là hành động của người này căn bản làm cho Bí Thư Vương không nhịn được nữa. Bí Thư Vương, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng cho ra phương án. Triệu Thu Cúc quan sát gương mặt của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói, phương án này của chúng tôi sẽ nhất định giải quyết phương diện khó khăn khi nhập học của con em công nhân lao động đến từ bên ngoài. Vương Tử Quân nở nụ cười, dựa theo những gì hai bên từng tiếp xúc, Vương Tử Quân biết Triệu Thu Cúc này là một người phụ nữ thông minh. Chính mình vừa mới cho ra lời phê bình, người này đã thầm hiểu và cho ra phương án xử lý tương ứng, xem như cũng có tài. Các anh các chị nhanh chóng làm cho tốt rồi đưa đến cho tôi. Lý Tiểu Trụ từ trường tiểu học Bắc Thành quay về mà cảm thấy đầu như khúc gỗ, miệng đắng lưỡi khô. Hắn đi vào nhà nằm xuống giường, tâm tình rất xấu. Tuy trước khi đi hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng hắn vẫn bị sự thật làm cho khốn khổ. Không chỉ nói hắn không thể cho con đi học ở trường tiểu học số 2, thế nhưng ngay cả trường tiểu học Bắc Thành cũng cần phí tài trợ.
mà hắn căn bản không thể lấy đâu ra số tiền như vậy. Lý Tiểu Trụ nghĩ đến những gương mặt lạnh lùng mình tiếp xúc, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ uể oải. Hắn hít vào một hơi thuốc thật sâu, không khỏi nhớ đến anh Vương mình gặp lúc chưa. Dù thế nào thì người ta áo quần ngăn nắp, cũng xem như có thân phận thế nhưng không khinh thường vì chính mình chỉ là một kẻ làm công. Anh đưa hồ sơ cho tôi nhất định sẽ cho con anh được đi học trong trường số 2. Đây chính là lời hứa sắt son khi hai người chia tay của Vương Tử Quân, Lý Tiểu Trụ tuy cảm kích nhưng lại không thể tin được. Vì trước đó người ta còn không thèm thu phí tài trợ của mình, hơn nữa hai người còn đắc tội với cả hiệu trưởng nhà trường. Khi tâm tình của Lý Tiểu Trụ đang rối loạn thì cửa phòng bị đẩy ra, hai mẹ con đang chảy mồ hôi từ bên ngoài đi vào phòng. Anh đúng là, trời nóng thế này mà không chịu mở quạt, mất vài đồng tiền điện cũng không thể làm cho chính mình mệt mỏi nóng nực được. Vợ Lý Tiểu Trụ là Trần Tiểu Hoa vừa mở quạt vừa nói lời oán trách với Lý Tiểu Trụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con gái thì đổ đầy mồ hôi chạy đến bên cạnh thùng nước, sau đó rót nước ra chén uống ửng ực. Lý Tiểu Trụ nhìn con gái khát cháy cổ, thế là có chút đau lòng, sau đó không nhịn được nói, em không mua nước cho con sao? Bố no à, chuyện học hành thế nào rồi? Trần Tiểu Hoa rất quan tâm đến chuyện học của con, nàng vừa lau mồ hôi vừa vội vàng hỏi. Lý Tiểu Trụ cũng không trả lời vợ mình, hắn cười cười nói với con gái, Tiểu Nha, hôm nay con muốn ăn gì, để mẹ đi nấu cho con ăn. Con muốn ăn cá. Tiểu Nha sờ lên viền váy hoa đã có vài phần bung chỉ của mình, cô bé khẽ nói. Con bé này, ăn cá cái gì? Không phải chúng ta đã mua thức ăn rồi sao? Trần Tiểu Hoa chỉ vào con gái rồi dùng giọng trách cứ nói. Lý Tiểu Trụ đứng lên nói, được, bố mua cá cho con, mua một con cá chép lớn, cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa thật ngon. Lý Tiểu Trụ ra khỏi nhà dưới ánh mắt của hai mẹ con Trần Tiểu Hoa. Lúc này ánh nắng chiều đã hạ xuống, mọi người đi lại khá vội vàng, Lý Tiểu Trụ thì cảm thấy rất ảm đạm thất lạc. Một thành phố lớn như rừng mật lại không có chỗ nào tiếp nhận con gái của hắn, lại phải đưa con về với ông bà ở quê, mà cũng nên về quê học thôi. Lý Tiểu Trụ thầm nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy áy náy, càng đi nhanh về phía chợ. Chương 1597, 2, giúp đỡ anh một chút. Tuy vật dụng trong nhà là có hạn thế nhưng tay nghề nấu nướng của Trần Tiểu Hoa là rất tốt, một nồi cá cay thơm ngon xuất hiện trong gian phòng nóng nực, liên tục tỏa ra mùi hương thơm mát. Tiểu Nha rất ngoan không chạy ngay đi ăn cá, cô bé liên tục dùng mũi hít hà, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Con muốn ăn thì ăn, đúng rồi, bố còn mua cho con một thùng nước ngọt, hôm nay con cứ uống thoải mái đi. Lý Tiểu Trụ vỗ đầu con gái rồi dùng giọng yêu thương nói. Quạt treo trường liên tục đưa qua đưa lại dưới ánh đèn ảm đạm, một nhà ba người ngồi trong một căn phòng trọ nho nhỏ, bầu không khí nóng bức khó chịu, thế nhưng không khí gia đình lại rất tốt. Lý Tiểu Trụ rót cho mình một ly từ chai rượu lần trước chưa uống hết của mình, sau đó hắn nói với vợ, Tiểu Hoa, anh thấy hai ngày nữa nên đưa con về nhà với ông bà một chuyến. Trần Tiểu Hoa đang gắp thịt cá cho Tiểu Nha thì dừng đũa lại, nàng nhìn Lý Tiểu Trụ, sau khi trầm mặc một lúc rồi mới nói, à. Hai ngày nữa em sẽ xin nghỉ. Trần Tiểu Hoa mặc dù là con gái nhà nông thế nhưng vẫn hiểu nhiều chuyện, sau khi nghe chồng nói như vậy thì nàng biết chuyện con đi học không lo được, thế nên con gái chỉ có thể sống với ông bà nội thôi. Tuy nhiều cặp gia đình công nhân thật sự đều thực hiện theo phương pháp như vậy, thế nhưng Trần Tiểu Hoa nghĩ đến chuyện một năm không được gặp con vài lần, thế là một người phụ nữ kiên cường như nàng không khỏi chảy nước mắt. Bố ơi! Con có thể về chơi với ông bà một chuyến không? Tiểu Nha căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, cô bé dùng giọng khờ dại hỏi. Tất nhiên là có thể rồi. Lý Tiểu Trụ dùng sức gật đầu, hắn không biết nên giải thích cho con thế nào cho phải. Thật tốt quá, con có thể về nhà thăm ông bà nội. Tiểu Nha chợt đứng lên khỏi ghế rồi vui mừng la lớn. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé xuất hiện nụ cười. Thế nhưng bộ dạng vui mừng của con gái lại làm cho hai vợ chồng Lý Tiểu Trụ cực kỳ chua xót. Lý Tiểu Trụ vừa uống rượu vừa bàn với vợ về việc đưa con về quê, mua vài thứ gì đó cho hai ông bà. Khi Trần Tiểu Hoa đang cảm thấy tiếc tiền thì tiếng gõ cửa vang lên. Lý Tiểu Trụ cùng vợ ra ngoài làm công, mặc dù không có nhiều người thân thế nhưng những người hàng xóm thuê phòng chung quanh cũng tốt bụng. Lúc này có người gõ cửa, Lý Tiểu Trụ cho rằng có bạn đến.
hắn nhanh chóng ra mở cửa, thế nhưng khi mở cửa lại phát hiện bên ngoài là một người phụ nữ. Người phụ nữ này hơn 40 tuổi, mặc trang phục công sở. Lý Tiểu Trụ ngây cả người, người phụ nữ này rất khí phái, thậm chí còn có hương vị hơn cả những vị quản lý hay trưởng phòng là nữ trong công ty của mình. Sau lưng người phụ nữ kia là một cô gái trẻ, cô gái ăn mặc hợp thời trang, còn cầm một chiếc cặp công văn trong tay. Xin hỏi chị tìm ai? Lý Tiểu Trụ vô tình bị người phụ nữ đối diện áp chế, thế là không khỏi dùng giọng cung kính nói. Người phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua Lý Tiểu Trụ rồi cười nói, xin hỏi anh có phải là Lý Tiểu Trụ không? Tôi là Lý Tiểu Trụ, nhưng tôi không biết chị. Lý Tiểu Trụ thấy người phụ nữ kia mở miệng đã nói được tên của mình thì có chút kinh ngạc. Người phụ nữ kia cười cười chỉ vào tiểu nha đang thu dọn chén dĩa rồi nói, đây là con gái Lý Nghiên Kha của anh phải không, cô bé rất đáng yêu. Người phụ nữ kia nói rồi đi vào trong nhà của Lý Tiểu Trụ. Lúc này trong phòng trọ của Lý Tiểu Trụ rất nóng, thế nhưng người phụ nữ trung niên không quan tâm, chẳng qua cô gái đi theo phía sau có hơi nhíu mày. Xin hỏi chị là, tôi họ Triệu, công tác ở phòng giáo dục thành phố. Người phụ nữ nói rồi tự nhiên ngồi xuống ghế. Sau khi nghe lãnh đạo của mình nói công tác ở phòng giáo dục, cô gái đi theo phía sau không nhịn được cười, nàng khắc chế chút tâm tình của mình rồi ngồi xuống bên người lãnh đạo. Lãnh đạo của phòng giáo dục đến làm gì? Lý Tiểu Trụ có chút nghi hoặc nhưng không kinh hoàng, dù sao thì chỉ là người của phòng giáo dục, không phải người của Cục Công an. Nhưng nếu so với Cục Công an thì phòng giáo dục lại càng làm hắn bất ngờ hơn. Thế nhưng lúc này trong mắt vợ Trần Tiểu Hoa lại lóe lên vài phần hào quang đặc biệt. Người phụ nữ trung niên tự xưng mình họ Triệu cười nói, tôi đã biết tình huống của anh chị, hôm nay tôi đến là chuyện đến trường của con anh chị. Thật là tiểu nha nhà chúng tôi được đi học ở thành phố sao? Trần Tiểu Hoa đứng ở bên cạnh thấy người phụ nữ kia đến là chuyện con mình đến trường, thế là gương mặt chất phát lộ ra nụ cười. Đúng vậy, dựa theo văn kiện của sở giáo dục thì con gái của anh chị phù hợp với điều kiện nhập học, chỉ là vì trong ban ngành giáo dục có lỗ hổng, thế nên làm trễ nãi chuyện học tập của con gái hai vị. Người phụ nữ họ Triệu nói đến đây thì cười nói với tiểu nha, cháu gái, cháu nói với dì xem. Cháu có muốn đi học ở thành phố không? Cháu muốn đi học, tiểu nha gật đầu sợ hãi rồi dùng giọng ngập ngừng nói. Lý Tiểu Trụ nhìn bộ dạng khôn khéo của con gái, thế là không khỏi cảm thấy rất vui. Chị nói con tôi có thể nhập học sao? Lý Tiểu Trụ cảm thấy quá vui mừng, điều này quá bất ngờ với hắn. Đúng vậy, hồ sơ của con anh chị đã được tiếp nhận, vài ngày nữa anh đến xem tin tức xếp lớp mà thôi. Người đang nói chuyện tất nhiên là Giám đốc Triệu Thu Cúc của Sở Giáo dục tỉnh Mật Đông. Sau khi nàng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì tìm ra vài vị thư ký tốt trong Sở Giáo dục tỉnh, nhanh chóng cho ra phương án dựa theo ý của Vương Tử Quân. Phương án sơ thảo đã được Vương Tử Quân thẩm duyệt, khi đó Triệu Thu Cúc mới thở dài một hơi. Nhưng nàng cũng không dám buông lỏng, nàng dẫn theo thư ký đi đến địa chỉ Lý Tiểu Trụ ghi trên hồ sơ của con, tự mình đi đến nơi này. Thứ nhất là vì thăm hỏi gia đình Lý Tiểu Trụ, thứ hai là muốn tìm hiểu thông tin từ chính miệng Lý Tiểu Trụ. Tôi đưa hồ sơ cho anh Vương, vì sao hồ sơ lại nằm trong tay chị? Lý Tiểu Trụ có chút nghi ngờ, hắn hỏi dò, chẳng lẽ chị là người thân của anh ấy? Người thân, những lời này thiếu chút nữa làm cho Triệu Thu Cúc bật cười, trong lòng không khỏi thầm than, nếu như mình thật sự có quan hệ với chủ tịch tỉnh, như vậy thì quá tốt rồi. Lý Tiểu Trụ mặc dù chưa từng gặp qua những vị cán bộ lãnh đạo cấp cao, thế nhưng cũng có phương thức tư duy của mình. Khi thấy Triệu Thu Cúc từ chối cho ý kiến, hắn chợt cảm thấy mình đoán đúng thân phận đối phương, thế là càng thêm nhiệt tình hơn. Chương 1598, bóng dáng quyền lực. Ôi, cảm ơn anh Vương đã giải quyết phiền toái giúp tôi. Lý Tiểu Trụ nói đến đây thì dùng giọng bức thiết nói, khi đó tôi đi rất gấp, cũng không xin được số điện thoại của anh Vương. Chị có biết số điện thoại của anh ấy không? Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ấy một chút. Tất nhiên Triệu Thu Cúc có số điện thoại của Chủ tịch Vương, thế nhưng nàng không dám tùy ý tiết lộ ra, thế là khẽ nói, tôi không nhớ số điện thoại của anh ấy, sau này có thời gian tôi sẽ hỏi. Mà anh làm sao biết được anh Vương kia? Lý Tiểu Trụ không hiểu ý nghĩ của Triệu Thu Cúc, hắn nhanh chóng nói ra những gì xảy ra hôm nay. Sau khi nghe được lời nói của Lý Tiểu Trụ, Triệu Thu Cúc căn bản cực kỳ căm hận hiệu trưởng Cố,
thầm nghĩ anh đúng là không muốn sống, anh đâm đầu xuống sông cũng không có vấn đề, thế nhưng anh lại muốn kéo theo nhiều người cùng chết với mình sao? Triệu Thu Cúc thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn cười nói, được rồi, tôi cũng biết chuyện này, các anh chỉ cứ yên tâm ở nhà chờ, đến khi nhận thông báo nhập học là được. Triệu Thu Cúc đạt được mục đích thì chuẩn bị cáo từ, đúng lúc này Lý Tiểu Trụ chợt nói, à, lãnh đạo, tôi có một người thân cùng thôn có con gái bằng tuổi con nhà tôi, chị xem có thể. Trường nào cũng được, chỉ cần ở thành phố là được. Niềm vui từ trên trời giáng xuống làm cho Trần Tiểu Hoa cảm thấy rất vui, thế nhưng nàng không ngờ trước khi người ta đi thì chồng mình lại nói ra một câu như thế. Nàng không khỏi dùng ánh mắt oán hận nhìn chồng, sau đó lặng lẽ véo lưng Lý Tiểu Trụ một cái. Triệu Thu Cúc chợt có chút sững sốt, sau đó nàng cười nói, chuyện này cũng không cần nhờ tôi hỗ trợ, anh cứ nói người ta chuẩn bị sẵn hồ sơ, ngày mai đến trường học gần bên báo danh là được. Lý Tiểu Trụ vui vẻ tiến Triệu Thu Cúc ra khỏi nhà, hắn không nhịn được phải nói với vợ, vừa rồi người ta nói không có vấn đề, em nghĩ mà xem, có phải người ta đang gạt anh không? Anh sao lại có tâm tư xen vào việc của người khác như vậy? Anh cũng đừng quá mò mẫm. Nếu anh làm ảnh hưởng đến việc học của con, em không để yên cho anh đâu. Ngày hôm sau Lý Tiểu Trụ làm việc thoải mái hơn, hắn luôn nghĩ đến lời nói của chị Triệu. Khi nghỉ ngơi giữa ca hắn nghe thấy vài người đồng sự nói sẽ đưa con về cho ông bà, đã vài lần hắn định nói ra những gì mình gặp phải, thế nhưng nghĩ thế nào lại nuốt lời xuống bụng. Nếu như bọn họ không làm được, như vậy không phải mình bị người ta chê cười sao? Lý Tiểu Trụ làm việc một ngày mệt mỏi. Hắn đi về đến nhà, con gái đang vui vẻ nấu cơm với mẹ. Khi thấy Lý Tiểu Trụ về nhà thì vợ con nhanh chóng dọn cơm. Lúc này chỉ là vài món bình thường nhưng rất có hương vị, Lý Tiểu Trụ thích bầu không khí thế này, đây mới là cuộc sống. Hắn vui vẻ mở tivi, bên trong đang phát chương trình thời sự. Tin tức đầu tiên là Bí thư Tỉnh ủy Sầm Vật Cương đi kiểm tra thị sát thành phố Linh Long. Bí thư Sầm tán thưởng khu kinh tế mới của thành phố Linh Long. Yêu cầu thành phố Linh Long liên tục cố gắng, đưa công tác tiến lên một bậc thang mới. Lý Tiểu Trụ đến bây giờ cũng không có hứng với chương trình thời sự, khi hắn chuẩn bị chuyển kênh thì chợt nghe biên tập viên nói, sáng hôm nay đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Vương Tử Quân tham dự hội nghị công tác giáo dục. Đồng chí Vương Tử Quân yêu cầu các thành phố làm tốt công tác nhập học của học sinh, đặc biệt là phương diện nhập học của con cái người lao động đến từ bên ngoài. Yêu cầu các thành phố phải thực hành nghiêm chỉnh chính sách của tỉnh, đảm bảo con em của người lao động đến từ bên ngoài được học tập như bình thường. Lý Tiểu Trụ nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên đài chủ tịch thế là không khỏi kinh hoàng đánh rơi cả đũa xuống đất. Sầm Vật Cương ngồi trong phòng làm việc của mình thì Cố Tác Viêm gõ cửa đi đến. Hắn cười nói với Sầm Vật Cương, Bí thư Sầm, ngày hôm qua Đồ Phấn Đấu gọi điện thoại đến cho tôi. Anh ấy nói những lời phát biểu của ngài làm cho bọn họ phấn chấn tinh thần, thật sự là ủng hộ nhân tâm. Lời hay thì ai cũng nói được, chủ yếu là phải nhìn vào kết quả. Sầm Vật Cương nói không chút biểu cảm, thế nhưng vẫn cảm thấy rất hưởng thụ vì Đồ Phấn Đấu có thể chứng thực chỉ thị tinh thần của mình. Sau khi thăm dò tâm tư của Sầm Vật Cương, Cố Tác Viêm cũng không tiếp tục nói nhiều, hắn nói sang chuyện khác, Bí thư, anh có xem qua chương trình thời sự hôm qua không? Chủ tịch Vương thật sự là rất có khí thế. Chủ tịch Vương làm việc không tồi. Sầm Vật Cương khoát tay áo dùng giọng thản nhiên nói, chuyện này trước kia tôi cũng nghĩ qua, chỉ là còn chưa theo kịp thời gian, bây giờ chủ tịch Vương đã xử lý xong, thật sự rất tốt. Cố Tác Viêm cười cười nói, Bí thư Sầm là người ý chí rộng rãi, rất nhiều chuyện đã nghĩ đến, chỉ là người ta không nhất định sẽ lên tiếng cảm kích. Sầm Vật Cương cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ xem văn kiện. Tình hình như thế này càng làm cho Cố Tác Viêm cảm thấy xấu hổ. Nếu như không phải lúc này hắn đang ở trong thung lũng sự nghiệp, Cố Tác Viêm hắn đáng giá chạy đến đây nịnh nọt Sầm Vật Cương sao? Nếu như không phải hắn cảm thấy lúc này mình nên nằm gai nếm mật, hắn cũng không muốn nói này nọ sau lưng người ta như vậy. Thế là hắn không khỏi thầm nhắc nhở mình, phải cố gắng chịu đựng, dù thế nào cũng phải cố gắng chịu đựng. Lúc này gương mặt của Sầm Vật Cương làm cho Cố Tác Viêm cảm thấy mình đang tự làm mình mất mặt, dù có chút bức bối thì vẫn phải giấu trong lòng. Trong quan trường thì người người giống như những con kiến đang bò lên từng bước, kính sợ người khác cũng không phải vì phương diện cấp bậc, căn bản là vì bóng dáng quyền lực. Cố Tác Viêm cười nhạt vì cho tổ chức hội nghị giáo dục của Vương Tử Quân,
hắn thấy đó là Vương Tử Quân cố gắng tạo thanh thế cho mình, gióng trống khua chiêng như vậy làm gì? Còn không phải là muốn dễ dàng vượt qua tuyển cử vào thời gian 3 tháng sau sao? Lần này Cố Tác Phiêm đến tìm Sầm Vật Cương chính là muốn bôi thuốc vào mắt cho Vương Tử Quân, cho đối phương biết thế nào là hậu quả đắc tội với mình. Thế nhưng Sầm Vật Cương có biểu hiện rất lạnh lùng, làm cho hắn cảm thấy mình vuốt mông ngựa không được lại vỗ vào đùi ngựa. Sầm Vật Cương dù có chút bảo thủ thế nhưng không phải là những hạng người không chịu thừa nhận thành tích của người khác, huống hồ Vương Tử Quân làm như vậy còn được Sầm Vật Cương tán dương. Cố Tác Phiêm thầm hiểu rõ vấn đề, hắn cảm thấy gương mặt mình chợt đỏ hồng. Hắn nói thêm vài công tác cho Sầm Vật Cương, sau đó chuẩn bị rời đi. Tuy hắn thật sự có chút bất mãn nhưng không dám nói thêm quá nhiều lời. Chủ tịch Cố, ngài đi đâu vậy? Khi Cố Tác Phiêm cúi đầu bước đi thì chợt nghe thấy có người trầm giọng chào hỏi mình. Cố Tác Phiêm ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người chào hỏi mình là Phương Anh Hồ. Lúc này Phương Anh Hồ nở nụ cười sáng lạn, tâm tình giống như rất tốt. Sầm Vật Cương rất tình nguyện kết giao với một đại quản gia như Phương Anh Hồ, lúc này nghe thấy đối phương chào hỏi thì cười nói. Tôi vừa ra khỏi phòng của bí thư Sầm, còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là đi về phòng của mình rồi. Phương Anh Hồ cười cười, hắn tất nhiên thấy rõ sự bực bội của Cố Tác Phiêm, nhưng cầu thang cũng không phải trốn trò chuyện. Tuy Vương Tử Quân đã đi đến nhận công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng hắn cũng không muốn phá hỏng những quy tắc mà mình nên tuân thủ. Phương Anh Hồ cười ha hả rồi khẽ nói, nếu như chủ tịch Cố không có chuyện gì khẩn cấp, mời anh đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút. Vài ngày trước có người thân dưới quên đưa lên cho chút trà, hương vị không tệ. Cố Tác Phiêm gật đầu đi theo Phương Anh Hồ, khi đến phòng làm việc của Phương Anh Hồ, thư ký của Phương Anh Hồ định tiến vào pha trà, thế nhưng Phương Anh Hồ khoát tay cho thư ký rời đi. Phương Anh Hồ lấy từ trong hộc bàn của mình ra một gói trà nhỏ, hắn bỏ vào ấm một chút trà, sau đó cười nói, đây là trà quê tôi. Tuy không nổi tiếng trong nước nhưng uống vào rất sướng miệng, người thân biết tôi thích món này nên hàng năm đều đưa đến cho một chút. Lúc này Cố Tác Phiêm nào có tâm tư thảo luận về trà với Phương Anh Hồ, hắn uống một ngụm trà rồi dùng giọng trầm trầm nói, bí thư Sầm của chúng ta luôn yếu lòng, rất nhiều chuyện là người ta cướp danh vọng của mình, thế nhưng lãnh đạo lại mặc kệ. Hôm nay tôi đến nhắc nhở lãnh đạo một tiếng, thiếu chút nữa bị coi là người ngoài. Sao? Anh nói đến chuyện con cái người lao động bên ngoài được học tập trong thành phố à? Phương Anh Hồ không hổ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, nhiều chuyện chỉ cần người ta mở đầu thì hắn đã biết đó là gì. Chương 1599, một để tôi làm phụ tá đắc lực cho ngài. Dư vị xấu hổ khi dán mặt nóng vào mông lạnh căn bản là khó thể dùng ngôn từ để miêu tả cho rõ ràng, Cố Tác Phiêm rõ ràng là không thoải mái, hai mắt sưng tấy. Bình thường hắn là người ngẩng cao đầu không coi dai ra gì, căn bản cũng không có hứng thú trò chuyện với Phương Anh Hồ, thế nhưng hôm nay hắn lại nở nụ cười nịnh nọt nói, hôm nay tôi đến tìm gặp lãnh đạo nói về vấn đề này, thế nhưng chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Phương Anh Hồ thầm cười, hắn là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương, hắn căn bản hiểu rõ tính nết của Bí Thư Sầm. Bí Thư Sầm là đại tướng vùng biên cương, sao không có ánh mắt nhìn đại cục cho được. Thật ra thì Sầm Vật Cương tình nguyện phối hợp ăn ý với trợ thủ của mình, cố gắng làm cho cục diện chính trị ở tỉnh Mật Đông càng thêm ổn định, kinh tế càng phát triển mạnh mẽ. Cho dù Sầm Vật Cương không hài lòng với Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân xử lý được chuyện tốt, dù cuối cùng có chút bất lợi cho mình, thế nhưng Sầm Vật Cương cũng không bao giờ nhúng tay vào. Cố Tác Phiêm anh nắm lấy chuyện này đi đả kích Vương Tử Quân, như vậy có ý nghĩ gì? Tất nhiên Sầm Vật Cương sẽ không quan tâm đến anh. Không lạnh nhạt với anh thì đúng là không bình thường. Xem ra Cố Tác Phiêm không được tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ, bây giờ thấy lợi tối mắt lại rồi. Phương Anh Hồ thầm cho ra đánh giá với Cố Tác Phiêm, sau đó hắn cười nói, chủ tịch Cố, lãnh đạo hiểu tâm tư của anh, nhưng lãnh đạo của chúng ta là hạng người gì, anh không thể không biết. Cho dù anh ấy thừa nhận ý kiến của anh ấy cũng không muốn nhúng tay vào. Ôi, nói tóm lại là tôi tự tìm mất mặt. Sau khi nghe Phương Anh Hồ nói xong thì Cố Tác Phiêm càng không thoải mái. Phương Anh Hồ anh và lãnh đạo đều là người đường đường chính chính nói đến dương mưu, ngược lại thì tôi căn bản đều chỉ nghĩ đến chuyện xấu xa, là hạng tiểu nhân sao. Đừng tưởng rằng hành vi của các anh thì có thể lập bệ thờ, thực chất phương diện tâm lý chỉ là kỹ nữ mà thôi. Nhưng anh cũng đừng nên mất hứng,
có một số việc anh phải nhìn vào ở phương diện biện chứng. Thật ra đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất anh đã nói với bí thư Sầm về vấn đề này, điều này có nghĩa là gì? Nói rõ anh là người thật sự luôn quan tâm đến bí thư Sầm từ tận đáy lòng. Phương Anh Hồ châm thêm trà cho Cố Tác Viêm rồi nở nụ cười an ủi. Lúc này gương mặt Phương Anh Hồ mới hòa hoãn đi một chút. Thật ra hắn cũng hiểu điều này, chỉ là hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghe Phương Anh Hồ khuyên can thì tâm tình mới khá hơn một chút. Thư ký trưởng Phương Anh Hồ, tôi không phải sợ bí thư Sầm bị hại sao? Anh không biết bây giờ Vương Tử Quân nâng Hà Kiến Trương lên, làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải muốn đưa tên họ Hà kia làm kẻ cản đầu súng sao? Bây giờ tôi thấy Hà Kiến Trương làm phó chủ tịch thường vụ căn bản là không tìm ra Nam Bắc, có trình độ gì chứ? Phương Anh Hồ không lên tiếng, hắn cười nhạt với thái độ của Cố Tắc Phiêm. Anh nói như vậy với một người là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, có ra thể thống gì sao? Trước đó anh cực kỳ chờ mong vị trí kia rơi xuống người mình sao? Thật ra Phương Anh Hồ hiểu rất rõ, đối với bí thư Sầm thì vị trí phó chủ tịch thường vụ thích hợp nhất với Cố Tắc Phiêm, hơn nữa ở phương diện trưng cầu dân ý thì Phương Anh Hồ cũng đề cử Cố Tắc Phiêm. Thế nhưng cuối cùng thì người tiến lên là Hà Kiến Trương, kết quả này căn bản làm cho bí thư Sầm không thoải mái. Dù sao điều này cũng có ý nghĩa là Vương Tử Quân có người giúp đỡ ở bên trên. Thậm chí tuyến trên đang cố ý làm cho Vương Tử Quân cân bằng với bí thư Sầm ở Mật Đông. Bí thư Sầm thực tế rất quan tâm đến anh. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói, hơn nữa bí thư Sầm cũng cực lực đề cử anh, chẳng qua thượng cấp có sắp xếp riêng, dù là bí thư Sầm cũng chỉ là bất lực mà thôi. Sau khi nói thêm vài câu thì Cố Tác Phiêm rời khỏi phòng làm việc của Phương Anh Hồ, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy mình mất thời gian ở nơi đây. Thậm chí hắn cảm thấy đến đây và nhận được không ít. Ví dụ như chuyện Sầm Vật Cương đề cử mình lên vị trí phó chủ tịch thường vụ, điều này làm cho hắn cảm thấy rất vui. Tuy hắn cảm thấy Sầm Vật Cương sẽ phải đề cử mình, thế nhưng biết được rõ ràng và không biết là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Hắn luôn cảm thấy Hà Kiến Trương là người chiếm tổ của mình, cướp vị trí phó chủ tịch thường vụ của mình, đây chính là điển hình của sai lầm ở phương diện thứ tự. Một ngày công tác vẫn bận rộn như thường, khi Cố Tác Phiêm trên đường về nhà, hắn không phải nghĩ đến phương diện Sầm Vật Cương đề cử mình, là vì sự kiện hôm nay mình níu kéo với Hà Kiến Trương. Cố Tác Phiêm đã phê chỉ thị cho một văn kiện, thế nhưng Hà Kiến Trương yêu cầu sửa lại. Hắn nhịn không được phải nói vài câu, thế nhưng Hà Kiến Trương căn bản không nể mặt, trực tiếp yêu cầu Trương Tề Bảo sửa lại. Chuyện này tuy không lớn nhưng lại làm cho Cố Tác Phiêm sinh ra cảm thụ không được tốt. Trước kia hắn là người có độ nặng và quyền uy cực kỳ lớn trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng bây giờ thì sao? Hắn luôn cảm thấy ánh mắt người trong văn phòng nhìn hắn không còn được cung kính như dĩ vãng. Hà Kiến Trương, sau này tôi sẽ cho anh biết tay. Cố Tác Phiêm vừa mới mở cửa biệt thự, tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong truyền ra. Sau khi nghe âm thanh này thì hắn không khỏi nhíu mày, hắn dù rất tình nguyện bàn chuyện công tác với người khác. Thế nhưng lại không thích sau khi tan tầm về nhà thì có người chạy đến bàn chuyện công tác. Chú, ngài đã đi về rồi. Cố Tác Phiêm còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, đúng lúc này thấy một người đàn ông đứng lên khỏi ghế salon như lò xo, sau đó mở miệng cung kính chào hỏi. Cố Tác Phiêm nghe thấy như vậy mà không khỏi sững sờ, hắn nhìn thoáng qua người kia, chợt phát hiện đó là cháu trai Cố Quảng Đắc của mình. Gần đây Cố Tác Phiêm không có hảo cảm với người này. Năm xưa người này đi học làm cho một nữ sinh có bầu, nếu không phải cha mẹ của người này quỳ gối xuống xin nữ sinh kia, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Khi vị trí của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ, Cố Quảng Đắc đi đến nhà Cố Tác Phiêm ngày càng nhiều, hơn nữa thái độ cực kỳ thân mật. Cố Tác Phiêm nhìn thoáng qua Cố Quảng Đắc rồi lạnh lùng nói, Quảng Đắc đến đấy à? Mặc dù là chào hỏi nhưng Cố Tác Phiêm lại không dừng chân, hắn đi thẳng lên phòng làm việc ở trên lầu. Cố Quảng Đắc vốn có nhiều lời muốn nói với Cố Tác Phiêm, bây giờ thấy thái độ của chú mình như vậy, hắn giống như tiến vào trong khe nứt, thế là nhanh chóng ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía vợ Cố Quảng Đắc. Tác Phiêm, anh mệt mỏi lắm sao? Quảng Đắc có chuyện cần nói với anh. Vợ của Cố Tác Phiêm bị Cố Quảng Đắc nịnh nọt nửa ngày, bây giờ thấy thái độ của Cố Tác Phiêm như vậy, cũng hiểu không nên làm chậm trễ cháu mình, thế là tranh thủ thời gian mở miệng nói. Cố Tác Phiêm có thể không thèm quan tâm đến đứa cháu kia,
thế nhưng không thể không nể mặt vợ, dù sao thì hai bên cũng đã sống với nhau nhiều năm. Thế là hắn dừng bước nói, chuyện gì vậy? Chú, cháu của ngài bị người ta ức hiếp. Cố Quảng Đắc vẫn không nói gì thế nhưng vợ ngồi bên cạnh lại mở miệng. Vợ của Cố Quảng Đắc hơn 40 tuổi, dáng người cũng không tệ nhưng chân mắt nhọn làm cho người ta sinh ra cảm giác mạnh mẽ. Chương 1599, 2, để tôi làm phụ tá đắc lực cho ngài. Cố Tắc Viêm mỗi ngày gặp qua rất nhiều người, hắn cũng hiểu tính cách cháu dâu của mình. Hắn gật đầu từ chối cho ý kiến, sau đó đi xuống lầu ngồi lên ghế salon. Chú, hôm nay Quảng Đắc bị cách chức hiệu trưởng. Những năm qua Quảng Đắc cần cù chăm chỉ công tác, là tiếng lành đồn xa trong thành phố rừng mật, dù là lãnh đạo thị ủy hay phụ huynh học sinh đều phải vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng anh ấy là người quá ngay thẳng, bây giờ bị cách chức, hơn nữa còn phải ở nhà làm bản kiểm điểm, ngài nói xem, như vậy có phải là quá ức hiếp người khác rồi không? Cháu dâu của Cố Tắc Viêm nói đến đây thì dùng giọng căm phẫn nói, có câu nói thế này, mọi người đều nói như vậy là không công bằng, rất nhiều phụ huynh học sinh và thầy cô giáo nói là Quảng Đắc bị oan. Bọn họ biết rõ Quảng Đắc là cháu của ngài mà còn dám làm như thế, tôi cảm thấy bọn họ không phải là hướng về cháu của ngài, rõ ràng là muốn gây khó khăn cho ngài. Gương mặt Cố Tắc Viêm chợt trầm xuống, cháu gái dám mở miệng nói như vậy thật sự là phụ nữ tóc dài óc ngắn. Chỉ bằng vào vài câu của cô mà tôi sẽ tiến lên đâm đầu vào họng súng sao? Cô có phải là quá khôn rồi không? Cố Tắc Phiêm cười lạnh một tiếng rồi dùng ánh mắt hung hăng nhìn cháu dâu, hắn cũng không nói lời nào. Nhưng ánh mắt của hắn không khỏi làm cho đứa cháu dâu chợt ỉu xìu, chân tay luống cuống, không biết nói gì cho phải, bầu không khí có vẻ rất xấu hổ. Cố Quảng Đắc chợt sinh ra cảm giác lạnh cả lưng, sợ đến mức có chút luống cuống. Đúng lúc này chợt thấy cố phu nhân nói, Quảng Đắc, lúc này cháu nói rõ ràng với chú xem người ta ức hiếp mình thế nào, để xem chú có giúp đỡ được gì không. Cố phu nhân nói như vậy thì cố Quảng Đắc mới thở phào ra một hơi, hắn lập tức lên tiếng chú, sáng hôm nay trưởng phòng Trần của phòng giáo dục gọi tôi sang, tuyên bố miễn chức và yêu cầu tôi về nhà viết bản kiểm điểm. Nguyên nhân là gì? Cố Tắc Viêm nhìn thoáng qua cố Quảng Đắc rồi khẽ hỏi. Vì cháu có chút vấn đề ở phương diện con em lao động ngoài tỉnh nhập học ở thành phố rừng mật. Cố Quảng Đắc có chút ấp a ninh, hắn dùng giọng khó xử nói. Cố Tắc Phiêm chợt sững sờ, hắn rốn như nghĩ đến điều gì đó, không phải nơi đó có một người tên là Lý Tiểu Trụ đến báo danh cho con nhập học sao? Đúng vậy, vì gặp phải tên khốn xui xẻo này mà thôi. Chú, ngài nói xem cháu đắc tội với ai, bây giờ các trường đều là như vậy, vì sao cháu lại bị miễn chức? Không phải đang ức hiếp cố gia chúng ta sao? Cố Tắc Phiêm châm một điếu thuốc, hắn dùng giọng trầm bổng hỏi, anh nói rõ tôi nghe, vì sao anh không nhận con của Lý Tiểu Trụ vào trường? Cố Quảng Đắc chợt sững sờ, hắn cho rằng chú mình muốn hỏi xem là tên nào to gan lớn mật dám cách chức mình, không ngờ lại hỏi về chuyện này. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói chú, ngài cũng biết về trình độ dạy học của trường tiểu học số 2, bây giờ có ai không muốn đưa con đến đây nhập học? Nếu như thu con của Lý Tiểu Trụ vào trong trường, như vậy không phải sẽ mất đi một chỉ tiêu cho con em thành phố sao? Vẻ mặt Cố Tắc Phiêm khẽ động, hắn giống như nắm bắt được cái gì đó. Hắn khẽ gạt tàn, sau đó đột nhiên nói như vậy các cậu đã có chỉ tiêu rồi sao? Cố Quảng Đắc căn bản là hiểu rõ vấn đề của mình, những năm qua trong trường học đầy sạn, căn bản làm nhiều trò không hay. Lúc này hắn do dự giây lát rồi dùng giọng thành thật nói, L đúng vậy. Nếu như bọn trẻ đều muốn đến học tập ở trường tiểu học số 2, như vậy thì chúng cháu cũng không thể tiếp nhận tất cả được. À, phương diện nhập học cho con em xem ra cũng khó giải quyết. Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì chợt vẫy tay với Cố Quảng Đắc, nếu cậu có khó khăn của mình, như vậy cậu viết rõ khó khăn ra, sau đó phản ánh với ban ngành lãnh đạo. Khi những khó khăn kia được thừa nhận đang tồn tại, như vậy sai lầm của cậu sẽ không còn là sai lầm, cậu nói xem có đúng không? Cố Quảng Đắc vẫn còn chưa hiểu rõ vấn đề, thế nhưng lúc này Cố Tắc Phiêm đã đứng dậy đi lên lầu, cũng không nói gì thêm với hắn. Trường tiểu học số 1 thành phố Đồng Lục, người đến báo danh cho con nhập học đã vây chặt lấy cổng. Tuy lúc này Sở Giáo dục đã cho ra công văn yêu cầu tất cả các trường phải làm tốt công tác thu nhận học sinh, thế nhưng nhiều nơi vẫn là chen chúc không chịu nổi. Nhiều bậc phụ huynh đến báo danh cho con nở nụ cười sáng lạn, bọn họ kéo tay con mình.
dùng đủ mọi giọng điệu địa phương trò chuyện với giáo viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ. Có vài phụ huynh cầm hồ sơ chờ ở bên ngoài, cũng có không ít phụ huynh cầm lấy hồ sơ của con mình đi nộp qua trường khác bớt đông đúc hơn. Chủ tịch Vương, sau khi ngài tổ chức hội nghị giáo dục toàn tỉnh thì thành phố Đồng Lục chúng tôi nhanh chóng tiến hành bố trí, không những xử lý phương diện đóng phí tài trợ khi nhập học, còn cố gắng đẩy mạnh tài chính hỗ trợ giáo dục. Chúng tôi chuẩn bị trong thời gian 3 năm tới sẽ xây dựng thêm 4 trường tiểu học, 2 trường trung học, giải quyết căn bản vấn đề thiếu trường cho học sinh con em lao động. Những vị công nhân viên này đã ra sức cống hiến cho các ban ngành sản xuất trong thành phố Đồng Lục, giải quyết chuyện học tập cho con em của bọn họ cũng xem như đẩy mạnh thêm quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Bí thư thị ủy Lôi Hợp Tuấn đứng bên cạnh khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn căn bản tương đối tán thành công tác của thành phố Đồng Lục. Tuy hắn là chủ tịch tỉnh thế nhưng giải quyết vấn đề phải đi từng bước một, thế nhưng phía thành phố Đồng Lục có thể bắt tay công tác, tính toán lâu dài, không phải xử lý hiện trạng hiện tại cho nhanh mà nắm bắt công tác tương lai rất vững chắc. Hơn nữa công tác là một chuyện mà thái độ là một chuyện, Lôi Hợp Tuấn có thể hành động nhanh như vậy, căn bản là tỏ thái độ với mình. Nếu như Vương Tử Quân tiếp nhận quá thản nhiên, không nói lời khuyến khích thì căn bản là không trấn an được nhân tâm. Bí thư Hợp Tuấn, anh làm việc thì tôi tương đối yên tâm. Quan niệm tư tưởng của anh là khó có được, có câu 10 năm trồng cây trăm năm trồng người, đẩy mạnh đầu tư vào giáo dục chính là hành vi có lợi cho hậu thế. Tôi tin tưởng chỉ sau vài năm nữa thì thành phố Đồng Lục các anh sẽ cho ra một thành tích tốt, tốt nhất là có được kinh nghiệm để các thành phố khác học tập tham khảo. Lôi Hợp Tuấn nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì chợt tỏ ra vui sướng, hắn tin Vương Tử Quân đến vì kiểm tra công tác, mà hắn nhận định việc làm này của Vương Tử Quân có ý nghĩa sâu xa. Trạm thứ nhất của Vương Tử Quân là thành phố Đồng Lục, điều này nói rõ mình đã đi vào vòng quan hệ của Bí Thư Vương. Lần này Vương Tử Quân đi kiểm tra công tác cũng không có vấn đề gì, ngược lại giống như chỉ là kiểm tra đốc xúc, hơn nữa còn là tiến hành tiếp xúc xâm nhập với những vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh. Tuy công tác của Đồng Lục còn có chút thiếu hụt, thế nhưng lãnh đạo chủ yếu cho ra lời khuyến khích mà thôi. Chương 1601 trong mâm mới là món ăn, người thắng làm vua, kẻ thắng làm anh hùng. Vị trí khác nhau thì góc nhìn cũng khác nhau, sau khi Đường Chấn Huy rời đi, tuy Vương Tử Quân đã ổn định được tình thế, thế nhưng hắn liên minh với Hà Kiến Chương cũng không thể nào làm cho chính mình vững vàng ngồi sau màn. Hơn nữa thời gian dần trôi qua, thời điểm tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân càng ngày càng đến gần. Tuy sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, thế nhưng nếu có một vấn đề gì xảy ra, như vậy hắn sẽ là một người té ngã ở kiếp sống chính trị của mình. Té ngã như vậy thì sau này dù có tu bổ cũng như không, thậm chí cả đời sẽ không thể nào đứng lên được nữa. Tuy Vương Tử Quân có lòng tin Sầm Vật Cương sẽ hộ giá cho mình, thế nhưng hắn không dám đặt hết tất cả trứng gà vào trong giỏ của người này. Hắn muốn gia tăng khả năng chiến thắng cho mình, như vậy nhất định phải hoàn thành độc lập. Sau khi hàn huyên vài câu với nhóm phụ huynh đến nộp hồ sơ cho con mình, Vương Tử Quân lại đi kiểm tra phương diện xây dựng trường. Vì còn chưa khai giảng thế nên trường học có hơi lạnh, nhưng vị hiệu trưởng đi theo sau lưng nói rõ tình huống với Vương Tử Quân cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Người này làm hiệu trưởng đã vài năm, những năm gần đây chỉ được gặp lãnh đạo lớn nhất là bí thư thị ủy, nhưng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Bây giờ Vương Tử Quân là quyền chủ tịch tỉnh đến thăm trường làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ sợ mình nói sai một câu thì tuyến trên sẽ ra tay tính sổ. Nhưng vị quyền chủ tịch này rất hài hòa, cũng không cho ra những câu hỏi hóc búa, cho dù một vài tình huống mình không trả lời ngay được, thế nhưng lãnh đạo cũng không miệt mài theo đuổi. Nếu so sánh với một vài vị lãnh đạo khác, rõ ràng chủ tịch Vương sảng khoái thoải mái hơn rất nhiều. Vương Tử Quân kết thúc hành trình kiểm tra các trường tiểu học ở thành phố Đồng Lục, vừa y mới lên xe thì Triệu Hiểu Bạch đã đi đến bên cạnh nói, Bí thư Vương, vừa rồi giám đốc Triệu của Sở Giáo dục có gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Triệu Thu Cúc gọi điện thoại đến, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cầm điện thoại trong tay của Triệu Hiểu Bạch. Khi vài tiếng tút tút vang lên, chợt nghe bên trong vang lên giọng nói của Triệu Thu Cúc. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Triệu Thu Cúc. Chào Giám đốc Thu Cúc. Vương Tử Quân căn bản khá tán thành năng lực của Triệu Thu Cúc, sau khi tiếp điện thoại thì dùng giọng ôn hòa nói. Triệu Thu Cúc cũng không chào hỏi Vương Tử Quân quá nhiều,
nàng dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói, Bí thư Vương, bây giờ có không ít phụ huynh học sinh đến phòng giáo dục thành phố rừng mật phản ánh vấn đề về việc con em lao động bên ngoài đến học tập ở thành phố. Hơn nữa còn có phóng viên của một tòa soạn nổi tiếng phương Nam đang phỏng vấn nhóm phụ huynh kia. Vương Tử Quân hơi nhíu mày, hắn không ngờ lại có phụ huynh học sinh chạy đến phản ánh vấn đề với phóng giáo dục. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói, nhóm phụ huynh kia phản ánh vấn đề gì? Bí thư Vương, tôi nói sơ lược một chút, đại khái có 3 điểm, một là nhóm phụ huynh kia tình nguyện nộp phí tài trợ cho nhà trường, không thể đơn giản nhận lại, hai là bọn họ không muốn con mình học cùng lớp với con của lao động đến từ bên ngoài, ba là nếu học sinh trong trường quá nhiều, như vậy sẽ gây bất lợi cho việc học của con em bọn họ. Triệu Thu Cúc luôn rất có trình độ, nàng nói hết lời rất trật tự rõ ràng, nói ra những vấn đề mà nhóm phụ huynh kia đang phản ánh. Đó là bọn họ cảm thấy sở giáo dục đang cho ra những chỉ thị áp đặt với các trường tiểu học trọng điểm, cướp đi cơ hội đến học tập ở trường trọng điểm của con em bọn họ, chiếm đoạt tài nguyên giáo dục, sau đó là phụ huynh lo lắng vấn đề con mình học cùng lớp với con của công nhân lao động đến từ bên ngoài. Đây chỉ là một vài vấn đề nhỏ, để cho phòng giáo dục giải thích cũng không là vấn đề, thế nhưng nếu như giải thích cũng không phải giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Triệu Thu Cúc thấy Vương Tử Quân không nói lời nào thì nói tiếp, Chủ tịch Vương, phóng viên kia hình như là đặc biệt đến để phỏng vấn sự kiện này, vì có vài vấn đề người này đặt ra cực kỳ sắc bén. Triệu Thu Cúc nói làm xúc động thần kinh của Vương Tử Quân, hắn hỏi lại một câu, trưởng phòng Thu Cúc, chị nói gì vậy, lặp lại cho tôi xem. Chủ tịch Vương, tôi nói là có chút vấn đề bọn họ đặt ra cực kỳ sắc bén. Tôi hỏi chị nói cái gì trước đó? À. Có phóng viên, tốt lắm, chuyện này tôi biết rồi. Trưởng phòng Thu Cúc, chút nữa chị liên lạc với đài truyền hình, để cho bọn họ đặc biệt làm một chuyên mục về sự kiện này. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm giọng nói với Triệu Thu Cúc. Làm chuyên mục, là tuyên truyền sao? Tuy không biết Vương Tử Quân chuẩn bị tuyên truyền cái gì, thế nhưng Triệu Thu Cúc vẫn sắp xếp toàn diện những gì Vương Tử Quân yêu cầu. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống. Hắn nhìn Lôi Hợp Tuấn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mình, sau đó cười nói, Bí thư Hợp Tuấn, bây giờ chúng ta đi đâu? Lôi Hợp Tuấn tuy không nghe rõ ràng nội dung cuộc điện thoại của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn ý thức được khả năng có phiền toái. Hắn nghe thấy Vương Tử Quân hỏi mình thì lên tiếng chặn lại, Chủ tịch Vương, lúc này chúng ta đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm thành phố Đồng Lục. Đây tuy không phải là xí nghiệp lớn nhất thành phố chúng tôi, thế nhưng lại là xí nghiệp nổi tiếng nhất. Xí nghiệp này đầu tư trang thiết bị rất hiện đại, sản xuất ra thực phẩm rất chất lượng. Sau cây ết Lôi Hợp Tuấn giới thiệu xong thì Vương Tử Quân đi đến công ty thực phẩm Đồng Lục, khi hắn đi đến cổng thì lãnh đạo công ty đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Khi Vương Tử Quân xuống xe, đám người kia nhanh chóng tiến lên nghênh đón như sao sáng quanh trăng. Chủ tịch Vương, công ty thực phẩm Đồng Lục chúng tôi đã cổ phần hóa, bây giờ là một xí nghiệp cổ phần, trong đó cổ phần quốc hữu là 40%. Những phần còn lại thuộc về các cổ đông. Nửa năm qua công ty chúng tôi thu lợi nhuận 500 triệu, tổng cộng nộp lên một phần thuế. Người đàn ông trung niên được Lôi Hợp Tuấn giới thiệu là giám đốc Trình chờ Vương Tử Quân đi vào bên trong rồi nhanh chóng mỉm cười giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Vương Tử Quân chăm chú lắng nghe giới thiệu, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì ở phương diện kinh doanh của công ty này. Hắn biết rõ đến vị trí của mình. Chỉ cần mở miệng cho ra ý kiến, dù ý kiến đó là đúng hay sai đều bị người ta coi là chân lý và nhanh chóng quán triệt. Nhưng Vương Tử Quân không muốn rơi vào tình huống như vậy, vì thế khi ở trên những lĩnh vực mà mình không có nhiều chuyên môn, hắn chọn lựa nguyên tắc không nên mở miệng nói quá nhiều. Lôi Hợp Tuấn mãi đi theo sau lưng Vương Tử Quân, hắn nhìn nụ cười trên mặt của Vương Tử Quân, tảng đá lớn trong lòng đã hạ xuống. Xem ra Bí thư Vương vẫn rất thỏa mãn với tình hình phát triển của công ty, loại thỏa mãn này căn bản có thể kéo dài thành thỏa mãn với công tác của mình, dù sao thì công ty thực phẩm Đồng Lục cũng phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của hắn. Chương 1602, trong mâm mới là món ăn, người thắng làm vua, kẻ thắng làm anh hùng. Những nhân viên tham gia tọa đàm đã được sắp xếp sẵn, tuy có phản ánh vài vấn đề, thế nhưng thành tích lại quá lớn. Sau khi nói chuyện được 3 phút, Vương Tử Quân chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của mình. Xí nghiệp có khó khăn gì thì cứ nói ra, chỉ cần nằm trong phương diện chính sách, tôi tin tưởng Bí thư Lôi sẽ chứng thực cho các anh.
Vương Tử Quân nói rồi chuẩn bị đứng lên khỏi ghế. Vương Tử Quân nói ra những lời này căn bản chỉ là nhắc nhở một câu, nhưng khi hắn vừa dứt lời thì một người hơn 30 tuổi chợt nói, Chủ tịch Vương, nhà máy chúng tôi thật sự có một chuyện khó khăn muốn nhờ ngài giải quyết một chút. Vẻ mặt Lôi Hợp Tuấn chợt trầm xuống, thế nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười. Hắn nói với thư ký sau lưng mình, Tiểu Lý, cậu ghi lại vấn đề mà đồng chí này cần phản ánh, sau đó đưa về cho tôi. Lôi Hợp Tuấn phản ứng rất nhanh thế nhưng người đàn ông kia còn phản ứng nhanh hơn, chợt thấy hắn lên tiếng, Bí thư Lôi, chuyện này liên quan đến tập đoàn Thần Phương trong tỉnh, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên thị ủy, lúc này còn chưa được giải quyết. Chủ tịch Vương, tập đoàn Thần Phương nợ chúng tôi hơn 10 triệu, mãi đến bây giờ bọn họ còn chưa trả. Bọn họ cũng không phải không có lợi nhuận, kính mong lãnh đạo giúp đỡ chúng tôi thu số tiền kia về. Vương Tử Quân không xa lạ gì tập đoàn Thần Phương, đây là một xí nghiệp có lực ảnh hưởng rất lớn trong tỉnh. Dù là bây giờ tập đoàn Thần Phương chú trọng sản xuất thiết bị điện tử điện lạnh, thế nhưng lại có lượng người sử dụng sản phẩm không phải nhỏ. 2 năm qua tập đoàn này không những kém phát triển, thậm chí năm sau phát triển mạnh hơn năm trước. Trước kia Vương Tử Quân cũng không nắm phương diện doanh nghiệp, thế cho nên cũng không biết quá rõ ràng chuyện của tập đoàn Thần Phương. Nhưng bây giờ lại nghe nói tập đoàn Thần Phương sắp phá sản và xây dựng lại. Các anh là công ty thực phẩm, căn bản không cùng ngành sản xuất với tập đoàn Thần Phương, vì sao tập đoàn Thần Phương lại nợ tiền các anh? Vương Tử Quân cũng không sốt ruột, hắn ngồi xuống vị trí của mình rồi hỏi người kia. Người đàn ông kia nhìn nụ cười bình thản của Vương Tử Quân, thế là dũng khí chợt tăng lên gấp bội, Chủ tịch Vương, tôi là trưởng phòng nghiệp vụ của công ty. Là người chịu trách nhiệm ở phương diện tiêu thụ sản phẩm. 2 năm trước tập đoàn Thần Phương cho ra chính sách nho nhân viên vay phúc lợi, được phép đến công ty chúng tôi mua thực phẩm số lượng lớn, khi đó có một số tiền lớn chưa thu được. Chúng tôi cảm thấy tập đoàn Thần Phương là doanh nghiệp lớn, dù thế nào thì cũng chỉ thiếu hơn 10 triệu, cho nên vẫn cứ cung cấp hàng cho bọn họ. Nhưng bây giờ khi chúng tôi đi đòi tiền thì tập đoàn Thần Phương tìm mọi cách từ chối, bọn họ đã khất nợ chúng tôi 2 năm rồi. Khất nợ 2 năm, đây là thời gian không ngắn, bây giờ vị trưởng phòng nghiệp vụ này đề xuất vấn đề với mình, xem ra cũng chịu áp lực không nhỏ trong sự kiện này. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn chợt cười nói, chuyện này tôi có thể hỏi giúp anh, nhưng chuyện tranh cãi giữa xí nghiệp tốt nhất nên được giải quyết qua phương pháp kinh doanh, nếu không được thì còn có phương diện pháp luật. Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp rồi nói với Lôi Hợp Tuấn, Bí thư Hợp Tuấn. Chúng ta không thể không cho người ta đề xuất ý kiến được, anh nói xem có đúng không? Vương Tử Quân nói lời này là cực kỳ phù hợp, Lôi Hợp Tuấn là người thông minh, biết rõ Vương Tử Quân sợ có người sẽ nắm lấy phương diện này mà nói này nọ, thế nên mới nói như thế. Thật ra Lôi Hợp Tuấn cũng không có cảm tình gì với người đột nhiên lên tiếng yêu cầu Vương Tử Quân giúp đỡ. Có lẽ năm xưa vì muốn có lợi nhuận lớn mà chỉ mong người ta mua hàng nhiều hơn. Bây giờ lại bày ra bộ dạng oan ức như thị mầu. Lần này Chủ tịch Vương đến thành phố Đồng Lục nghiên cứu kiểm tra, nhóm người Lôi Hợp Tuấn cần bày ra tư tưởng tích cực, trạng thái phát triển hài lòng, bây giờ lại bị một sự kiện không vui trộn lẫn vào, chỉ sợ bầu không khí tốt đẹp cố gắng xây dựng lên trước đó đã không còn. Lôi Hợp Tuấn cảm thấy người ta phải giỏi quản lý tâm tình của mình, mà hễ là những người thành công thường sẽ mạnh ở phương diện quản lý tâm tình. Nói thật, vừa rồi tiểu tử kia mở miệng đề xuất ý kiến cũng không phải là điều mà Lôi Hợp Tuấn thích thú, hắn thậm chí có chút kinh hoàng, tâm tình khó khống chế được. Có khó khăn thì có thể phản ánh, hắn là một quan viên có thể duy trì hiện thực, hắn tình chuyện cho binh sĩ của mình lên tiếng, sau đó sẽ giải quyết tất cả những chuyện kia ở phương hướng thích đáng. Nhưng hắn không thích phương thức kêu oan ngăn đón như vậy, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác giống như bị người ta chơi xỏ vậy. Bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như thế thì hắn có chút hổ thẹn, vào thời điểm quan trọng hắn vẫn cảm thấy mình chưa quá trầm ổn. Sự việc phát sinh, bối rối căn bản là không có tác dụng, ngược lại khi đến giai đoạn khẩn cấp thì càng phải tỉnh táo, cẩn thận suy xét kỹ càng, đây mới là phong thái của người trưởng thành. Chủ tịch Vương, ngài yên tâm, tiểu tử kia dám nêu lên ý kiến, nói rõ ngài là người rất có lực tương tác, tôi đảm bảo sẽ không gây khó khăn cho người kia. Lôi Hợp Tuấn trả lời làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất hài lòng, sau khi lên xe thì nói với Lôi Hợp Tuấn, Bí thư Hợp Tuấn, anh có biết về tình huống của tập đoàn Thần Phương hay không?
Tôi chỉ biết tập đoàn này rất nổi tiếng vào thời điểm 2 năm trước. Khi thấy Vương Tử Quân nhắc đến tập đoàn Thần Phương thì Lôi Hợp Tuấn có chút do dự, sau đó cảm giác do dự đã nhanh chóng tan biến. Chủ tịch Vương, kinh tế thị trường chính là sóng cồn đào cát, tôi cảm thấy tình hình hiện tại của tập đoàn Thần Phương cũng chính là kết quả cạnh tranh trên thị trường. Sóng cồn đào cát, Vương Tử Quân nghĩ về câu nói này mà cũng không hỏi tiếp. Quá trình kiểm tra công tác của thành phố Đồng Lục căn bản là cực kỳ thành công, dù là ở phương diện phát triển kinh tế hay việc học tập của con em lao động đến từ bên ngoài cũng được thành phố Đồng Lục làm rất tốt. Nhưng khi Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đồng Lục thì cũng không khỏi nghĩ đến tập đoàn Thần Phương. Tập đoàn này thật sự giống như lời nói của Lôi Hợp Tuấn hay sao? Đã bắt đầu đi xuống rồi sao? Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt của Lôi Hợp Tuấn khi nói về điều này. Thế là hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Lôi Hợp Tuấn là bí thư thành phố Đồng Lục, hắn là người hiểu biết nhiều chuyện trong tỉnh. Những nhân vật thế này nếu đi theo Vương Tử Quân kiểm tra công tác đơn vị, bình thường sẽ tích cực dựa vào mình. Bây giờ Lôi Hợp Tuấn lại cho ra suy đoán hàm hồ như vậy, không phải là người này không biết, rõ ràng là không muốn nói ra. Chương 1601, lớn tuổi chí không già. Nguyên nhân không muốn nói có lẽ là có chút cố kỵ với tập đoàn Thần Phương, mà Lôi Hợp Tuấn cố kỵ điều gì? Khi Vương Tử Quân đang miên man suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Triệu Hiểu Bạch nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi lên tiếng, Bí Thư Vương, là điện thoại của Giám đốc Triệu Sở Giáo dục tỉnh. Vương Tử Quân cũng không nghĩ nhiều mà nhận điện thoại, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Triệu Thu Cúc, Chủ tịch Vương phải không? Tôi đã truyền đạt chỉ thị của ngài với đơn vị. Nhân viên đơn vị cực kỳ coi trọng chỉ thị của ngài, bọn họ cũng nhanh chóng cho ra một phương án, nếu khi nào ngài có rảnh thì tôi sẽ đến xin chỉ thị. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi cười nói, chỉ cứ nắm giữ phương án cụ thể, tôi chỉ xem kết quả mà thôi. Tuy Triệu Thu Cúc còn muốn nói với Vương Tử Quân hai câu, thế nhưng Vương Tử Quân bên này căn bản không cho nàng cơ hội, hắn nói xong thì cúp điện thoại. Lúc này cũng đã sắp hoàng hôn. Sầm Vật Cương nhìn mặt trời đỏ rực đang sắp khuất dần ở phương Tây, thế là không khỏi thầm cảm khái. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, có thể nói là một người nhất ngôn cửu đỉnh, trong mắt nhiều người thì bí thư Sầm làm chuyện gì cũng cực kỳ có lực, mạnh mẽ nhanh chóng như gió. Nhưng có một điều mà lão không thể không thừa nhận, đó là khoảng thời gian gần đây lão luôn ý thức được quyền lực của mình đang gặp phải nguy cơ lớn. Sầm Vật Cương cảm thán một câu và cũng cảm thấy mình có chút suy sụp tinh thần, căn bản không nên như vậy vào lúc này, chẳng qua lúc này trong phòng làm việc chỉ có một mình lão. Mình sao lại có cảm xúc như vậy? Mặc dù bây giờ đã hơn 50 thế nhưng đối với vị trí hiện tại thì lão chỉ là một người đàn ông trung niên, lão vẫn còn có không gian để tiến lên. Mình cảm khái không phải là vì người đàn ông trẻ tuổi kia sao? Sầm Vật Cương nghĩ đến những việc làm của mình thời trẻ mà không khỏi hít vào một hơi. Tuy lão tự nhận mình vẫn còn trẻ, thế nhưng nếu so sánh với người đang cùng gánh công tác với mình, lão lại cảm thấy mình đã lớn tuổi. Người ta còn chưa đến 40 đã là cán bộ lãnh đạo cùng hợp tác chung gánh với mình, đây là thành tích làm cho người ta cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Hơn nữa người này suy xét vấn đề cực kỳ sâu xa, mỗi một bước đi có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Bây giờ người đàn ông kia lại đang gióng trống khua chiêng tạo ra nhiều thành tích. Có một trợ thủ năng lực siêu quần như vậy nhưng lại không nằm trong tầm tiết chế của anh, không nghe lời anh chỉ huy, không báo cáo cho anh, cục diện như vậy dù là một người lãnh đạo đứng đầu bao dung khắp thiên hạ cũng khó thể tiếp nhận được. Sầm Vật Cương nghĩ đến những gì mình được báo cáo vào ngày hôm nay, thế là không khỏi nở nụ cười nhạt. Nhưng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Sầm Vật Cương cũng không quay đầu lại nhìn, lão ở Mật Đông có quyền lợi như vậy. Khi cửa phòng được mở ra, Phương Anh Hồ vui vẻ đi vào. Phương Anh Hồ đi đến bên cạnh Sầm Vật Cương, hắn thấy Sầm Vật Cương đang ngắm trời chiều thì cười nói, Bí thư Sầm, người ta nói ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều trải dài ngàn dặm, nhìn thời tiết hiện tại thì cảm thấy rất phù hợp đi ra ngoài một chút. Sầm Vật Cương cười cười nói, đúng vậy. Bây giờ thật sự nên đi ra ngoài vì thời tiết rất đẹp, không gió không mưa. Nếu không thì tôi với ngài đi ra ngoài một chút. Phương Anh Hồ nói tiếp lời Sầm Vật Cương, tôi nghe nói gần đây thành phố Tử Quang xây dựng nhiều hạng mục tốt. Nếu ngài có thể đến đó nghiên cứu kiểm tra công tác, bọn họ nhất định sẽ càng nhiệt tình công tác hơn nữa. Ha ha ha, thư ký trưởng,
có phải bọn họ đã làm công tác gì sau lưng anh không? Anh muốn tôi đi sang làm nhân viên tuyên truyền cho bọn họ sao? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi cũng không đi đến thành phố Tử Quang, chờ đến cuối năm nếu như bọn họ cho ra được thành tích, tôi sẽ đi sang dự tiệc mừng công của bọn họ. Sầm Vật Cương vung tay lên cười lớn nói. Phương Anh Hồ vốn cũng không trông mong Sầm Vật Cương sẽ đồng ý điều này, bây giờ nghe thấy Sầm Vật Cương nói như vậy thì hắn cười ha hả nói, tôi nhất định sẽ truyền đạt chỉ thị của ngài cho người thành phố Tử Quang, tôi tin tưởng sau đó bọn họ sẽ càng có thêm nhiều nội lực. Hai người trò chuyện với nhau thì Sầm Vật Cương ngồi xuống ghế salon, lão uống một hớp trà rồi nói tiếp, tối nay có nhiệm vụ tiếp đãi gì không? Nếu như không cần tôi phải tham gia, anh bỏ qua dùm tôi. Vì nhiều ngày tôi chưa được ăn bữa cơm ngon ở nhà rồi. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu, hắn báo cáo vài hạng mục công tác, sau đó dùng giọng giống như lơ đãng nói, hôm nay tôi đi làm thì vừa vặn có người của phòng giáo dục thành phố rừng mật đến phản ánh tình huống, hỏi ra mới biết thì ra là phụ huynh của một số con em học sinh đến phản ánh ý kiến. Phương Anh Hồ nói rồi nhìn Sầm Vật Cương, thấy Sầm Vật Cương không nói gì thì nói tiếp. Những lời phản ánh của nhóm phụ huynh kia liên quan đến một số lo lắng của chính mình. Tôi cảm thấy bọn họ phản ánh không quá tốt, thế nhưng cũng là thường tình, vì không ai muốn con mình mất đi hoàn cảnh giáo dục tốt đẹp. Sầm Vật Cương nâng ly lên uống một ngụm, lúc này mới trầm giọng nói, hừ, nhiều người phản ánh vấn đề, tại sao không có nguyên nhân? Tôi thấy đây là một nhóm người không thành thật, bọn họ muốn tự tạo nên mưa gió, làm cho mọi người không được yên ổn. Phương Anh Hồ đã sớm suy đoán xem ai đang bày trò này, thế nhưng Sầm Vật Cương không nhắc đến tên, hắn cũng không ngốc mà nói ra. Thủ đoạn nhỏ này cũng có thể sử dụng sao? Còn ra thể thống gì? Hừ hừ, Sầm Vật Cương nói đến đây thì tỏ ra rất khinh thường. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương, hắn thầm nghĩ, bí thư Sầm, anh cảm thấy bây giờ tất cả mọi người có ý chí của mình, ai cũng kiêu ngạo sao? Người ta bị cản đường. Không biết đã căn hận đến mức nào rồi. Tuy chuyện này là thủ đoạn không ra gì, thế nhưng ít nhất cũng có tác dụng đốt lửa lên người kẻ kia, cũng xem như đã đạt được mục đích. Phương Anh Hồ không lên tiếng cũng không giải thích, hắn lặng lặng ngồi đó, chịu khó nhẫn nại làm người lắng nghe. Sầm Vật Cương cũng không có ý tiếp tục truy vấn, sau khi nói xong thì khoát tay áo, tôi nói ra những lời này chỉ hai ta biết là được. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu, hắn hiểu ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Tuy Sầm Vật Cương khinh thường chút thủ đoạn nhỏ kia, thế nhưng cũng không muốn can thiệp. Phương Anh Hồ rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ, với những gì mình hiểu về Sầm Vật Cương, nếu như Sầm Vật Cương căn bản không thèm quan tâm đến chuyện gì, tuyệt đối sẽ không cho phép sự việc phát sinh dưới mắt mình. Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương căn bản cảm thấy trò kia không ra gì, lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, không phải đã cố kỵ người kia đến mức độ này rồi chứ. Sau khi quay về nhà thì Cố Quảng Đắc thở dài một hơi, hôm nay hắn chạy cả ngày, hắn cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, thế nhưng lại rất hưng phấn và thoải mái. Cố Quảng Đắc nghĩ đến bộ dạng đỏ mặt tía tai của đám phụ huynh dưới sự chất vấn của lãnh đạo phòng giáo dục, Cố Quảng Đắc chợt nghĩ, con bà nó, bình thường xưng anh em với mình, bây giờ mình ngã đổ thì lại tránh ra thật xa, tìm đến cửa thì chạy vội đi như thỏ. Được rồi, đám khốn kiếp, sau này nếu ông có cơ hội vùng lên. Như vậy ông sẽ cho chúng mày đẹp mặt. Sự việc thế nào rồi? Vợ Cố Quảng Đắc đang ở trong nhà, khi thấy chồng đi về thì lớn tiếng hỏi. Cố Quảng Đắc cũng không còn quá nhiều cảm tình với người vợ cũng không còn đẹp đẽ như xưa của mình. Hắn khoát tay dùng giọng mất kiên nhẫn nói, tôi chết khát đến nơi rồi, mau lấy nước cho tôi. Vợ Cố Quảng Đắc vừa đặt ly nước xuống thì lầm bầm bất mãn, nói một câu có thể chết người sao? Tôi ở nhà đổ mồ hôi lo lắng cho anh. Anh lại lớn tiếng này nọ. Tôi hỏi anh một lúc lâu mà anh không nói lời nào, đây không phải là cố ý làm cho tôi không thoải mái sao? Chương 1602, một hiền lành dễ bắt nạt. Cố Quảng Đắc bình thường là người kết giao rộng, kiến thức rộng rãi, cảm thấy mình ăn nói cũng không kém ai. Tiền lương của hắn không cần phải động vào, vợ cũng không động vào, rượu thịt thì được tặng đầy nhà. Cuộc sống cơ bản đều tự nhiên mà đáp đứng đủ yêu cầu của một nhân vật thượng tầng như hắn. Cố Quảng Đắc đối mặt với người vợ đang phát triển theo xu hướng hổ cái của mình, hắn thầm nghĩ sao xưa kia mình ngu như vậy, cưới một người phụ nữ lại nhảy lắm mồm như thế về làm vợ. Nhưng bây giờ con cái đã lớn, hơn nữa bên ngoài hắn cũng không thiếu nhân tình,
hắn muốn sáng tạo cho con cái một hoàn cảnh gia đình hạnh phúc, thế cho nên căn bản là mặc kệ vợ, cứ mặc xác thích làm gì thì làm. Hơn nữa Cố Quảng Đắc đi ra ngoài đều cực kỳ sung sướng, trăng hoa vô tận, làm gì còn thứ gì sót lại cho vợ ở nhà. Mà người phụ nữ kia đang làm gì? Chỉ ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ hắn về hiến lương. Tất nhiên mỗi lần hắn đều chấm dứt ở tư thế thất bại, thế là nhận định hắn công tác quá nhiều, quá mệt nhọc, yêu cầu ngày nào cũng phải về nhà dùng cơm, cũng không quên nấu những món ăn bổ dưỡng, ngày nào cũng chờ mong hắn. Chút tâm tư như vậy của vợ làm cho Cố Quảng Đắc cảm thấy khó thể dứt bỏ được. Lúc này Cố Quảng Đắc cực kỳ chán ghét sự lớn tiếng lải nhải của vợ, thế là không khỏi nổi giận thầm mắng một câu, nhưng sau đó thì giọng điệu hòa hoãn hơn. Còn thế nào nữa, tôi ra tay mà thất bại được sao? Cố Quảng Đắc nói rồi khoát tay áo, yêu cầu vợ nhanh chóng phục vụ trà nước cho mình. Lời nói của Cố Quảng Đắc là những gì mà vợ ở nhà thích nghe, thế là nhanh chóng lấy cho hắn một ly nước, sau khi uống xong thì Cố Quảng Đắc cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng lúc này Cố Quảng Đắc chợt sinh ra một ý nghĩ, vợ coi trọng mình hay là vị trí của mình. Với vị trí của Cố Quảng Đắc, hắn nghĩ đến những biểu hiện gần đây của vợ, thế là không khỏi chấm dứt suy nghĩ. Từ sau khi hắn tiến lên làm hiệu trưởng thì vợ cũng ngày càng có địa vị, ít nhất cũng là phó hiệu trưởng, căn bản là hai vợ chồng được hưởng khá nhiều lợi lộc. Ví dụ như đợt chiêu sinh lần này, người phụ nữ kia hứa cho ra 6-7 chỉ tiêu, kiếm được khối tiền. Nhưng lần này hắn bị miễn chức, tình hình của vợ càng thêm căng. Tiểu Nhu vẫn tốt hơn rất nhiều. Cố Quảng Đắc nghĩ đến cô tình nhân của mình mới tìm được, hắn không khỏi thở dài. Mặc dù Tiểu Nhu xài tiền quá hoang phí, thế nhưng người phụ nữ kia rất biết tình thú, rất ít khi dùng những chuyện không ra gì như thế này để làm phiền mình. Đáng tiếc là hai ngày qua Cố Quảng Đắc phải ẩn nhẫn một chút, kẹp chặt đuôi làm người, không dám đi tìm Tiểu Nhu. Thế nào? Lãnh đạo Sở có nhả ra không? Người phụ nữ kia thấy ly nước trong tay Cố Quảng Đắc đã cạn, thế là không khỏi châm thêm. Cố Quảng Đắc cười cười nói thì đơn giản nhưng bọn họ không dám lấy mũ quan của mình ra để nói đùa. Chẳng qua hôm nay có vài chục phụ huynh đi phản ánh vấn đề, điều này làm cho bọn họ kinh hoàng, luống cuống tay chân. Tôi nghĩ rằng đợi đến ngày mai nếu có thêm nhiều người hơn, như vậy đám lãnh đạo không biết xấu hổ kia sẽ phải nhượng bộ mà thôi. Phía sau bọn họ chính là Vương Tử Quân, anh nói xem bọn họ sẽ nhượng bộ sao. Người phụ nữ kia nghe giọng điệu cực kỳ tự tin của Cố Quảng Đắc, nàng không khỏi cảm thấy chồng của mình có chút khoác lác, thế là không quá tin tưởng. Vương Tử Quân thì như thế nào? Chó có đường của chó, mèo có hướng của mèo, tôi cũng không tin anh ta là thần. Nhị thúc đã nói rõ ràng rồi, em cảm thấy chú ấy sẽ không ra mặt sao? Cố Quảng Đắc nói rồi cởi áo khoác trên người, hắn nói tiếp. Có nhị thúc thì cô cứ yên tâm, cứ chờ đó mà xem là được. Vương Tử Quân tuy lợi hại nhưng sự việc này nếu gây ra huyên náo lớn sẽ không dám ra tay, dù sao thì vị trí của người này còn chưa vững vàng. Cô biết không, bây giờ hắn mới là quyền chủ tịch tỉnh, còn chưa là chính thức, cho dù người này có bản lĩnh của Tôn Ngộ Không cũng phải bị cái vòng kim cô siết chặt lên đầu. Cố Quảng Đắc nói rồi cảm thấy lời của mình còn chưa đủ hình tượng, thế là không khỏi dùng bàn tay chụp về khoảng không phía trước. Người phụ nữ nhìn bộ dạng của Cố Quảng Đắc mà không khỏi cười lên ha hả, sau khi cười một lúc thì mới nói với chồng, tôi cũng không cần vòng kim cô gì cả, tôi chỉ cần anh tiếp tục làm hiệu trưởng là được. Cô đúng là quá dễ thỏa mãn, Cố Quảng Đắc nói vợ mình một câu, trong đầu lại lóe lên vài ý nghĩ. Hắn là hiệu trưởng trường tiểu học số 2, cho dù để hắn làm phó phòng giáo dục thì cũng chưa chắc đã chịu. Tuy hắn chỉ là một vị hiệu trưởng, thế nhưng không biết có bao nhiêu phụ huynh muốn đưa con đến học ở trường của hắn, càng có không ít cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp muốn được nhận công tác. Như vậy thì Cố Quảng Đắc sẽ có được nhiều lợi ích, thế nên hắn không muốn đi ngoài. Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, hắn vươn vai mệt mỏi rồi nói với vợ, cô đi lấy cặp của tôi lại đây, tôi muốn gọi điện thoại. Có phải là gọi điện thoại cho nhị thúc không, em nhớ số điện thoại trong nhà của nhị thúc. Người phụ nữ không hoạt động mà dùng giọng tự cho là thông minh nói. Cố Quảng Đắc nghe vợ nói như vậy thì không khỏi sinh ra cảm xúc muốn mắng cho một trận. Người phụ nữ này căn bản không thể là con giun trong bụng mình, chỉ cần nhìn ở phương diện thông minh, căn bản thua xa Tiểu Nhu của mình. Cố Quảng Đắc thấy vợ không nhúc nhích thì nói, cái gì mà gọi điện thoại cho nhị thúc? Bây giờ còn chưa làm tốt tất cả,
gọi điện thoại không phải tự tìm phiền phức sao? Là tôi gọi điện thoại cho nhóm phụ huynh kia, để ngày mai bí thư đưa thêm nhiều người đến phản ánh vấn đề. Tốt quá, người phụ nữ cũng không nổi giận vì lời trách mắng của Cố Quảng Đắc, ngược lại nàng nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc lấy cặp công văn của Cố Quảng Đắc đi ra. Khi Cố Quảng Đắc gọi điện thoại thì nàng nhanh chóng giảm âm lượng TV. Cố Quảng Đắc uống một hớp nước, sau khi điện thoại nối thông thì cười nói với người bên kia, anh Lưu à, chào anh, tôi là Cố Quảng Đắc. Chuyện con anh đến trường có chút vấn đề khó khăn, anh cũng nên biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây chỉ là bắt đầu, chúng ta cần đồng lòng phản ánh tình huống, tôi cũng không tin tuyến trên không nghĩ đến ý kiến của phụ huynh các anh. Cố Quảng Đắc nói đến đây thì khoát tay áo nói, anh Lưu yên tâm, tôi còn có thể quay về, anh không biết nhị thúc của tôi là ai sao? Chỉ cần sự việc thành công, đừng nói là tiểu học, tôi có thể bao trọn gói cho con anh lên trung học. Chương 1602, hai hiền lành dễ bắt nạt. Sau khi nói vài câu thì Cố Quảng Đắc căn bản là khí thế ngất trời, vị phụ huynh bên kia có chút do dự, sau đó nhanh chóng trở nên nói gì nghe nấy với Cố Quảng Đắc. Lúc này tiếng cười vui vẻ từ bên kia liên tục truyền vào trong tai Cố Quảng Đắc. Cố Quảng Đắc đặt điện thoại xuống rồi cười nói, ngày mai anh Lưu hẹn chúng ta đi dùng cơm, thế nhưng tôi từ chối. Sao anh lại từ chối? Nếu không thì ngày mai em không cần phải nấu cơm rồi. Vợ Cố Quảng Đắc nghe thấy vậy thì tính tình lại bùng phát. Cô đúng là tóc dài não ngắn, bây giờ là lúc cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta sao có thể có thời gian đi ăn cơm với người ta. Hơn nữa dù là mời cơm thì phải là chúng ta mời bọn họ. Cố Quảng Đắc phất tay không quan tâm đến lời nói của vợ, hắn cầm điện thoại rồi bắt đầu gọi đi. Anh Cố, em còn có vài số điện thoại ở đây, anh gọi luôn một thể đi. Vợ Cố Quảng Đắc cảm thấy chồng đang vui vẻ, thế là không khỏi thông minh hẳn lên, nàng lấy từ trong túi sách của mình ra một quyển sổ nhỏ, sau đó đưa cho Cố Quảng Đắc. Cố Quảng Đắc nhìn danh sách người và số điện thoại, hắn không khỏi bực mình, thế là nói, không ngờ cô cũng có bản lĩnh lớn như vậy, cô nói tôi xem, rốt cuộc cô còn gạt tôi bao nhiêu thứ nữa. Vợ Cố Quảng Đắc thấy chồng nổi giận thì nhanh chóng ỉu xìu, sau đó xoa xoa bàn tay nói, cũng không có bao nhiêu. Chỉ là 5 người thôi. Cố Quảng Đắc muốn gõ lên đầu vợ một cái, 5 người sao? Cô cho rằng mình là ai? 5 người mà ít à? Khi hắn chuẩn bị cho vợ một bài học thì một ý nghĩ chợt lóe lên, sau đó hắn vứt bỏ tâm tư vừa rồi của mình. Có nhiều người đến nhờ vả, nếu như không phải vợ ở sau lưng thu tiền, mình cũng khó thể nào trường mặt ra nhận tiền. Hắn thầm nghĩ nếu như mình liên hợp với thêm vài trường khác, chỉ sợ sẽ càng có được số tiền lớn hơn, biết đâu sẽ cho ra hiệu quả tốt. Lúc này vợ Cố Quảng Đắc lại lên tiếng, sao anh không gọi điện thoại đi? Lát nữa người ta đi ngủ hết bây giờ. Cố Quảng Đắc khẽ gật đầu, hắn cầm điện thoại bấm vài dãy số, sau đó lơ đãng nhìn qua TV, ánh mắt lập tức bị thu hút. Anh làm gì vậy, đang gọi điện thoại thì nhìn TV làm gì? Vợ Cố Quảng Đắc thấy chồng phân tâm thì chuẩn bị tắt TV đi. Nhưng lúc này Cố Quảng Đắc lại chạy đến nói, cô để đó cho tôi. Vợ Cố Quảng Đắc lầm bầm một câu thì dừng tay lại, cũng không quên nhìn lên TV. Nàng muốn xem đó là yêu tinh phương nào mà có thể hấp dẫn ánh mắt của chồng mình. Lúc này màn hình TV đã biến thành màu đen, dưới ánh đèn ố vàng có một gia đình nhỏ đang ở bên nhau, người đàn ông thật thà phúc hậu, người phụ nữ chất phác hiền lành, người con thì rất linh động. Hình ảnh chợt biến đổi. Lúc này trời còn chưa sáng, người đàn ông đã thức dậy rời khỏi nhà, anh ta leo lên xe đạp chạy đi làm, mồ hôi đổ ra khắp người. Người phụ nữ trong hình ảnh trước đó lại xuất hiện, nàng đang bán thức ăn ở chợ, con gái nhỏ ở bên cạnh giúp đỡ giao hàng, âm thanh mua bán trả giá liên tục vang lên. Khi hình ảnh về gia đình này kết thúc, lại có nhiều hình ảnh khác xuất hiện, đó là những công nhân đang miệt mài công tác ngoài công trường, có những người đang quét dọn vệ sinh đường phố. Có người mạo hiểm làm công tác vệ sinh dưới cống ngầm. Một loạt hình ảnh lóe lên, từng giọt mồ hôi đổ xuống, hình ảnh cuối cùng là một gia đình có 3 người, bọn họ đang đứng bên cạnh nhau, trên màn hình có một hàng chữ, bọn họ luôn cố gắng lao động để thành phố xanh đẹp và ngày càng phát triển. Anh em lao động đến từ bên ngoài, bọn họ đang ở cùng một chỗ với chúng ta. Hình ảnh trên TV rất có lực tác động, thế nên vợ của Cố Quảng Đắc không khỏi cảm thấy mắt cay cay. Dùng bàn tay giữ lấy mũi nói, nhìn qua chuyên đề này không khỏi làm cho người ta cảm thấy cảm động.
Cố Quảng Đắc không nói gì thế nhưng bàn tay lại run rẩy, ly nước rơi xuống đất vỡ vụn. Anh Cố, anh cảm động quá sao? Vợ Cố Quảng Đắc nhìn chồng rồi dùng giọng có chút bối rối nói. Xong rồi, tất cả xong rồi. Cố Quảng Đắc căn bản không có tâm tư phản ứng với vợ mình, hắn nhìn tivi rồi dùng giọng ngây ngốc nói. Cái gì xong rồi, anh đừng làm em sợ. Vợ Cố Quảng Đắc càng thêm bối rối, bàn tay chuẩn bị gọi điện thoại cho bệnh viện. Cố Quảng Đắc giống như có được lực lượng gì đó, hắn đứng lên nói, em vừa xem đoạn quảng cáo vừa rồi, em có ý nghĩ gì? À, em cảm thấy bọn họ đến thành phố lao động là không dễ dàng gì. Điều này, mặc dù vợ của Cố Quảng Đắc không quá thông minh, thế nhưng khi định nói ra thì lại giống như ý thức được vấn đề gì đó. Người đàn ông kia chính là người đã từng tìm anh báo danh cho con gái nhập học. Cố Quảng Đắc nói rồi ngồi xuống ghế salon của mình, khi hai người đang trầm mặc thì điện thoại vang lên, Cố Quảng Đắc nhìn thoáng qua màn hình rồi nói, chào anh Lưu, tôi là Cố Quảng Đắc. Cái gì, ngày mai anh không đến được sao? Tôi nói với anh rồi, đây chính là... Cố Quảng Đắc lúc đầu có chút sốt ruột, thế nhưng hắn còn chưa nói xong thì bên kia đã cúp điện thoại. Trước kia Cố Quảng Đắc luôn là người cúp điện thoại trước người ta, người tìm hắn cần cầu cạnh căn bản không có gan cúp điện thoại trước hắn, bây giờ có ý nghĩa là gì thì hắn không cần nghĩ cũng biết. Cố Quảng Đắc còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên. Người bên kia cũng nói đến chuyện tương tự, sau đó có vài người có quan hệ thân thiết thì nói rõ ràng hơn, hiệu trưởng Cố, chúng ta không nên đi nữa, nếu như còn tiếp tục, chúng tôi không biết đặt mặt mũi của mình vào nơi nào. Sau vài cuộc điện thoại ban đầu thì Cố Quảng Đắc không nghe máy, tiếng chuông vẫn vang lên thế nhưng hắn mãi không nghe, vì hắn biết mình nghe không bằng không nghe. Khi Cố Quảng Đắc bị điện thoại quấy rầy thì Cố Tắc Phiêm đang xem tivi, lúc này trên mặt hắn là nụ cười nhạt, nhưng nụ cười này có vài phần khổ sở. Cố Tắc Phiêm đã xem qua đoạn phim kia, hắn xem như hiểu rõ tính toán của Vương Tử Quân, thế nhưng dù hắn hiểu thì cũng không thể nào nói nên lời. Dù là hai chú cháu của bọn họ cũng không thể nào chống đỡ được dư luận xã hội. Tuy Cố Tắc Phiêm không muốn gây phiền cho Vương Tử Quân ở sự kiện này, thế nhưng cũng không muốn Vương Tử Quân làm việc gì cũng quá viên mãn. Ít nhất hắn cũng phải làm cho đối phương cảm thấy ngột ngạt, làm cho người ta không thoải mái. Sự việc vẫn phát triển theo quy hoạch của Cố Tắc Phiêm, đứa cháu căn bả không có nhiều năng lực kia lại thực hiện rất tốt. Nhưng thủ đoạn mà bọn họ đang bày ra căn bản không là gì với một đoạn phim tuyên truyền của đối phương. Lúc này Cố Tắc Phiêm sinh ra một ý nghĩ, đó chính là Vương Tử Quân đã chuẩn bị sẵn phương án cho ra đoạn phim kia, hay là bị mình ép phải làm ra nó. Chương 1603, một không nghĩ là lợi nhuận lớn như vậy. Hôm qua cậu có xem tivi không? Trên hành lang lầu 4 khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hai cô gái vừa quét dọn vệ sinh vừa khẽ nói chuyện với nhau. Sao lại không xem, bộ phim Tình Yêu Thiên Sứ rất hay, mình muốn xem một hơi hết sạch luôn cơ. Ngốc quá, ai hỏi cậu về chuyện này, mình nói đến đoạn phim ngắn của đài truyền hình tỉnh vào ngày hôm qua, cậu có xem không? Sao không cơ chứ, mình nói cho cậu biết nhé, không sợ cậu cười, cũng không biết là ai làm ra đoạn phim kia, thậm chí ngay cả chồng mình cũng cực kỳ cảm động chảy cả nước mắt. Không thể nào, chồng cậu chảy cả nước mắt, một người đàn ông như vậy mà dễ khóc thế sao? Khi hai người phụ nữ đang trò chuyện với nhau thì Triệu Hiểu Bạch đi đến, hắn nghe được đoạn hội thoại của hai nhân viên nữ mà không khỏi cảm thấy vui mừng. Mặc dù đoạn phim kia đến từ ý tưởng của Bí Thư Vương, thế nhưng hắn là người chấp hành, hắn vẫn cảm thấy rất thành công. Khụ khụ, Triệu Hiểu Bạch khẽ ho hai tiếng, sau đó đi về phía hai người nhân viên công tác kia. Hai người phụ nữ bên kia thấy Triệu Hiểu Bạch thì cung kính chào, chào trưởng ban Triệu. Lúc này Triệu Hiểu Bạch thật sự sinh ra xúc động muốn hỏi hai người phụ nữ kia về đoạn phim quảng cáo hôm qua, thế nhưng cuối cùng hắn chỉ khẽ nở nụ cười rồi đi về phía văn phòng ban số 1. Sau khi xử lý văn kiện xong thì Triệu Hiểu Bạch nhìn đồng hồ, sau đó đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tút tút tút, khi hắn còn chưa đi hết cầu thang thì điện thoại vang lên. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng nói, chào anh, tôi là Triệu Hiểu Bạch. Chào trưởng ban Triệu, tôi là Lưu Khải Khai của Cục Điện Lực tỉnh, xin hỏi Chủ tịch Vương có ở trong phòng không? Tôi có chuyện khẩn cấp cần báo cáo với lãnh đạo. Điện thoại vừa nối thông thì Cục trưởng Lưu Khải Khai Cục Điện Lực tỉnh đã lên tiếng.
Triệu Hiểu Bạch không có ấn tượng gì với Liêu Khải Khai, ngược lại đối phương đã gọi điện thoại cho hắn vài lượt, muốn mời Vương Tử Quân đến đơn vị mình kiểm tra công tác. Có nhiều người gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, hắn sẽ căn cứ vào thực lực của từng người để lựa chọn xem có nên báo cáo với Vương Tử Quân hay không. Vì những ngày qua Vương Tử Quân đã có sắp xếp, thế cho nên căn bản không thể nào không từ chối được. Lúc này nghe Liêu Khải Khai nói có công tác khẩn cấp, thế là Triệu Hiểu Bạch cũng không quan tâm có thời gian hay không, hắn chỉ nói: "Cục trưởng Liêu, anh chờ tôi một chút." Chỉ cần là một câu nói này thì có thể thấy bây giờ Triệu Hiểu Bạch làm thư ký đã thông minh hơn, cầu tiến nhiều hơn so với trước. Hắn cũng không rõ Liêu Khải Khai muốn tìm báo cáo công tác gì với Vương Tử Quân, càng không rõ Vương Tử Quân có chịu gặp mặt người này hay không, vì vậy câu trả lời của hắn là kỹ xảo khéo đưa đẩy. Hắn cũng không nói Vương Tử Quân có thời gian hay không, cũng không nói chính mình đi tác động với Chủ tịch Vương, chỉ là đi xem mà thôi. Hắn đi xin chỉ thị của Vương Tử Quân, nếu như Chủ tịch Vương không muốn tiếp nhận cuộc điện thoại này, như vậy hắn có thể tìm lý do để từ chối. Nếu như bây giờ Chủ tịch Vương đang trò chuyện với người khác, như vậy anh cũng sẽ bị bỏ qua mà thôi. Sau khi xin chỉ thị của Vương Tử Quân thì Triệu Hiểu Bạch gọi điện thoại lại cho Liêu Khải Khai: "Cục trưởng Liêu, nửa giờ này Chủ tịch Vương cũng không có chuyện gì, nếu anh đến được thì nên tranh thủ thời gian. Tôi đang ở bên dưới, tôi sẽ đi lên ngay." Liêu Khải Khai nói một câu như vậy thì cười nói: "Cậu Hiểu Bạch, cậu nhất định phải thường xuyên đến đơn vị chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác, chỗ tôi không có gì đáng nói, thế nhưng căn bản có nhiều mỹ nữ độc thân cần được vớt ra khỏi bể khổ." Triệu Hiểu Bạch chợt sững sờ, sau đó hắn hiểu ý của Liêu Khải Khai. Cục Điện lực là đơn vị chủ quản của đài truyền hình tỉnh, thật sự có nhiều mỹ nữ biên tập viên. Tuy lúc này Triệu Hiểu Bạch đã có người của mình, thế nhưng sau khi nghe Liêu Khải Khai nói như vậy thì không khỏi suy nghĩ mông lung. Có ai chán ghét mỹ nữ xinh đẹp cho được. Cảm ơn Cục trưởng Liêu, thế nhưng bây giờ người trong phòng của Chủ tịch Vương còn chưa đi ra. Triệu Hiểu Bạch nói rồi cúp điện thoại, trong lòng thầm nghĩ không nên đưa Liêu Khải Khai vào trong hàng ngũ người cần kết giao, vì người này nói một câu đã làm cho tâm tình của hắn thất thủ nhanh chóng. Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn thấy Chủ tịch Vương vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh phê duyệt văn kiện. Hắn căn bản cực kỳ bội phục thái độ đoan chính của Vương Tử Quân đối với tất cả những vấn đề đang diễn ra ở xung quanh giống như vậy. Tuy chỉ là ngồi yên một chỗ, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch lại hiểu nếu là chính mình thì căn bản không thể nào ngồi được đoan chính như thế. Hiểu Bạch đến đấy à? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Bạch rồi thản nhiên nói. Triệu Hiểu Bạch cười cười với Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng châm thêm trà cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói: "Chủ tịch Vương, hôm nay tôi vừa đi làm thì nghe được nhiều người thảo luận về đoạn phim ngắn trên đài truyền hình tỉnh, có thể nói đây là đoạn phim hay nhất mà đài truyền hình làm được trong những năm qua. Tuy là người chỉ đạo thực hiện đoạn phim này, thế nhưng khi đoạn phim được phát hình thì Vương Tử Quân vẫn rất cảm động. Hắn là người thúc đẩy thực hiện thế nhưng cũng không khỏi bị những thứ mình làm tác động vào tâm linh. Cậu có thể vui vẻ vì những gì đã đạt được, thế nhưng có vài lời đừng nói lung tung." Vương Tử Quân chỉ về phía Triệu Hiểu Bạch rồi nở nụ cười nhàn nhạt nói. Triệu Hiểu Bạch cười cười nói tiếp: "Chủ tịch Vương, vừa rồi đồng chí Cục trưởng Liêu Cục Điện lực gọi điện thoại đến, nói là có chuyện gấp cần báo cáo với ngài, bản thân anh ấy đã đến bên dưới khu văn phòng, anh xem." Vương Tử Quân căn bản có ấn tượng bình thường với Liêu Khải Khai, thế nhưng đối phương đã đến bên dưới, hơn nữa còn có chuyện gấp, thế là hắn không thể không gặp. Hắn không tin Liêu Khải Khai có gan nắm chuyện nhỏ nhặt đến gạt mình. "Cho anh ta vào." Liêu Khải Khai đến rất nhanh, chỉ mất 2 phút sau đã được Triệu Hiểu Bạch đưa vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Liêu Khải Khai là một người đàn ông cao gầy hơn 40 tuổi, nhìn qua rất phong độ, thế nhưng cái bụng lại hơi nhô lên. Điều này không khỏi có chút ảnh hưởng đến hình tượng chỉnh thể của hắn. Vương Tử Quân tỏ ra rất khách khí với Liêu Khải Khai, hắn đứng lên khỏi ghế rồi nói: "Anh Khải Khai đến đấy à, mời anh ngồi." Liêu Khải Khai thấy Vương Tử Quân cho mình đãi ngộ như vậy, hắn không khỏi cảm thấy có chút kích động. Hắn khoa trương vươn hai tay bắt chặt tay của Vương Tử Quân, sau đó dùng sức lay động một lúc, cuối cùng mới cười nói: "Chủ tịch Vương, ngài bận rộn như vậy mà tôi còn đến quấy rầy. Đúng là xấu hổ quá." Chương 1603, 2, không nghĩ là lợi nhuận lớn như vậy. Vương Tử Quân cười cười,
Sau khi Triệu Hiểu Bạch châm trà cho Lưu Khải Khai thì hắn khẽ hỏi, tôi nghe Hiểu Bạch nói anh có chuyện gấp, đã có chuyện gì sao? Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo thượng cấp, Cục trưởng Trần luôn miệng khen ngợi đoạn phim quảng cáo của chúng tôi, nói là muốn chúng tôi đưa sang cho anh ấy, để bọn họ chuẩn bị quảng cáo trên kênh đài truyền hình quốc gia. Lưu Khải Khai nói xong thì gương mặt đỏ bừng, hắn công tác ở Cục Điện lực vài chục năm nhưng mãi bây giờ mới gặp qua tình huống thế này. Tuy hắn biết công lao chủ yếu không phải của mình, thế nhưng dù thế nào cũng phải thừa nhận bọn họ là người làm ra video này. Hơn nữa đây là một cơ hội tiếp cận chủ tịch Vương, nếu như hắn nắm chắc, biết đâu sau này sẽ phát triển như mây cao. Vương Tử Quân cũng không ngờ sự kiện này lại sinh ra tiếng vang lớn như vậy, hắn cười cười nói, chuyện này là rất tốt, các anh nhất định phải phối hợp với ban ngành thượng cấp, phải chứng thực công tác này. Mong chủ tịch Vương yên tâm, chúng tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Lưu Khải Khai nói rồi lại dùng giọng vuốt mông ngựa lên tiếng, chủ tịch Vương, lúc đầu tôi còn không hiểu nổi vì sao đài truyền hình tỉnh lại cho ra đoạn phim này, nó được phát vào đúng giờ vàng, thật sự là có chút đau lòng. Nhưng bây giờ hiệu quả của nó quá thần kỳ, nó cho tôi một bài học mới, đó là ngài đứng cao nhìn xa, nếu dùng câu nói nhìn xa trông rộng để miêu tả câu nói của ngài thì căn bản là vẫn còn kém. Kính mong khi nào lãnh đạo có thời gian, ngài nhất định phải đến kiểm tra chỉ đạo công tác của Cục Điện lực chúng tôi. Tôi tin tưởng dưới sự chỉ đạo của ngài thì Cục Điện lực nhất định sẽ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, làm tốt công tác của mình hơn. Triệu Hiểu Bạch lúc này đi vào châm trà, hắn nghe thấy lời nói của Lưu Khải Khai, thế là không khỏi thầm nghĩ người kia quá giỏi nịnh hót. Đối phương biết Chủ tịch Vương Tử Quân là người khởi xướng, thế nên không quên vài câu nịnh bợ đúng chỗ. Vương Tử Quân bây giờ cần làm nhất là đoàn kết đại đa số mọi người dựa vào mình, tuy bây giờ hắn không quan tâm đến vị trí của Lưu Khải Khai, thế nhưng cũng không muốn đẩy đối phương lên vị trí đối lập với mình. Hắn cười nói, à, chuyện này anh cứ liên lạc với thư ký trưởng Tề Bảo, khi nào tôi có thời gian sẽ đến Cục Điện lực các anh. Lưu Khải Khai tìm được câu trả lời thuyết phục của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy rất vui sướng. Khi hắn chuẩn bị nói thêm vài lời, đúng lúc này điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân vang lên. Hắn đi đến nghe điện thoại, bên trong truyền đến âm thanh của Triệu Thu Cúc, chào Chủ tịch Vương, tôi là Triệu Thu Cúc. Chào Giám đốc Thu Cúc, có chuyện gì không? Vương Tử Quân nghe thấy giọng nói của Triệu Thu Cúc có chút hưng phấn, thế là tự nhủ không phải đối phương có nan đề gì cho mình nữa chứ. Triệu Thu Cúc lên tiếng, Bí Thư Vương, vừa rồi tôi đi đến phòng giáo dục thành phố Rừng Mật, theo như lời nói của các cán bộ phòng giáo dục, những phụ huynh hôm qua đến phản ánh vấn đề đã không đến nữa, còn có một vài phụ huynh đến, bọn họ tình nguyện cho con em học tập với người lao động đến từ bên ngoài. Như vậy rất tốt, Giám đốc Thu Cúc, chỉ sắp xếp chuyện này cho tốt, cũng không nên làm ảnh hưởng đến tính tích cực của quần chúng, phải làm sao cho thật ổn định. Chúng ta cần phải phát huy năng lượng của sự kiện tích cực này. Lời nói của Triệu Thu Cúc làm cho Vương Tử Quân rất vui, thậm chí còn vui hơn những gì mà Lưu Khải Khai mang lại cho mình. Quần chúng hiểu được là khó khăn rất lớn, cũng đủ làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Sau khi nói thêm vài câu thì Triệu Thu Cúc nói tiếp, Chủ tịch Vương, vừa rồi lãnh đạo Bộ Giáo dục vừa gọi điện thoại đến cho tôi, tiến hành khen thưởng hoạt động chăm lo đến việc học tập của con em người lao động đến từ bên ngoài. Lãnh đạo nói sau đó sẽ cho các tỉnh thành học tập công tác giáo dục ở tỉnh Mật Đông, vài ngày sau sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề giáo dục ở tỉnh chúng ta. Rất nhiều người cho rằng làm quan chỉ cần tuyến trên ủng hộ tán thành là được, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bên trên có người chỉ là một trong những điểm cứng, nếu anh có được thành tích thì căn bản sẽ cứng hơn cả tình huống bên trên có người. Tổ chức hội nghị giáo dục ở tỉnh Mật Đông, đây là lời khẳng định của ban ngành thượng cấp với tỉnh Mật Đông. Dù sao thì một hội nghị chuyên đề như vậy cũng không phải được mở ra chỉ bằng một đoạn phim tuyên truyền, có đôi khi nhiều đơn vị tỉnh thành căn bản rất muốn tranh thủ một hội nghị chuyên đề như vậy. Rất tốt, Giám đốc Thu Cúc nên nắm chắc chuyện này, tranh thủ tổ chức hội nghị chuyên đề giáo dục ở tỉnh Mật Đông chúng ta. Vương Tử Quân nói hai câu khuyến khích với Triệu Thu Cúc, gương mặt không nhịn được có vài phần vui mừng. Dù sao chuyện này cũng xem như một cánh cửa mở ra khi hắn được điều động làm quyền chủ tịch tỉnh. Bây giờ nhìn vào phản ứng của khắp các công tác, rõ ràng là cực kỳ thuận lợi, phát triển rất tốt. Sầm Vật Cương ngồi trong phòng làm việc của mình, lão cầm trong tay 1.000 do vợ đưa cho, lão nhìn tiền mà không khỏi cảm thấy có chút đau đầu.
Tuy tiền lương của Sầm Vật Cương cũng chỉ là vài ngàn đồng, thế nhưng lão lại không quan tâm đến số tiền 1.000 này. Chẳng qua câu nói của vợ trước khi đi mới thật sự làm lão khó xử. Cũng không phải là Sầm Vật Cương cảm thấy đau lòng vì phải quyên góp số tiền này, mà lão phải dùng danh nghĩa gì để quyên góp số tiền này. Nếu như là trước đó lão đi quyên tiền, chỉ sợ còn chưa kịp quyên góp thì phóng viên đã đến vây quanh lấy người rồi. Xem ra Vương Tử Quân này thật sự rất lợi hại. Tối qua Sầm Vật Cương về nhà ăn cơm với tâm tình rất tốt, lão đang hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi khó có được, thế nhưng lại thấy vợ vừa xem tivi vừa lau nước mắt. Lão còn tưởng rằng vợ xem phim quá xúc động, không ngờ đó chỉ là một đoạn phim tuyên truyền. Sầm Vật Cương cũng không cảm thấy bất ngờ vì điều này, nội dung của phim tuyên truyền nhìn như dòng suối chảy róc rách, nhìn thì nhạt nhưng thật sự lại đậm tình cảm. Lão cũng xem đoạn phim kia, cảm thấy trong lòng ấm nóng. Thế nhưng ngay sau đó lão lại mẫn cảm phát hiện ra ý nghĩa của bộ phim này. Lão biết rõ người đứng sau lưng bộ phim kia là ai, nếu như không phải là người kia thúc đẩy, đài truyền hình sao có thể cam lòng phát một bộ phim tuyên truyền vào đúng giờ vàng của mình. Vương Tử Quân làm việc thật sự rất cẩn thận, chỉ cần có một bộ phim quảng cáo như vậy, hắn sẽ đẩy sự việc vừa phát sinh lên một trình tự khác. Chính mình cho rằng Vương Tử Quân quan tâm đến phương diện học tập của con em lao động bên ngoài chỉ là một mồi lửa, thế nhưng không ngờ đó chỉ là một con đom đóm nhỏ, đây mới thật sự là đống lửa của Vương Tử Quân. Có lẽ bây giờ tất cả đang đi đúng hướng với suy nghĩ trước đó của Vương Tử Quân rồi. Có đoạn phim tuyên truyền kia không những uy tín của Vương Tử Quân tăng lên, thậm chí dù là lãnh đạo thượng cấp cũng phải nhìn xuống. Chương 1604, chân tình ấm dân tâm. Hậu sinh khả úy, Sầm Vật Cương nghĩ đến câu nói này mà càng không thoải mái. Trong lúc tiếp xúc với Vương Tử Quân thì Sầm Vật Cương biết rõ đây là một vị trợ thủ với tâm trí kiên định, dù là chính mình cũng không thể làm cho đối phương phải cúi đầu. Những kẻ thích dùng âm mưu thì căn bản không nhất định có thể lên cao tiến xa, thế nhưng nếu là người có thể sử dụng dương mưu, căn bản không thể nào xem thường. Trong khoảng thời gian này thường có gió thổi đến tai của Sầm Vật Cương. Đơn giản là vì Vương Tử Quân cực kỳ có tinh thần thủ lĩnh, cũng không phải là vùi đầu khổ sở công tác, chính là làm việc rất sảng khoái thoải mái. Sầm Vật Cương cảm thấy cùng chung gánh công tác với một trợ thủ có tài cán như vậy, căn bản không phải là chuyện gì làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Trừ khi anh đã làm tốt công tác cùng nhau phát triển, thế nhưng Sầm Vật Cương gần đây luôn đặt mình lên vị trí cao vời, căn bản khó thể nào tiếp nhận sự thật như vậy được. Nếu đã khó thể tiếp nhận, như vậy sau này những chuyện làm cho Sầm Vật Cương không vui sẽ còn kéo đến, mình và đối phương căn bản không thể nào ở chung hài hòa vui vẻ, điều này thật sự đáng lo lắng. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Sầm Vật Cương, vì vậy mà tối qua Sầm Vật Cương cứ như bánh nướng đặt lên lò, liên tục lật qua lật lại mà căn bản không thể nào ngủ được. Sáng sớm thức dậy Sầm Vật Cương cảm thấy đầu óc khó chịu, nhưng điều làm lão cảm thấy khó chịu chính là khi mình chuẩn bị đi làm. Vợ lấy ra hơn 1.000 yêu cầu mình quyên tặng cho những đứa trẻ ngoan ngoãn là con em của người lao động đến từ bên ngoài. Sầm Vật Cương cảm bản không thể nào từ chối lời yêu cầu của vợ, cuối cùng đành phải cầm số tiền kia đi đến phòng làm việc của mình. Nhưng 1.000 đồng này giống như một cây gai đâm vào lòng lão, làm cho lão chợt cảm thấy mình khó thể nào vung tay vung chân được. Khi Sầm Vật Cương đang lẳng lặng suy nghĩ thì điện thoại đặt trên bàn chợt vang lên, lão cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Người gọi đến là trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa. Chào trưởng phòng Xà, Sầm Vật Cương ném những tâm tư rối loạn của mình sang một bên, lão dùng giọng tràn đầy uy nghiêm nói với Xà Lê Hoa. Xà Lê Hoa căn bản còn có chút sợ hãi với Sầm Vật Cương, mỗi lần gặp mặt thì không nói được mấy câu đã cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm, thế nhưng bây giờ trò chuyện điện thoại thì tỏ ra cực kỳ thân cận. Sau khi ân cần thăm hỏi Sầm Vật Cương hai câu thì mới trầm giọng nói, bí thư Sầm. Anh có xem qua đoạn phim tuyên truyền của đài truyền hình tỉnh chúng ta vào ngày hôm qua hay không? Tôi đã xem rồi, rất tốt, phản ứng của xã hội là rất tốt. Sầm Vật Cương cảm thấy trong lòng lạnh lẽo thế nhưng giọng điệu lại không có gì thay đổi. Bí thư Sầm, vừa rồi tôi vừa nhận được điện thoại của Ban tuyên truyền Trung ương, lãnh đạo tiến hành khen ngợi công tác tuyên truyền của chúng ta, yêu cầu chúng ta không ngừng cố gắng để tạo ra thành tích mới. Xà Lê Hoa giống như không nghe rõ những lời nói không đúng từ trong miệng Sầm Vật Cương, thế là bây giờ lên tiếng với giọng điệu rất hưng phấn. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu,
lão biết rõ Xà Lê Hoa công tác không có điểm nào yếu kém, bây giờ khoe thành tích với mình, tất nhiên chờ mình khen ngợi. Nếu như là trước đó thì lão có thể đã khen ngợi hết lời với Xà Lê Hoa, nhưng bây giờ khi lão chuẩn bị mở miệng thì nuốt lời xuống bụng. Dù sao thì Xà Lê Hoa cũng là một thường ủy tỉnh ủy dựa vào mình, nếu bây giờ mình nói lời nào làm khó cho Xà Lê Hoa, như vậy cũng không có gì là hay. Sầm Vật Cương thầm hạ quyết tâm, sau đó trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói, trưởng phòng Xà sau này nên bỏ thêm sức ở công tác tuyên truyền, tôi tin tưởng chỉ có thể cho ra thành tích. Sầm Vật Cương buông điện thoại của Xà Lê Hoa, lão thật lòng cũng có chút bực bội, căn bản có chút chướng mắt về khả năng mẫn cảm chính trị của Xà Lê Hoa. Nửa giờ đầu tiên của ngày công tác căn bản không có ai dám đến quấy rầy Sầm Vật Cương, nhưng Sầm Vật Cương căn bản không muốn xem những văn kiện kia, lúc này thậm chí còn có ý nghĩ mong chờ người ta đến báo cáo công tác. Trước kia những người cố gắng tìm đến báo cáo công tác với mình giống như ngày càng biến mất. Tút tút tút, chuông điện thoại lại vang lên, Sầm Vật Cương lần này không thèm nhìn người gọi đến mà nghe máy ngay. Lão vừa báo danh thì chợt nghe người bên kia nói, chào bí thư Sầm. Tôi là tiểu lý của văn phòng quốc hội, thủ trưởng có việc cần trò chuyện với ngài. Sầm Vật Cương hiểu rõ tiểu lý kia là ai, lão lên tiếng nói, cậu Lý, có phải lãnh đạo có chuyện gì cần tìm tôi không? Sầm Vật Cương nói những lời này có ý nghĩ thăm dò, thế nhưng cũng khó xác định được có nhận được tin tức gì từ miệng tiểu lý kia hay không. Dù sao thì tiểu lý cũng là người nổi tiếng nghiêm túc cẩn trọng, muốn tìm được đáp án từ trong miệng người này thì rất khó khăn. Bí thư Sầm, đó là chuyện tốt, giọng nói của tiểu lý khá thấp, thế nhưng lại căn bản cho ra đáp án rõ ràng. Một phút sau đầu dây bên kia vang lên âm thanh rất lớn, Vật Cương, lần này tỉnh Mật Đông các anh làm rất tốt, hôm qua tôi có xem phim tuyên truyền, thật sự rất cảm động. Các anh có thể quan tâm đến con em lao động đến từ bên ngoài, điều này nói rõ cấp ủy chính quyền các anh có phương châm chính trị rất tốt, chân tình sẽ làm ấm dân tâm, điều này là cực kỳ khó có được. Sầm Vật Cương trước nay đều luôn hy vọng có được lời nói khích lệ của lãnh đạo, mỗi lần được khích lệ thì lão luôn cảm thấy vui sướng. Nhưng lúc này lãnh đạo mở miệng khích lệ với giọng điệu còn thân thiết hơn trước, thế nhưng lời nói này rơi vào trong tai lại làm cho Sầm Vật Cương sinh ra đủ mọi hương vị khác thường. Nhưng dù thế nào thì lúc này cũng là lãnh đạo gọi điện thoại đến khen ngợi, vì vậy Sầm Vật Cương chỉ có thể giữ vững tinh thần, mỉm cười báo cáo vài chỉ thị tinh thần của Vương Tử Quân ở sự kiện này cho lãnh đạo. À, tỉnh Mật Đông các anh làm rất tốt, tôi đã liên hệ với bí thư Trạch Viễn, chuẩn bị dùng hành động của các anh ở Mật Đông làm cơ sở để đẩy mạnh phong trào quan tâm đến người lao động. Bí thư Lâm cũng đã nói để cho các anh tổng kết kinh nghiệm công tác của mình, sau đó mở rộng sang các tỉnh thành khác. 10 phút sau Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống, lão cảm thấy lúc này gương mặt có nhiều nếp nhăn của mình chợt căng cứng. Vương Tử Quân làm việc này chủ yếu xem đó là một công cụ để có được danh vọng. Không ngờ bây giờ lại cho ra lực ảnh hưởng sâu xa như vậy. Tuy Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, công lao không thiếu phần của lão, thế nhưng càng là như vậy thì lão càng không thoải mái. Dù sao thì trên người mình cũng có ký hiệu rõ ràng, đám người trong văn phòng cấp ủy chính quyền đều biết Vương Tử Quân là người thúc đẩy sự kiện này, chính mình không công mà tiếp nhận một phần công lao của người ta, người khác sẽ nhìn mình như thế nào. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cho Sầm Vật Cương càng thêm nhíu mày. Lão trầm ngâm giây lát, đột nhiên kéo ra một phần văn kiện ở ngăn kéo cuối cùng trên bàn làm việc của mình. Không phải, đây là một túi văn kiện, nó rất bình thường như những túi văn kiện khác, chẳng qua bên trên được viết một dòng chữ khá lớn, Tập đoàn Thần Phương. Sầm Vật Cương nhìn văn kiện này mà gương mặt liên tục biến đổi, cuối cùng lão cắn răng nói, chuyện này tóm lại thì phải giải quyết. Nếu anh đã đến tỉnh Mật Đông, như vậy anh cũng không thể chối bỏ một phần trách nhiệm được. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên ý nghĩ như vậy, lão đặt túi văn kiện xuống rồi gọi điện thoại cho Phương Anh Hồ, thư ký trưởng Anh Hồ, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. 5 phút sau Phương Anh Hồ đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sau khi Sầm Vật Cương đặt túi văn kiện vừa lấy ra vào trong ngăn cuối cùng của bàn làm việc, lão lại cầm điện thoại lên, thế nhưng sau đó lại có chút do dự. Sau đó Sầm Vật Cương vẫn bấm máy, lão cười nói với người bên kia, Chủ tịch Tử Quân, tôi là Sầm Vật Cương. Sau khi Sầm Vật Cương báo danh thì bên kia truyền đến tiếng cười cởi mở, chào bí thư Sầm, ngài gọi điện thoại cho tôi có gì cần dặn dò sao? Chương 1605, 10 đi đường tầm thường,
dám vì thiên hạ. Chủ tịch Vương, tôi không có chỉ thị gì, chỉ là thông báo với anh một vài thông tin. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo, tuyến trên rất coi trọng công tác quan tâm đến người lao động của tỉnh Mật Đông, dặn dò chúng ta phải làm tốt công tác tổng kết, sau đó cố gắng mở rộng. Chủ tịch Tử Quân, đây chính là một cơ hội tốt để tuyên truyền về tỉnh Mật Đông, đề cao danh tiếng của tỉnh, anh nhất định phải làm tốt công tác chứng thực điều này. Mong bí thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực tốt chỉ thị của ngài, sẽ làm cho thỏa đáng. Vương Tử Quân trầm giọng nói không chút do dự. Hai người trao đổi thêm vài ý kiến về phương diện quan tâm đến người lao động, sau đó ăn ý buông điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi trầm ngâm hỏi Triệu Thu Cúc ở đối diện, giám đốc Triệu, chúng ta vừa nói đến điểm nào nhỉ? Chủ tịch Vương, nói đến phương diện tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên nhà trường. Trước đó Triệu Thu Cúc đã nói ba lượt, thế nhưng bây giờ cũng không khỏi thành thật nhắc lại. À, lần này ban ngành giáo dục. Vương Tử Quân vừa nói hai câu thì điện thoại vang lên, hắn nhìn qua màn hình hiện số, sau đó lắc đầu xấu hổ với Triệu Thu Cúc. Triệu Thu Cúc cũng cười khổ, đây là lần thứ tư rồi, cũng không biết cuộc nói chuyện chỉ 2-30 phút giữa hai người sẽ bị cắt ngang bao nhiêu lần nữa. Sau công tác quan tâm đến phương diện học tập của con em lao động đến từ bên ngoài ở Mật Đông thì bắt đầu những hoạt động lớn tương tự diễn ra ở các tỉnh thành khác với khí thế hừng hực mạnh mẽ. Các tỉnh thành không những cho ra chính sách cụ thể, còn có hành động tại chỗ, thượng cấp càng xác định đây là một công tác cần được đề cao, yêu cầu tất cả cấp ủy ban ngành tương quan phải nắm chặt không ngừng. Mật Đông là địa phương khởi xướng và thực hiện đầu tiên, thế nên không thể thoát khỏi tình huống được giới truyền thông theo sát. Vương Tử Quân là quyền chủ tịch tỉnh, hắn càng là người được truyền thông chú trọng phỏng vấn. Mặc dù Vương Tử Quân vẫn khá ẩn nhẫn, nhưng dựa theo sắp xếp thì hắn vẫn phải đại biểu cho tỉnh Mật Đông tiếp nhận phỏng vấn về các thông tin liên quan đến sự kiện quan tâm con em người lao động đến từ bên ngoài. Chẳng qua Vương Tử Quân cũng không được nhìn thấy hình ảnh của mình được phát trên đài truyền hình tỉnh Mật Đông, vì khi bài phỏng vấn được đưa lên truyền hình thì hắn đang ở trong một tòa biệt thự ở tỉnh Nam Giang. Tiểu Điềm Đậu ngồi trên ghế salon như một con mèo nhỏ, cô bé liên tục quay qua quay lại trong lòng Vương Tử Quân, cực kỳ vui vẻ. Cô bé liên tục hỏi về thứ này thứ kia, bộ dạng làm cho người ta nhìn qua mà không khỏi buồn cười. Thế nhưng Vương Tử Quân lại luôn cẩn thận giải đáp tất cả những câu hỏi của con gái mình. Khi vị trí ngày càng lên cao thì thời gian tự do của Vương Tử Quân ngày càng thấp, lần này hắn thừa dịp chủ nhật để đến Nam Giang xử lý vài công tác gia đình. Anh đúng là rất có phong độ, Y Phong đang rửa nho, nàng cười hì hì nhìn thoáng qua TV rồi nói. Lời nói này của nàng giống như có ý nghĩa trêu chọc, thế nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy gương mặt nàng có vài phần kiêu ngạo. Vương Tử Quân đang loay hoay với bím tóc của Tiểu Điềm Đậu, hắn cười híp mắt nói, điều này là đương nhiên, trước nay anh đều là như vậy. Vương Tử Quân đi đến nhà của Y Phong thì cảm thấy rất thả lỏng thoải mái, nói chuyện chợt vô tình có vài phần ngả ngớn. Đúng vậy, con thấy bố rất đẹp trai, lớn lên con phải lấy bố mới được. Tiểu Điềm Đậu căn bản có một cảm giác thân cận trời sinh với Vương Tử Quân, cô bé đang ôm lấy tay Vương Tử Quân, giống như sợ bố mình chạy đi mất. Tiểu Điềm Đậu, đừng quấn lấy bố như vậy, cũng nên cho bố nghỉ ngơi một chút chứ. Y Phong nói rồi cười, Chủ tịch Vương, sáng hôm nay tôi không có thời gian ở với ngài, vì còn có một cuộc đàm phán đang chờ xử lý. Khi Tiểu Điềm Đậu ngày càng lớn thì Y Phong bị Tần Hồng Cẩm lôi kéo đã tiến hành đi sâu vào lĩnh vực kinh doanh. Đã càng ngày càng biểu hiện mình là một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang. Vương Tử Quân cười cười nói, em cứ bận rộn công tác, hôm nay anh với Tiểu Điềm Đậu đi đến công viên dạo chơi một vòng. Vương Tử Quân nói rồi khẽ véo mũi của Tiểu Điềm Đậu, con có chịu không, Tiểu Điềm Đậu của bố. Tốt quá, chúng ta sẽ đi thuyền mới được, lần trước mẹ chỉ cho con lên ngồi một chút là phải xuống, lần này con và bố phải đi một lúc lâu cơ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng dương nanh múa vuốt của con gái, thế là không khỏi cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy có vài phần xin lỗi hai mẹ con. Nếu như mình là một người đàn ông bình thường, nào phải một tháng gặp hai mẹ con được một lần như thế này. Tuy Vương Tử Quân cảm thấy áy náy nhưng không dám bùng phát tâm tư của mình, khi Y Phong và Tiểu Điềm Đậu đang chuẩn bị đấu võ mồm với nhau, hắn tranh thủ nói với Y Phong, bây giờ cho Tiểu Điềm Đậu đi học có phải là quá sớm không? Y Phong khoát tay áo nói, chuyện này anh nói với cô giáo của Tiểu Điềm Đậu ấy,
cô giáo nói Tiểu Điềm Đậu trời sinh thông minh, nếu đến trường muộn một năm không phải mình đang cố trì hoãn việc học tập của nó sao? Y Phong nói rồi dùng ánh mắt yêu thương nhìn Tiểu Điềm Đậu, đứa bé này đúng là quá thông minh. Sau khi dùng bữa cơm sáng thì Vương Tử Quân bắt đầu thu dọn bàn, Y Phong nhanh chóng chuẩn bị trang phục, chỉ một lát sau đã biến từ một người phụ nữ nội trợ sáng một mỹ nhân tri thức. Vương Tử Quân nhìn bộ y phục phát huy cao độ vẻ đẹp của Y Phong, hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng lên, không khỏi tiến lên chặn trước mặt Y Phong rồi cười hỏi, hôm nay sao lại ăn mặc xinh đẹp như vậy? Giám đốc Y, không ăn mặc đẹp sẽ không tỏ ra tôn trọng người ta. Hôm nay gặp mặt một ngôi sao lớn, nếu ăn mặc quá tùy ý sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng tập đoàn. Y Phong vừa cầm lấy túi sách của mình vừa vội vàng nói. Vương Tử Quân vô thức hỏi một câu, các em sao còn phải đi gặp ngôi sao giải trí cơ chứ? Ôi, hôm nay em đi gặp mặt ngôi sao quốc tế Liêu An Như, thế nào, muốn theo em đi gặp mặt ngôi sao hả? Hai mắt Y Phong như làn thu thủy, ánh mắt và gương mặt có vài phần trêu chọc. Vương Tử Quân cảm thấy lục bộp trong lòng, từ sau khi hắn và Liêu An Như đột phá giới túy ẩn, quan hệ giữa hai người xem như nước chảy thành sông. Tuy hai người đều bận rộn công tác, thế nhưng khoảng thời gian bận rộn như vậy cũng không thể làm cho tâm tư của hai người không tăng lên. Tuy Y Phong cũng không biết mối quan hệ tiến triển giữa mình và Liêu An Như, thế nhưng mình và Liêu An Như có quen biết nhau từ trước, điều này không gạt được Y Phong. Lúc này bị Y Phong trách một câu thì Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Vương Tử Quân cuối cùng cũng nhanh chóng che giấu tâm tình, dù sao thì hắn cũng chìm nổi quan trường nhiều năm, tâm lý cũng đã quá cứng chắc rồi. Vương Tử Quân mặc một bộ trang phục trẻ trung, đeo một cặp kính râm giống như một người đàn ông hạnh phúc đang đưa con đi dạo. Hơn nữa trước đó hắn tham gia công tác đều giữ cho mình một mái tóc rất tỉ mỉ, bây giờ lại trải chuốt theo kiểu thanh niên trẻ trung, rất khó có người nhận ra được. Chương 1605, 2, không đi đường tầm thường, dám vì thiên hạ. Giám đốc Y, ngài chạy xe đưa chúng tôi đến khu vui chơi thiếu nhi, nhưng ngài phải đến đón chúng tôi đúng giờ đấy nhé. Vương Tử Quân kéo Tiểu Điềm Đậu leo lên chiếc xe màu đỏ của Y Phong rồi cười hì hì nói. Y Phong không nói gì thế nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào, nếu không phải đang muốn mời Liêu An Như làm người phát ngôn cho công ty của mình, hơn nữa đây lại là lời nhắn nhủ của Tần Hồng Cẩm, thì nàng cũng thật sự rất muốn đi chơi với hai bố con Vương Tử Quân. Xe chạy trong khu dân cư yên tĩnh giống như một con cá đỏ đang bơi lượn trong hồ nước. Thế nhưng khi con cá màu đỏ đi được nửa đường thì phía trước có một đoàn xe chắn kín đường. Vương Tử Quân nhìn về phía kẹt xe rồi cười nói với Y Phong, giám đốc Y, khu dân cư của ngài mà cũng kẹt xe sao? Y Phong lúc này đã dừng xe, nàng thấy Vương Tử Quân dùng giọng chính thức gọi mình là giám đốc Y thì hung hăng véo hắn một cái, sau đó ra vẻ cả giận nói, nếu anh còn nói với em như vậy, em sẽ véo anh. Vương Tử Quân ôm Tiểu Điềm Đậu rồi cười nói, Tiểu Điềm Đậu, mẹ con thẹn quá hóa giận rồi, con nói xem bố có sợ không? Bố là đại anh hùng, sao có thể sợ mẹ thối của con được? Tiểu Điềm Đậu cười khanh khách rồi bày ra bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn nói. Cả nhà trong xe vui vẻ hòa thuận, lúc này bên ngoài lại kẹt xe rất căng. Đặc biệt là Y Phong đã muốn nhanh chóng kết thúc công tác với Liêu An Như. Bây giờ trước mặt kẹt xe không khỏi làm cho sự việc khó thể nào kết thúc nhanh chóng được. Anh gì ơi, khu dân cư của chúng ta sao lại kẹt xe được? Y Phong đi đến gặp một nhân viên bảo vệ rồi khẽ hỏi. Viên bảo vệ có chút bực bội nói, chủ nhà số 4 hôm qua bị người ta chiếm mất chỗ đậu xe, hôm nay anh ấy dừng xe ngoài cổng không cho xe đi qua, nói gì cũng không khuyên nhủ được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của bảo vệ. Hắn thầm nghĩ chỉ có thể đi tắt mà thôi, thế là nói với Y Phong, hay là chúng ta đi bộ ra ngoài bắt xe taxi cũng được. Y Phong bất đắc dĩ đành phải dùng giọng cảm thán nói, người ở nhà số 4 đúng là không có ý thức gì cả. Vương Tử Quân không muốn quan tâm đến những chuyện thế này, hơn nữa bây giờ hắn cũng không muốn vì chút tranh cãi nhỏ mà làm ảnh hưởng đến chuyện lớn của mình. Hắn khẽ an ủi Y Phong, thôi bỏ đi, người ta cũng không phải hướng về phía chúng ta. Nhẫn nhịn một chút là được. Y Phong xuống xe, sau đó bố con Vương Tử Quân cũng rời khỏi xe. Đúng lúc này một người đàn ông hơn 40 tuổi cầm một cục gạch trong tay đập lên chiếc xe Audi đang chắn đường rồi dùng giọng hùng hổ nói, thằng kia, mày chặn xe của ông đập nát xe của mày.
Người đàn ông kia vung gạch đập chiếc xe Audi không khỏi ép người đàn ông cao gầy từ trong chiếc xe chắn đường đi ra, tình hình giống như sắp ẩu đả đến nơi. Lúc này có không ít người đang trầm trồ khen ngợi hành động đập xe của người đàn ông kia. Người kia là ai vậy? Đúng là rất mạnh mẽ. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông kia, hắn cảm thấy có chút quen mắt, thế nhưng lúc này không thể nhớ rõ đó là ai. Y Phong nhíu mày, nàng suy nghĩ giây lát rồi nói, em không biết, thế nhưng người này không thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư này, nếu không em đã biết rồi. Hai vị, trước tiên bớt giận, mọi người đều là hàng xóm, có câu bán bà con xa mua láng giềng gần, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng nên gây chiến. Khi hai người đàn ông bên kia sắp đánh nhau đến nơi, một tên đàn ông mập đi ra giữ lấy tên đàn ông cao gầy, sau đó nói thì thầm với người đàn ông bên kia vài câu. Người đàn ông cao gầy có chút sợ hãi, sau đó nhanh chóng dịch xe ra nơi khác. Lúc này tên đàn ông vừa rồi cầm gạch đập xe nói với tên đàn ông to béo, giám đốc Ngưu, lần này không phải là nể mặt ngài, tôi sẽ cho nó phá sản trong một tháng. Người đàn ông này nói thêm vài câu thì leo lên chiếc Hummer chạy đi như bay, vì xe phía trước đã không còn cản đường thế nên nhiều người leo lên xe chạy đi. Anh bạn, người kia là ai vậy? Khi nhóm người Vương Tử Quân chuẩn bị lên xe thì chợt nghe thấy có một người hỏi bảo vệ. Tên bảo vệ được vài người vây quanh, hắn tỏ ra rất trượng nghĩa, bàn tay kẹp lấy điếu thuốc, miệng cười nói, nghe nói biệt thự số 9 ở khu dân cư này là của giám đốc Thẩm tập đoàn Thần Phương tỉnh Mật Đông. Còn bà nó, có vài người chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh ra tay thu thập. Hèn gì lợi hại như vậy, người kia giống như đã nghe nói về tập đoàn Thần Phương, bây giờ không khỏi lên tiếng cảm thán rồi bỏ đi. Vương Tử Quân căn bản khôn quá quen thuộc khu biệt thự này, thế nhưng hắn cũng biết biệt thự số 9 là đắt nhất nơi đây, ít nhất cũng hơn căn biệt thự của Y Phong 20 triệu. Có thể mua được một căn biệt thự như vậy thì cũng không phải người thường. Hơn nữa giám đốc Thẩm cũng không thường xuyên ở nơi đây, thế nên có thể thấy người này xài tiền không tiếc tay. Thời tiết vào tháng 9 căn bản có gió nhẹ, cũng không quá nóng như những ngày trước, Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đang dùng cơm, hắn cười nói với Tiểu Bảo Nhi, đến trường cần phải nghe lời thầy cô giáo, cũng không được đánh nhau với các bạn học biết không. Tiểu Bảo Nhi vừa ăn vừa gật đầu, Mạc Tiểu Bắc ăn xong đi sang thu dọn sách vở cặp bút rồi dùng giọng không muốn nói. Anh xem mình nói gì kìa, giống như con trai nhà ta thường xuyên gây chuyện vậy. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng càng ngày càng sủng nịnh con của Mạc Tiểu Bắc, hắn đành phải cười cười, cũng không tiếp tục mở miệng dạy bảo con trai. Lúc này hắn đã đến ở trong biệt thự số 4 khu thường ủy tỉnh ủy, Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi vừa mới từ thủ đô đến Mật Đông từ ngày hôm qua. Được rồi, bố biết Tiểu Bảo Nhi là cậu bé tốt. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp, Tiểu Bắc. Bí thư Sầm nói em cứ tùy ý chọn đơn vị trong tỉnh, chỉ cần em không đi đến làm thư ký trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh là được. Em không đi đâu cả, bây giờ ở nhà nấu cơm phục vụ con trai, như vậy lại yên tĩnh hơn. Mạc Tiểu Bắc ngẩng đầu lên bỏ một chai nước rất đẹp vào bên cạnh cặp của Tiểu Bảo Nhi, sau đó nói, Sầm Vật Cương giống như ném cho em một phần nhân tình, giống như em đi đến đâu còn cần ông ấy đồng ý vậy. Vương Tử Quân cũng chỉ cười cười với lời nói của Mạc Tiểu Bắc, cũng không mở miệng mà chỉ lẳng lặng dùng cơm. Khi em đến thì ông nội có nhờ nhắn với anh, đó là nửa năm qua anh làm tốt công tác, vượt qua dự liệu của ông. Ông yêu cầu anh bảo trì trạng thái công tác hiện tại, chỉ cần anh không kiêu ngạo không nóng nảy, như vậy con đường tương lai sẽ rất bằng phẳng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết lời nói của Mạc Lão Gia Tử đều là vàng ngọc. Trong khoảng thời gian công tác sau này hắn thật sự phải chú ý đến những điều kia. Một nhà ba người ăn xong bữa sáng mất 7-8 phút, sau đó Vương Tử Quân béo gương mặt của con trai, lại ôm con đi ra khỏi biệt thự. Lúc này Triệu Hiểu Bạch và lái xe Tiểu Lý đã chờ sẵn ngoài cổng. Chào Chủ tịch Vương, Triệu Hiểu Bạch tiếp nhận cặp văn kiện trong tay của Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng chào hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi vào trong xe. Khi chuẩn bị nói vài lời với Triệu Hiểu Bạch, chợt thấy chiếc xe số 1 của Sầm Vật Cương chậm rãi chạy đến. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn chậm rãi mở cửa sổ xe. Sầm Vật Cương ngồi trong xe giống như cũng cảm ứng được gì đó, cũng hạ cửa sổ xe xuống. Hai người khoát tay với nhau, sau đó hai chiếc xe đi qua nhau. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương, nụ cười trên mặt hắn cũng rất sáng lạn.
Chương 1606, một đến núi nào hát bài ca đó. Chủ tịch Vương, 9 giờ sáng hôm nay Chủ tịch Hải Bắc thành phố rừng mật sẽ đến báo cáo tình huống xây dựng hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao, 10 giờ rưỡi chủ nhiệm từ của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy sẽ đến báo cáo với ngài về phương diện cổ phần hóa tập đoàn Thần Phương. Triệu Hiểu Bạch chờ Vương Tử Quân ngồi lên xe thì bắt đầu báo cáo sắp xếp hôm nay. Sau khi nghe đến tập đoàn Thần Phương thì hai hàng chân mày của Vương Tử Quân nhíu lại, hắn căn bản chỉ biết được bề ngoài của tập đoàn Thần Phương, thế nhưng bây giờ tình hình của tập đoàn Thần Phương đang rất khó khăn, phương diện cổ phần hóa xây dựng lại doanh nghiệp đang được đẩy lên cao độ. Vương Tử Quân lúc đầu cũng không quan tâm đến chuyện này, tuy trước kia tập đoàn Thần Phương phát triển rất tốt, thế nhưng bây giờ là thời điểm kinh tế thị trường, xí nghiệp phá sản cũng không có gì là quá to tát. Những năm gần đây có nhiều xí nghiệp không thích ứng được bầu không khí hiện tại đều phải bị đá ra khỏi lịch sử như sóng cồn đào cát. Nhưng khi nghĩ đến phương diện giám đốc tổng cực kỳ kiêu ngạo kia có căn biệt thự giá vài chục triệu, Vương Tử Quân chợt cảm thấy tập đoàn Thần Phương căn bản không đơn giản như vậy. Sau khi quay lại Mật Đông thì Vương Tử Quân có tâm tư điều tra về tình hình của tập đoàn Thần Phương, thế nhưng cuối cùng hắn lại gác tâm tư này lại. Dù sao khoảng thời gian gần đây hắn có quá nhiều công tác, nếu tiếp tục gây sóng gió thì căn bản là không phù hợp. Nhưng chuyện đời luôn kỳ diệu như vậy, khi mà hắn định tạm thời đặt chuyện này xuống, sự việc lại giống như sóng cồn ùa qua, làm cho người ta khó thể nào ẩn nấp. Chủ tịch Vương, bây giờ ngài có thời gian không? Nếu có thời gian thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương Tử Quân vừa đến phòng làm việc ngồi chưa được 10 phút thì nhận được điện thoại của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương nói năng cực kỳ khách khí. Thế nhưng Vương Tử Quân biết mình không đi qua là không được. Vương Tử Quân mỉm cười đồng ý, sau đó nói với Trương Tề Bảo đang báo cáo công tác với mình, thư ký trưởng Tề Bảo, anh để Chủ tịch Hà thay tôi gặp mặt Chủ tịch Hải Bắc, bây giờ tôi phải đến phòng làm việc của Bí Thư Sầm một chuyến. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi trở thành thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Trương Tề Bảo dù làm việc hay nói chuyện đều cực kỳ trầm ổn. Nếu là những thứ không tất yếu thì hắn sẽ không bao giờ lên tiếng. Biểu hiện này của Trương Tề Bảo làm cho Vương Tử Quân cực kỳ hài lòng, đến đỉnh núi nào hát bài ca đó, điều này là cực kỳ cần thiết. Khi Vương Tử Quân và Trương Tề Bảo đi xuống lầu, đột nhiên điện thoại của Trương Tề Bảo vang lên. Tuy Vương Tử Quân không nói gì thế nhưng Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua màn hình rồi tắt máy. Vương Tử Quân không hỏi nhưng vẻ mặt Trương Tề Bảo có chút biến đổi. Rõ ràng cuộc điện thoại kia làm cho Trương Tề Bảo có chút chấn động. Chào Chủ tịch Vương, khi Vương Tử Quân xuống lầu thì liên tục có người đi qua chào hỏi, càng có nhiều người dừng bước từ xa. Dù Vương Tử Quân có nhìn về phía bọn họ hay không, đám người kia luôn nở nụ cười rạng rỡ. Vương Tử Quân liên tục đáp lại những lời chào hỏi mình, thậm chí hắn còn có thể kêu tên của những nhân viên công tác bình thường, điều này làm cho Trương Tề Bảo cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn là thư ký trưởng nhiều năm, cũng chỉ nhớ hơn phân nửa những cái tên nhân viên công tác trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế nhưng gần đây Trương Tề Bảo lại phát hiện Chủ tịch Vương có thể kêu tên những người mà mình căn bản không có mấy ấn tượng, hơn nữa còn mở miệng hỏi vài câu liên quan đến tình huống công tác. Xem ra mình là thư ký trưởng cũng nên chuẩn bị tăng cường phương diện công tác này. Khi Trương Tề Bảo đang thầm nhắc nhở mình, hắn chợt nghe Vương Tử Quân nói, thư ký trưởng Tề Bảo. Anh đi tìm Chủ tịch Hà đi. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng, sau đó nhìn Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Lúc này hắn lấy điện thoại ra, điện thoại cũng giống như biết được hắn có thời gian, nhanh chóng đổ chuông. Chào Giám đốc Thẩm, vừa rồi tôi đi cùng với Chủ tịch Vương. Trương Tề Bảo chào hỏi bên kia rồi khẽ nói. Tiếng cười của Giám đốc Thẩm thông qua micro càng có thêm vài phần thân mật. Tôi biết rõ thư ký trưởng ngài được Chủ tịch Vương coi trọng, trong mắt tôi thì phương diện thư ký trưởng càng tiến lên một bước là đến nơi rồi. Trương Tề Bảo cười ha ha rồi khẽ nói, Giám đốc Thẩm, tôi còn phải đi đến gặp Chủ tịch Hà một chuyến, nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì chúng ta bàn bạc sau. Ha ha ha, thời gian của thư ký trưởng là rất quý giá, tôi cũng không dám làm chậm trễ ngài. Tôi nghe nói Chủ tịch Vương thăng quan thì có mời người vẽ một bức tranh chữ. Ngài xem có thể giúp tôi đưa cho Chủ tịch Vương được không? Nghe Giám đốc Thẩm thì đó chỉ là một bức tranh chữ, căn bản không có gì đáng giá. Nhưng Trương Tề Bảo là người hiểu rõ Giám đốc Thẩm, người kia không ra tay thì không có vấn đề,
mỗi lần ra tay đều là bất phàm. Trương Tề Bảo đã là người đi theo bên cạnh Vương Tử Quân, hắn tất nhiên không dám có hành động thiếu suy nghĩ ở phương diện này, nhưng cũng không muốn đắc tội một giám đốc thẩm thần thông quảng đại, thế là cười nói, khi nào có thời cơ thích hợp thì tôi sẽ hỏi ý của Chủ tịch Vương. Ha ha, vậy thì làm phiền thư ký trưởng rồi. Trương Tề Bảo cúp điện thoại mà khẽ nhíu mày, hắn nhìn bầu trời bao la, cuối cùng không nhịn được thở dài một hơi. Khi Trương Tề Bảo tiếp điện thoại thì Vương Tử Quân đã đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương không một bóng người, bí thư Sầm giống như đang đặc biệt chờ hắn đi đến. Chủ tịch Tử Quân, hai ngày trước tôi có đi khảo sát xí nghiệp thuốc lá Yên Vân trong tỉnh, bọn họ đưa cho tôi một loại thuốc sắp cho ra thị trường, ý là trưng cầu ý kiến của tôi. Anh cũng nếm thử xem, để xem bọn họ còn có gì cần cải tiến nữa không. Sầm Vật Cương chờ Vương Tử Quân ngồi xuống rồi đưa ra một gói thuốc. Sầm Vật Cương rút một điếu châm lửa hít vào một hơi rồi nói, bí thư Sầm, thuốc này làm cho tôi sinh ra cảm giác như thuốc Yên Vân, thế nhưng hương vị lại có vẻ thuần hơn. Thuốc lá Yên Vân là nhãn hiệu đại chúng ở tỉnh Mật Đông, một gói giá 10 đồng, tuy không quá đắt nhưng lại được tiêu thụ số lượng lớn, thế nên công ty liên tục tăng trưởng. Chủ tịch Tử Quân đúng là người hút thuốc chuyên nghiệp. Mới đó đã nói đến đúng trọng điểm. Đây là thuốc lá Yên Vân, chỉ là có chút điều chỉnh ở phương diện hương vị mà thôi. Sầm Vật Cương nói rồi châm một điếu, công ty thuốc lá Yên Vân chuẩn bị nắm lấy nhãn hiệu mới này để mở rộng kinh doanh ở các tỉnh thành khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến gì ở phương diện này. Sầm Vật Cương cũng không dây dưa nhiều ở sự kiện này, lão nói đến hội nghị quan tâm đến công nhân lao động từ bên ngoài. Hội nghị lần này đã được định thời gian, cấp bậc lãnh đạo chủ trì hội nghị càng cho thấy sự coi trọng của thượng cấp với công tác lần này. Chủ tịch Tử Quân, lần này anh phải là người phát biểu ở hội nghị, anh cần phải chuẩn bị cho tốt, chúng ta phải tổng kết kinh nghiệm công tác trong thời gian qua, hơn nữa còn phải làm cho những hoạt động sau này được thăng hoa. Sầm Vật Cương gạt tàn thuốc rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Là một người đại biểu cho tỉnh Mật Đông lên tiếng thì tất nhiên là cơ hội tốt để làm nổi bật tâm tư nhân vật, không phải chuyện gì yếu kém. Trong hội nghị này chỉ có hai người ở Mật Đông có thể đứng lên phát biểu, một là Vương Tử Quân, người còn lại là Sầm Vật Cương. Bây giờ Sầm Vật Cương nói như vậy là muốn ném chuyện này cho Vương Tử Quân, sau khi Vương Tử Quân từ chối hai câu thì cũng nhận trọng trách. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, thế là trong lòng không khỏi sinh ra chút buồn bực. Cũng không phải lão không thoải mái vì ném cơ hội cho Vương Tử Quân, vì lão có lên tiếng cũng không níu kéo được thêm vài phần danh dự nào. Dù sao thì Vương Tử Quân là người thực hiện công tác này, Sầm Vật Cương dù ra mặt có dày thế nào cũng không thể tiến lên đoạt công của người ta. Vừa rồi lão lên tiếng xem như rộng lượng, thế nhưng thực tế lại có chút xấu hổ. Cộng tác với một người trợ thủ như vậy là áp lực quá lớn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Sầm Vật Cương chợt khẽ cười nói, Tử Quân, tôi tin tưởng vào năng lực công tác của anh cứ yên tâm thực hiện công tác, tôi sẽ chú trọng giúp đỡ anh. Sầm Vật Cương nói đến đây thì lấy từ trong hộc bàn ra một phần văn kiện đưa cho Vương Tử Quân, Tử Quân, anh xem qua phong thư này đi. Chương 1607, một nhận cái vuốt mông ngựa của anh. Vương Tử Quân nhìn qua văn kiện mà không khỏi nhíu mày, đây là một đơn thư tố cáo về tập đoàn Thần Phương. Nội dung bên trong ghi rõ ràng là lãnh đạo tập đoàn Thần Phương tham ô hối lộ, tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt tài sản nhà nước ở tập đoàn Thần Phương. Vương Tử Quân nhìn qua bức thư tố cáo và cảm thấy có vài phần đáng tin cậy. Ví dụ như phương diện con đường nhập hàng của tập đoàn Thần Phương, giá cả linh kiện cao hơn 10% so với những công ty khác, hơn nữa chất lượng còn không được đảm bảo. Thậm chí có tình huống một xe nguyên liệu được ghi vào sổ sách hai lần. Thời gian và địa điểm là rất rõ ràng. Chỉ là sau phong thư tố cáo chỉ ghi là một công nhân viên chức, đây thư tố cáo nặc danh, người tố cáo cần được bảo vệ. Vương Tử Quân xem hết bức thư thì thầm nghĩ vì sao bây giờ Sầm Vật Cương lại cho mình xem thứ này. Bình thường thì công tác chống tham nhũng hối lộ đều do Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy xét xử, chính mình là chủ tịch tỉnh, căn bản không thể cho ra ý kiến xác định ở sự việc này. Lúc này Sầm Vật Cương đưa cho mình mà không phải là đưa cho bí thư Khang Tắc Chính, có ý nghĩa gì? Điều này đáng giá cho người ta nghiền ngẫm. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói, Chủ tịch Tử Quân,
gần đây đang tiến hành cổ phần hóa tập đoàn Thần Phương, chúng ta nên cổ phần hóa như thế nào, có tồn tại hiện trạng tham ô tài sản nhà nước hay không, điều này còn chưa quá rõ ràng. Nếu muốn đảm bảo tài sản quốc hữu không bị xói mòn, chỉ có thể bắt tay vào công tác cổ phần hóa. Tôi hy vọng phía Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có thể ra tay cẩn thận, điều tra rõ vấn đề, tìm được phương hướng giải quyết. Chúng ta cần thông qua sự kiện cổ phần hóa lần này để đưa tập đoàn Thần Phương thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Sầm Vật Cương nói dù đều là đưa ra vài yêu cầu với phương diện cổ phần hóa tập đoàn Thần Phương, thế nhưng Vương Tử Quân nghe vào trong tai lại cảm thấy điều mà Sầm Vật Cương coi trọng không phải là vài chữ kia. Hắn biết Sầm Vật Cương đang thông qua trò này để giao công tác cổ phần hóa tập đoàn Thần Phương vào tay mình. Vương Tử Quân có không nhiều tiếp xúc với tập đoàn Thần Phương, thế nhưng hắn cảm thấy công ty này có vấn đề. Lúc này Sầm Vật Cương giao cho mình, rõ ràng là có tính toán. Tập đoàn Thần Phương là doanh nghiệp lớn trong tỉnh, khi xí nghiệp này đổ vỡ thì có bao nhiêu người chiếm được tiện nghi? Đây là một câu hỏi khó, thế nhưng lại cho ra một kết quả sợ hãi. Nếu sự việc này bị đâm chọc, tuy sẽ làm cho một số người tan thành mây khói, thế nhưng người xuyên phá sự việc sẽ là mục tiêu làm cho người ta ghen ghét. Thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương là chuyện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vương Tử Quân biết mình không từ chối được. Vương Tử Quân biết mình không thoát được nhiệm vụ của Sầm Vật Cương, cũng không thể chối từ. Hắn nâng ly nước lên uống một ngụm rồi mới nói, Bí thư Sầm, tôi nhất định sẽ cho người nắm chặt hạng mục này. Khi trò chuyện thì Sầm Vật Cương luôn quan sát gương mặt Vương Tử Quân, lão muốn nhìn rõ thái độ của Vương Tử Quân trong sự kiện này. Nhưng phản ứng của Vương Tử Quân làm cho lão có chút thất lạc, vì nhìn vào gương mặt của Vương Tử Quân thì không có bất kỳ dấu hiệu gì để cho ra kết luận nào khác. Người trẻ tuổi này căn bản là vui buồn không biểu hiện ra bên ngoài, bây giờ lại càng thêm trưởng thành hơn. Sầm Vật Cương thầm cảm khái thế nhưng lại không thể không trầm giọng nói, Chủ tịch Tử Quân. Chuyện này cần phải làm tốt, nếu như chúng ta để cho hiện tượng xói mòn tài sản quốc hữu diễn ra, như vậy chính quyền tỉnh Mật Đông sẽ đối mặt với nhiều vấn đề khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận lời nói của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Tuy hắn không biết rõ ngày nhận được đơn tố cáo, thế nhưng hắn nhìn vào đơn tố cáo, biết lá đơn này mới viết gần đây mà thôi. Bây giờ Sầm Vật Cương có thể lấy ra một tờ đơn như vậy, căn bản đã biểu đạt ý nghĩ quá rõ ràng. Nhưng sự việc này được Sầm Vật Cương làm đường đường chính chính, Vương Tử Quân cũng không thể nào phản đối được. Người này ra tay thật sự rất cay độc, Vương Tử Quân thầm nói một tiếng, hắn mỉm cười đi về phía phòng làm việc của mình. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc, chủ nhiệm Từ Thành Kha của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy ngồi nghiêm chỉnh trước mặt hắn. Từ Thành Kha năm nay hơn 50 tuổi, đầu hói, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác rất bình ổn. Người này là lãnh đạo đứng đầu Ủy ban Cải cách tỉnh ủy, căn bản cũng là một nhân vật có thực quyền ở Mật Đông. Chủ tịch Vương, các đồng chí ở Ủy ban Cải cách chúng tôi luôn trông mong ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác. Từ Thành Kha căn bản rất cung kính với Vương Tử Quân, hắn hơi nghiêng người về phía trước, giống như chỉ như vậy mới có thể nói chuyện rõ ràng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, gần đây tôi khá bận, chờ khi nào sắp xếp xong thì sẽ đến tham quan Ủy ban Cải cách. Tôi nghe nói gần đây Ủy ban Cải cách tỉnh ủy công tác rất tốt. Chủ tịch Vương, sau khi tôi về sẽ truyền đạt lời khen ngợi của ngài, tôi tin tưởng các đồng chí Ủy ban Cải cách biết ngài quan tâm đến công tác của mình, nhất định sẽ càng có niềm tin trong công tác sau này. Từ Thành Kha nói rồi tiếp tục, nửa tháng gần đây Ủy ban Cải cách chúng tôi chăm chú chứng thực quyết sách của tỉnh. Tiến hành công tác thống kê với người lao động đến từ bên ngoài, xâm nhập quần chúng để biết được cuộc sống và công tác của bọn họ khó khăn thế nào, đồng thời đối với những chuyện có thể giải quyết ngay, chúng tôi không bao giờ để thời gian kéo dài. Đối với những chuyện khó thể giải quyết, chúng tôi lập sổ sách để quản lý, đảm bảo sau một thời gian sẽ giải quyết dứt điểm. Vì giải quyết vấn đề học tập của con em lao động đến từ bên ngoài, tập đoàn Thần Phương càng cầm đầu vài doanh nghiệp tiến hành bơm tiền cho các trường tiểu học. Thông qua thủ đoạn chiêu sinh mở rộng mà cống hiến lực lượng của mình đáp ứng quyết sách của chính quyền. Vương Tử Quân nhìn Từ Thành Kha, thầm nghĩ người này căn bản đã có nhiều chuẩn bị khi đến báo cáo với mình. Hắn vốn có chút vui mừng, thế nhưng khi nghe Từ Thành Kha báo cáo có liên quan đến tập đoàn Thần Phương, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút lộp bộp.
Tuy Từ Thành Kha căn bản còn chưa báo cáo ý nghĩ về phương diện thay đổi chế độ ở tập đoàn Thần Phương, thế nhưng Vương Tử Quân trên cơ bản đã xác định được lập trường của vị chủ nhiệm ủy ban cải cách này là gì. Chương 1607, 2, nhận cái vuốt mông ngựa của anh. Chỉ là Vương Tử Quân căn bản có lòng dạ rất sâu, hắn vẫn bình tĩnh nói, chủ nhiệm Từ, nếu như anh không nói thì tôi còn không biết ủy ban cải cách lại có nhiều công tác như vậy, mà làm việc thì không nên không công, tôi cảm thấy nên tuyên truyền đúng chỗ một chút. Các vị lãnh đạo khôn phải đã nói rồi sao? Nhiều khi chúng ta cần ngẩng đầu đi đường mà không phải cứ vùi đầu kéo xe, nhiều khi cũng phải loa lên vang trời. Tôi thấy hay là thế này, tôi sẽ cho người của đài truyền hình đến thăm thú ủy ban cải cách, sẽ tổng kết những công tác trọng điểm của các anh, để làm gương thúc đẩy công tác của các đơn vị khác. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho Từ Thành Kha thật sự vui mừng, hắn lớn tiếng nói, Chủ tịch Vương, có được sự giúp đỡ của ngài thì nhất định toàn thể cán bộ của ủy ban cải cách sẽ ngày càng tích cực công tác. Mong Chủ tịch Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đề cao thái độ nắm bắt công tác, tuyệt đối không làm cho Chủ tịch mất mặt. Sau khi nói thêm vài câu thì khoảng cách giữa hai người tiếp cận hơn một chút, Vương Tử Quân cũng không nhanh chóng bàn công tác, hắn hỏi Từ Thành Kha những chuyện liên quan đến cuộc sống. Tuy hai người nói chuyện không có gì quan trọng, thế nhưng lại đại biểu cho quan hệ hai người được nối gần hơn. Khi Từ Thành Kha nói rằng tối nay ủy ban cải cách sẽ tổ chức tiệc mừng, Vương Tử Quân khoát tay nói, mọi người có nhiều cơ hội gặp mặt nhau, hôm nay tôi vừa mới đưa con đến trường, còn có một vài việc cần xử lý, việc này chúng ta để sau hãng nói. Đúng rồi, hôm nay anh đến báo cáo về chuyện của tập đoàn Thần Phương, rốt cuộc là tập đoàn Thần Phương có tình huống gì? Vì sao lại xuất hiện hiện tượng lỗ lã nhiều năm như vậy? Sau khi nghe Vương Tử Quân hỏi về tập đoàn Thần Phương thì gương mặt Từ Thành Kha có vài phần khổ sở, Chủ tịch Vương. Tập đoàn Thần Phương là xí nghiệp trọng điểm của tỉnh, trước đây vài năm khi đang phát triển huy hoàng thì chủ yếu sản xuất hàng điện tử, nổi tiếng trong nước, đã cho ra nhiều cống hiến không nhỏ với sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Nhưng bây giờ kinh tế thị trường cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, đặc biệt là ở phương diện sản xuất hàng điện gia dụng thì càng mãnh liệt hơn. Tuy tập đoàn Thần Phương tiến hành nhiều cải cách, cũng thay đổi cách thức kinh doanh, thế nhưng vẫn không theo kịp tiến độ thị trường. Năm ngoái tập đoàn này lỗ hơn 500 triệu, bây giờ đã vay nợ ngân hàng hơn 2 tỷ, căn bản không thể nào trả được nợ. Vương Tử Quân lẳng lặng nghe Từ Thành Kha báo cáo tình huống, sau đó liên tục ghi lại trên giấy. Sau khi Từ Thành Kha đưa một phần văn kiện về việc tập đoàn Thần Phương yêu cầu phá sản, hắn mới mở miệng nói, ủy ban cải cách các anh có thái độ gì với tập đoàn Thần Phương? Cứu vãn, từ lúc bắt đầu thì thái độ của chúng tôi đã rất rõ ràng. Đó là cứu vãn doanh nghiệp đã cho ra nhiều cống hiến lớn đến sự nghiệp phát triển của tỉnh, làm cô tỉnh nhà thêm kiêu ngạo. Thế nhưng sau nhiều lần đầu tư, kết quả cuối cùng căn bản không được như ước nguyện, bây giờ ngân hàng chỉ cần nghe nói tập đoàn Thần Phương muốn vay nợ thì căn bản không có khả năng đàm phán được nữa. Chủ tịch Phương, ủy ban cải cách chúng tôi cũng có trách nhiệm trong sự kiện này, thế nhưng bây giờ truy cứu trách nhiệm không phải là vấn đề cấp bách. Quan trọng chính là vấn đề sinh tồn của hơn 20.000 công nhân viên chức của tập đoàn Thần Phương, vì đã 3 tháng rồi tập đoàn này còn chưa phát lương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi thêm, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đối phương. Từ Thành Kha khẽ lên tiếng dưới ánh mắt nghi ngờ của Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, vài ngày trước chúng tôi đã mời một vài chuyên gia trong ngoài nước tiến hành hội chuẩn về vấn đề của tập đoàn Thần Phương. Ý kiến của các chuyên gia chính là bây giờ tập đoàn Thần Phương chỉ còn một con đường, đó là phá sản thay đổi chế độ. Chỉ thông qua thay đổi chế độ thì tập đoàn Thần Phương mới có thể đứng lên một lần nữa. Phá sản thay đổi chế độ. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống mặt bàn rồi thản nhiên nói, các anh cảm thấy thay đổi chế độ chính là con đường tốt nhất của tập đoàn Thần Phương vào lúc này, thế nhưng các anh có phương án nào cho sự kiện này không? Từ Thành Kha nhìn gương mặt của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra cảm giác e ngại, hắn thầm an ủi chính mình có gì phải sợ. Vương Tử Quân là người mới đến, cũng chỉ biết những gì mình cung cấp cho mà thôi. Từ Thành Kha an ủi như vậy thế nhưng mở miệng lại càng thêm chú ý, hắn khẽ đưa tài liệu cho Vương Tử Quân, sau đó nói, nếu tập đoàn Thần Phương muốn thay đổi chế độ thành công, cần phải tách tài sản và số nợ ra. Chỉ như vậy thì mới có thể làm cho tập đoàn Thần Phương mang giáp nhẹ ra trận mà thôi. Vương Tử Quân cũng không xem tài liệu mà nhìn đồng hồ trên tường,
sau đó trầm giọng nói với Từ Thành Kha, chủ nhiệm Từ, hôm nay nói đến đây thôi, tôi sẽ xem qua tất cả tài liệu rồi mới bàn lại. Chủ tịch Vương, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ nghe theo lời kêu gọi của ngài. Từ Thành Kha định làm kiểm điểm về chuyện tập đoàn Thần Phương, bây giờ hắn khôi phục lại gương mặt vui vẻ, hắn khẽ nói, chủ tịch Vương, ủy ban cải cách chúng tôi là người phụ trách với các xí nghiệp trong tỉnh, bọn họ đều có yêu cầu muốn gặp mặt ngài. Bọn họ biết ngài là chuyên gia trong lĩnh vực phát triển kinh tế, bọn họ muốn ngài giúp đỡ bọn họ cho ra một quy hoạch phát triển tốt hơn. Vương Tử Quân cười ha hả xem như tiếp nhận câu nói nịnh hót của Từ Thành Kha. Sau khi Từ Thành Kha rời đi thì Vương Tử Quân bắt đầu xem xét phương án thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương, vì tập đoàn Thần Phương không gắn nợ, thế nên muốn tách nợ và tài sản doanh nghiệp. Như vậy sẽ có thể đảm bảo công tác của tập đoàn Thần Phương, có thể làm cho tập đoàn Thần Phương có được ưu đãi nhất định. Vương Tử Quân xem ra phương án này cũng được viết ra rất quy củ, thế nhưng bộ dạng khí phái của giám đốc Thẩm tập đoàn Thần Phương giống như cái gai trong lòng hắn. Hơn nữa bây giờ Sầm Vật Cương giao nhiệm vụ này cho hắn, hắn căn bản không có ý nghĩ gì tốt. Trong đầu liên tục lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân đặt tài liệu lên bàn. Đúng lúc này Triệu Hiểu Bạch gõ cửa đi vào, hắn giúp Vương Tử Quân châm thêm trà rồi cười nói, chủ tịch, vừa rồi hội trưởng Trần hội doanh nghiệp tỉnh Mật Đông có gọi điện thoại đến, hỏi xem ngài có thời gian hay không, bọn họ đang mở tiệc trưa, muốn mời ngài sang cổ vũ một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn cũng không tỏ thái độ, chỉ trầm giọng hỏi Triệu Hiểu Bạch, Hiểu Bạch, cậu là người tỉnh Mật Đông, cậu có biết tình huống của tập đoàn Thần Phương hay không? Tập đoàn Thần Phương, Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát rồi mới nói, chủ tịch Phương, nhà tôi căn bản ít liên hệ với các xí nghiệp, cũng không hiểu rõ ràng về tình hình của tập đoàn Thần Phương, nhưng tôi nghe người ta nói giám đốc Thẩm Vạn Quân của tập đoàn Thần Phương là người rất bá đạo. Bá đạo, Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Sau đó rơi vào trầm ngâm. Chương 1608, đuổi hổ nuốt sói, giá họa Giang Đông. Tuy Vương Tử Quân chuẩn bị về nhà dùng cơm với con trai Tiểu Bảo Nhi, thế nhưng bất đắc dĩ là kế hoạch luôn thay đổi. Khi hắn chuẩn bị dọn đồ đạc về nhà dùng cơm, hắn nhận được điện thoại của một người quen ở thủ đô. Nói là người quen nhưng thật ra Vương Tử Quân cũng không quá quen thuộc người này, chỉ là ông cụ nhà kia có kết giao với Mạc Gia và nhà hắn. Cho nên bây giờ giống như cũng không phải người ngoài. Khi người kia gọi điện thoại mời cơm thì Vương Tử Quân còn đang chuẩn bị dùng danh nghĩa bận rộn công tác để từ chối, thế nhưng hắn còn chưa nói ra lý do này thì người kia đã cười nói, cậu Tử Quân, trước khi tôi gọi điện thoại đã nghe ngóng sắp xếp hôm nay của cậu, thế nên tôi từ thủ đô xa xôi đến rừng mật, cậu dù thế nào cũng phải đưa tôi đi đón gió tẩy trần chứ. Đạo A Lý đối nhân xử thế luôn làm cho người ta khó thể nào kháng cự được. Người ta từ nơi xa đến Mật Đông, nếu như anh không lộ mặt thì cũng không nên. Dù là mình và đối phương có quan hệ bình thường, thế nhưng phương diện giao tình cũng ép hắn phải bận tâm. Được rồi, tối nay hai bên đến khách sạn Thịnh Thế, chúng ta cùng uống vài ly. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười ha hả nói. Khách sạn Thịnh Thế thì có gì ngon, hơn nữa tôi cũng không phải khách mà Mật Đông cần mời. Nếu ông cụ nhà tôi biết tôi đến đây làm cậu thêm phiền toái, tôi sẽ bị chặt chân mất. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng bên phía trường nhạc cung, cậu chỉ cần đi đến là được. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn chợt nhíu mày. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó định gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. Cung chỉ là một bữa cơm, nếu như có mưu đồ khác, trong phương diện chính sách thì không có vấn đề, nếu liên quan đến tình huống gì khác. Cứ làm việc theo nguyên tắc là được, cũng đừng trách mình làm gì. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn bắt đầu xem văn kiện. Khi hắn xem được nửa phút thì Trương Tề Bảo đi đến. Chủ tịch Vương, đây là bản thảo của hội nghị công nhân lao động đến từ bên ngoài mà ngài quan tâm, mong ngài nhìn qua một chút. Trương Tề Bảo đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó đưa bản thảo trong tay cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận bản thảo cũng không xem ngay. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, anh có cái nhìn thế nào về tập đoàn Thần Phương? Trương Tề Bảo chợt sững sờ, Vương Tử Quân tuy hỏi không rõ ràng nhưng càng như vậy thì càng không dễ trả lời. Dù sao thì lãnh đạo mở miệng nếu không nói rõ vấn đề thì càng làm cho người ta phải cân não. Vì trước khi chưa tìm hiểu được ý đồ của lãnh đạo mà mở miệng thì sẽ rơi vào mối nguy hiểm họa từ trong miệng mà ra. Nếu mình nói nhiều hơn thì không hay.
nói ít cũng không hay, cũng khó thể nào cung cấp đủ thông tin cần thiết cho lãnh đạo. Vì vậy Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, vài năm trước tập đoàn Thần Phương còn phát triển huy hoàng, thế nhưng gần đây càng ngày càng sa sút. Giám đốc Thẩm Vạn Quân là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, có quan hệ không tệ với nhiều lãnh đạo. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, bộ dạng cực kỳ bình tĩnh. Trương Tề Bảo nhìn biểu hiện này của Vương Tử Quân, hắn cắn răng nói, đồng thời tôi còn nghe nói bây giờ con đường nhập hàng và tiêu thụ của tập đoàn Thần Phương gần đây chủ yếu ở vài công ty khác, mà những công ty này đều rất có bối cảnh. Vài công ty, Vương Tử Quân có chút nhíu mày, hắn đã nhận ra ý nghĩa của những lời nói này. Lợi ích của một tập đoàn được hình thành nói dễ dàng thì dễ dàng, nhưng chỉ cần có lợi ích giống nhau thì có thể hình thành tập đoàn. Với những gì Vương Tử Quân cảm nhận về Thẩm Vạn Quân, người này có thể chủ động đẩy lợi ích lớn nhất ra, tuyệt đối không là kẻ bình thường. Tập đoàn Thần Phương thật sự đã đến mức không thể cứu vãn được nữa sao? Vương Tử Quân nâng ly nước trong tay lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt chăm chú của Vương Tử Quân, hắn có chút do dự, sau đó cắn răng nói, Chủ tịch Vương, tôi không thể nói rõ tập đoàn Thần Phương bây giờ đã đến trình độ nào. Thế nhưng tôi biết vài công ty làm nguồn cung hàng cho tập đoàn Thần Phương bây giờ đều đã phát tài lớn. Trương Tề Bảo nói đến đây thì nhìn mặt Vương Tử Quân rồi nói tiếp, trong số những công ty cung cấp hàng cho tập đoàn Thần Phương, nổi tiếng nhất chính là công ty Hạo Vũ Liên Hợp. Trên danh nghĩa thì người làm chủ công ty Hạo Vũ Liên Hợp là Trần Bác, thế nhưng ông chủ thực tế chính là Thính Lưu Duệ. Vương Tử Quân thật sự chưa từng nghe nói qua về Thính Lưu Duệ. Thế nhưng chỉ sau nháy mắt đã nghĩ đến vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành là người cả đời công tác ở tỉnh Mật Đông, liên tục phát triển đến vị trí hiện tại. Tuy bây giờ người ta đã mặc kệ mọi chuyện, thế nhưng có nhiều người ở vị trí quan trọng trong tỉnh Mật Đông vào lúc này là thuộc hạ ngày xưa của Thịnh Giáp Thành. Hơn nữa Thịnh Giáp Thành là người địa phương Mật Đông, không dám cam đoan có người ủng hộ, nhưng ít nhất cũng phải là người có lực ảnh hưởng rất lớn. Một loạt ý nghĩ lóe lên, Vương Tử Quân trầm giọng nói với Trương Tề Bảo, anh xem xét thật chặt sự kiện thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương, lúc này tỉnh ủy giao nhiệm vụ này cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Sầm đã nói rất rõ ràng, không những phải làm cho tập đoàn Thần Phương có tương lai phát triển tốt hơn, càng phải ngăn chặn tình huống xói mòn tài sản quốc hữu, vì vậy anh nên cân nhắc chuyện này cho tốt. Vẻ mặt Trương Tề Bảo chợt biến đổi, hắn là người công tác nhiều năm ở Mật Đông. Hắn biết rõ chuyện này không thể làm tốt được. Chủ tịch, Bí thư Sầm lúc đi vào tỉnh Mật Đông cũng có ý nghĩ điều chỉnh vị trí của tập đoàn Thần Phương. Khi đó Bí thư Sầm đã cách chức Tổng Giám đốc Thẩm Vạn Quân xuống Bí thư Đảng ủy khối cơ quan, sau đó cho một nhân tài vừa du học nước ngoài quay về làm Tổng Giám đốc. Trương Tề Bảo nói đến đây thì dừng lại suy tư một lát, nhưng người kia mới làm Tổng Giám đốc tập đoàn Thần Phương được 3 tháng thì đã bị tố cáo đầy trời. Nghe nói trước khi mất chức còn phải đi gặp phòng giám sát tỉnh Mật Đông vài lượt, thiếu chút nữa thì phải vướng vào lao lý. Từ sau sự kiện kia thì Thẩm Vạn Quân tiếp tục là người chủ trì công tác của tập đoàn Thần Phương, Bí thư Sầm cũng không tiếp tục quan tâm đến chuyện của tập đoàn Thần Phương nữa. Trương Tề Bảo nói làm cho hai mắt Vương Tử Quân híp lại. Sầm Vật Cương là người cường thế, điều này Vương Tử Quân hiểu rất rõ, thế nhưng Sầm Vật Cương lại thỏa hiệp ở sự kiện này. Có thể thấy Bí thư Sầm đã chịu bao nhiêu áp lực. Càng như vậy thì Sầm Vật Cương càng biết sự việc nguy hiểm thế nào, nhưng bây giờ đối phương trực tiếp đẩy cho mình, không phải là chơi trò đuổi hổ nuốt sói sao? Đuổi hổ nuốt sói, bây giờ Vương Tử Quân chỉ có hai lựa chọn, một là đứng thẳng người nghiêm khắc tỏa trấn công tác thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương, một lựa chọn khác chính là tỏ ra biết thời biết thế, liên thủ với thế lực mà Sầm Vật Cương rất cố kỵ kia. Nhiều minh hữu là chuyện tốt, hơn nữa còn là một minh hữu với thế lực hùng hậu, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Sầm Vật Cương sao lại giao chuyện này cho mình. Không phải thấy tập đoàn Thần Phương kia có tai họa ngầm quá lớn, nếu như mình không cẩn thận thì sẽ bị liên lụy vào sự kiện này của tập đoàn Thần Phương sao? Có những con đường mà mình tuyệt đối không thể đi nhầm. Chương 1609, một kéo dài một chút, chờ một chút. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân lúc này càng thêm bội phục thủ đoạn của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương này ra tay làm cho người ta nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng người ta có rõ ràng thì vẫn rơi vào trong kế hoạch của lão. Dù là Vương Tử Quân nhìn thấy rõ ràng nhưng muốn phá căn bản là quá khó.
Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt trầm tư của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy ngài nên cho một vị phó chủ tịch chuyên trách phụ trách nhiệm vụ này, ví dụ như Chủ tịch Cố. Anh ấy là người có năng lực công tác mạnh mẽ, lại là phó chủ tịch nắm công tác của Ủy ban Cải cách, nếu để cho Chủ tịch Cố làm tổ trưởng tổ công tác, như vậy sẽ là cực kỳ phù hợp, còn là tận dụng nhân tài. Vương Tử Quân khẽ gõ lên mặt bàn, lời đề nghị của Trương Tề Bảo có thể nói là đơn giản và hiệu quả nhất. Dù sao thì Cố Tắc Phiêm là thủ hạ cấp dưới của Vương Tử Quân, nếu như đẩy xuống thì Cố Tắc Phiêm không thể không tiếp chiêu. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn cười nói, chuyện này để nói sau, cũng không còn sớm nữa, nếu không có việc gì gấp thì chúng ta tan tầm thôi. Vương Tử Quân ngồi trên xe của mình, hắn nghĩ về lời đề nghị vừa rồi của Trương Tề Bảo. Nếu như đẩy sự việc này cho Cố Tắc Phiêm, như vậy dù có chuyện gì xảy ra thì Cố Tắc Phiêm sẽ là người chịu trách nhiệm chủ yếu. Nhưng Vương Tử Quân không tin được Cố Tắc Phiêm, nếu như Cố Tắc Phiêm có liên hệ với Thẩm Vạn Quân, như vậy sẽ cho ra kết quả khó tưởng. Một khi sự việc phát sinh, Vương Tử Quân làm người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hơn nữa ngoài phương diện trách nhiệm thì Vương Tử Quân còn có một lý do chính mình kiên trì đảm đương sự việc này. Đó là hắn không biết thì không sao, thế nhưng bây giờ hắn đã biết, hắn sẽ tuyệt đối không để cho tình trạng sói mòn tài sản quốc hữu xuất hiện. Vương Tử Quân sờ lên mặt mình rồi nở nụ cười khổ, nhưng khi đi đến Trường Nhạc Cung thì nụ cười trên mặt hắn rất sáng lạn. Chủ tịch Tử Quân, ngài thật sự rất đúng giờ, không sớm cũng không muộn. La Bình thấy Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng mỉm cười tiến lên đón chào. La Bình hơn 40 tuổi. Gương mặt bảo dưỡng cực kỳ tốt, điều này làm cho hắn nhìn qua giống như chỉ hơn 30 tuổi một chút mà thôi. Vương Tử Quân không có tiếp xúc nhiều với người này, thế nhưng lại hiểu rõ giao tình của người này với người nhà mình. Đây là nhóm người đầu tiên chạy đi phát triển kinh tế, tuy vì ánh mắt cách cục mà không kiếm được nhiều tiền, thế nhưng cũng là một nhân sĩ thành công. Khi Vương Tử Quân bắt tay với La Binh, hắn nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt người này. Khi đó hắn có thân phận là con rể của Mạc Gia. La Bình có vai vế tương đồng với Mạc Đông Tường, thế nên khi bắt tay có nói với mình vài câu ôn hòa, nội dung của nó không gì ngoài phương diện động viên khuyến khích. Bây giờ sau nhiều năm thì La Bình không có gì thay đổi quá lớn, nhưng thái độ lại thay đổi rất nhiều. Vương Tử Quân bắt tay với La Bình rồi nói, anh đến Mật Đông thì tôi là địa chủ phải mời anh, thế nhưng lại bị anh cướp mất, xem ra sau này tôi phải tìm cách tu bổ mới được. La Bình đối mặt với Vương Tử Quân cũng cực kỳ cảm khái, dù sao năm xưa Vương Tử Quân cũng chỉ là một vị phó chủ tịch huyện mà mình không thèm quan tâm, thế nhưng bây giờ đã là chủ tịch một tỉnh, chênh lệch này không khỏi làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn. Chủ tịch Vương, đây không phải chỗ nói chuyện, mời ngài vào trong. La Bình nói rồi cố ý đi sau Vương Tử Quân nửa bước. Khách sạn Trường Nhạc Cung được xây dựng theo phong cách cổ, ngay cả nhân viên lễ tân cũng ăn mặc trang phục cổ. Nhân viên phục vụ thì mặc váy dài, đi lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất đẹp đẽ. Vương Tử Quân được La Bình đưa đến phòng mới phát hiện bên trong cũng không phải không có người nào. Khi hắn đi vào thì có 4-5 người đang trò chuyện bên trong, thấy Vương Tử Quân thì những người này đều đứng lên. Chào Chủ tịch Vương, người đứng đầu nhìn thấy Vương Tử Quân thì mở miệng chào hỏi. Vương Tử Quân phát hiện người này không xa lạ gì, chính là chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy Từ Thành Kha. Nhưng nếu so sánh với Từ Thành Kha thì Vương Tử Quân càng có vài phần khiếp sợ vì trong số những người này có cả Thẩm Vạn Quân. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Thẩm Vạn Quân, người kia cũng nhanh chóng lên tiếng, chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đưa mắt nhìn La Bình. Lúc này La Bình cẩn thận lên tiếng dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, tôi đến Mật Đông và có vài người bạn rủ đi đón gió tẩy trần, tôi thầm nghĩ ngài cũng không xa lạ gì bọn họ. Thế cho nên mới gọi cả bọn họ đến đây. La Bình mặc dù đã sớm có chuẩn bị những lời như thế này, nhưng bây giờ hắn ở bên dưới ánh mắt chăm chú của Vương Tử Quân, lại cảm thấy hành vi của mình giống như là tự tiện làm chủ, giống như bất kính với Vương Tử Quân. Ngay cả giọng điệu giải thích cũng có chút rối ren mềm mại. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lúc này người ta đã đến, hắn có quyền lợi phất tay áo bỏ đi. Thế nhưng cũng không muốn vì chuyện nhỏ thế này mà đắc tội với tất cả mọi người. Chủ nhiệm Từ cũng đến đấy à, mời ngồi. Vương Tử Quân bắt chuyện với Từ Thành Kha, sau đó ngồi xuống vị trí của mình.
Tự Thành Kha cười hì hì, hắn cũng không nói lời nào, nhưng vẻ mặt của La Binh rõ ràng là không tốt. Bây giờ Vương Tử Quân không để cho La Binh lên tiếng, Chủ tịch Vương đã dùng hành động này nói rõ sự bất mãn của mình với hành vi của La Binh. Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng trách giám đốc La, chuyện này là chúng tôi có chút lỗ mãng. Nói thật lòng thì từ sau khi ngài đi vào Mật Đông, chúng tôi luôn cảm thấy rất vui, quả thật luôn cho rằng ngài là luồng gió mới của tỉnh. Tự Thành Kha chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì nở nụ cười vui vẻ nói. Vương Tử Quân thấy Tự Thành Kha nói như vậy thì khoát tay áo cười nói, tôi căn bản có mối quan hệ nhiều đời với giám đốc La, cũng không có gì là trách móc, chỉ là con người của tôi thích nói trước, cũng không thích bị đột nhiên tập kích. La Bình có chút bất ổn vì lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng một câu nói quan hệ nhiều đời xem như bảo toàn thể diện cho hắn. Hắn nhanh chóng nâng ly rượu lên nói, Chủ tịch Tử Quân, tôi hôm nay xem như tiền trảm hậu tấu, thật sự không ổn, đầu tiên xin chịu phạt một ly. Vương Tử Quân nhìn La Binh ngửa cổ uống cạn ly rượu, hắn cười cười mà không nói gì thêm. Khi nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên bàn, bầu không khí trong phòng trở nên sinh động hơn. Chủ tịch Vương, ngài đến tỉnh Mật Đông thật sự là luồng gió mới, không ai không phục. Tôi có nhiều bạn bè ở tỉnh Mật Đông, bọn họ đều muốn được gặp mặt ngài, thế nhưng ngài công tác bận rộn, bọn họ cũng không có được cơ hội này, thế nên bây giờ tôi giới thiệu cho mọi người một chút. La Bình tuy được Vương Tử Quân cho chút mặt mũi thế nhưng lúc này trên danh nghĩa cũng là người mời khách, cho nên hắn khẽ dùng giọng đề nghị nói với Vương Tử Quân. Chương 1609-2 kéo dài một chút, chờ một chút. Vương Tử Quân gật đầu nói, Giám đốc La, tôi cũng có chút quen mắt với những người bạn của anh, nói ra thì hai người chúng ta giống như đảo ngược vị trí vậy, phải là tôi giới thiệu cho anh về những vị lãnh đạo doanh nghiệp ở Mật Đông đấy chứ. Chủ tịch Vương. Vị này chính là Giám đốc Thẩm Vạn Quân của Tập đoàn Thần Phương. Giám đốc Thẩm luôn là một người bạn tốt của tôi ở tỉnh Mật Đông, anh ấy là người trượng nghĩa, căn bản luôn nổi tiếng trong số những người bạn của tôi. Người đầu tiên được La Binh giới thiệu chính là Thẩm Vạn Quân. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì Thẩm Vạn Quân, đặc biệt là sau khi đọc xong tư liệu về Tập đoàn Thần Phương, thế nên lúc này cười cười nói, chào Giám đốc Thẩm. Vương Tử Quân tỏ ra lạnh nhạt cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của Thẩm Vạn Quân, khi La Binh giới thiệu xong thì hắn đứng lên nói, Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng nghe giám đốc La tâng bốc tôi, con người của tôi có không ít bệnh tật, ngài đi vào Mật Đông thì tôi luôn là lính của ngài. Hôm nay tôi tỏ thái độ rõ ràng với ngài, đó chính là ngài nói tôi chạy hướng Đông sẽ tuyệt đối không chạy hướng Tây, tuyệt đối không hài lòng. Thẩm Vạn Quân nói đến đây thì giống như còn chưa thỏa mãn mà nói tiếp. Chủ tịch Vương, ngài đến tỉnh Mật Đông, chúng tôi căn bản là những người tâm phúc. Không phải tôi là người thích nói nhiều, thế nhưng Bí Thư Sầm tuy là người có năng lực mạnh, là người có chuyên môn, thế nhưng cũng chỉ là người thường ở phương diện phát triển kinh tế. Tôi sợ nhất chính là điểm này, anh không hiểu kinh tế thì không có vấn đề, thế nhưng khó chịu chính là anh lại luôn muốn nắm lấy cây gậy chỉ huy. Vương Tử Quân nghe thấy Thẩm Vạn Quân nói ra những lời như vậy thì có chút giật mình. Chẳng những không xem thường người này, ngược lại còn coi trọng hơn một bậc. Người này nói năng không che đậy miệng, nghe qua thì có vài phần lỗ mãng, thế nhưng thực tế lại nắm bắt chuẩn quan hệ giữa mình và Sầm Vật Cương, nếu không chỉ sợ không dám nói ra những lời rối loạn như vậy. Vương Tử Quân khẽ ho khan một tiếng, hắn cũng không nói lời nào, ánh mắt cũng không dừng lại trên người Thẩm Vạn Quân. Vẻ lạnh lùng của Vương Tử Quân cũng không làm cho Thẩm Vạn Quân cảm thấy xấu hổ. Hắn nở nụ cười thoải mái rồi ngồi xuống vị trí của mình. Ngoài Thẩm Vạn Quân và Từ Thành Kha thì những người còn lại đều có uy tín danh dự trong tỉnh Mật Đông. Bọn họ đa số đều không ở trong quan trường, thế nhưng nắm doanh nghiệp cũng có lực ảnh hưởng lớn của mình. Ví dụ như Thịnh Lưu Duệ được Trương Tề Bảo giới thiệu cho Vương Tử Quân, người này cũng có mặt. Khi giới thiệu thì người này không tỏ ra rất cung kính, thế nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Làm cho người ta cảm thấy có vài phần kiêu ngạo. Vì mọi người chỉ là mới quen nên Vương Tử Quân căn bản không nói quá nhiều, chỉ ngẫu nhiên lên tiếng với La Binh hai ba câu. Nhưng tất cả mọi người nơi đây đều lấy Vương Tử Quân làm trung tâm, tất cả câu chuyện đều xoay quanh Vương Tử Quân. Tình huống này làm cho bầu không khí cũng không quá nhiệt liệt. Sau khi uống vài ly rượu thì Vương Tử Quân đứng lên nói, anh La, các anh cứ uống với nhau, tôi còn có chút chuyện. Tôi phải đi trước một chút.
Tuy Vương Tử Quân nói ra những lời rất kỹ xảo, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ chân thật đáng tin. La Bình vốn định khuyên Vương Tử Quân vài câu, thế nhưng lại không biết nói sao cho phải, lời nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Chúng ta cùng nhau tiễn chân chủ tịch Vương. Tự Thành Kha thấy thái độ lãnh đạm của Vương Tử Quân thì gương mặt béo tốt có chút khác thường, lúc này Vương Tử Quân phải đi, hắn vội vàng đứng lên. Có Tự Thành Kha dẫn đầu thì những người khác cũng nhanh chóng đứng lên, nhưng Vương Tử Quân lại khoát tay nói, chỉ đi hai ba bước thì cần gì phải đưa tiễn, các vị cứ ở lại uống rượu vui vẻ với giám đốc La là được. Vương Tử Quân nói rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng, sau khi hắn đi thì gian phòng trở nên rất yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh duy trì được một phút, sau đó Tự Thành Kha mới rung giọng không yên nói, các anh nói xem, chủ tịch Vương có buông tay ở sự kiện lần này không? Tuy là Tự Thành Kha hỏi tất cả mọi người, thế nhưng từng luồng ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Vạn Quân. Thẩm Vạn Quân nâng ly của mình lên uống một ngụm, sau đó mới ung dung nói, tôi cảm thấy khởi đầu ngày hôm nay là không tệ. Anh Thẩm, anh không nên ở đây thừa nước đục thả câu. Anh cũng không phải không thấy họ Vương kia cho ra cái giá quá lớn, mới uống vài ly, không nói lời nào đã bỏ đi, chúng ta còn chưa hiểu thế nào thì bỏ đi mất rồi. Thịnh Lưu Duệ nói có chút trắng trợn, bộ dạng của hắn giống như bất mãn vì hành vi của Vương Tử Quân. Thẩm Vạn Quân giống như dễ dàng tha thứ cho Thịnh Lưu Duệ, hắn nhìn về phía Thịnh Lưu Duệ rồi vẫy tay nói, giám đốc Thịnh, anh gấp cái gì? Vương Tử Quân là ai? Anh ta không thể nào vừa gặp mặt đã hòa mình với chúng ta được. Tự Thành Kha không lên tiếng, bốn phía cũng không có ai lên tiếng, thế là hắn không khỏi nâng ly lên uống một ngụm rồi nói, hôm nay tôi thấy rõ tình cảnh của Vương Tử Quân, các anh cũng biết rồi đấy, anh ấy có không ít cố kỵ với chúng ta. Dù Vương Tử Quân có nghĩ thế nào về chúng ta thì như vậy vẫn là rất bình thường. Thẩm Vạn Quân uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, nhưng có một điều mà mọi người phải nhớ kỹ. Đó chính là chúng ta rất hữu dụng với Vương Tử Quân, nếu như người này không muốn bị Sầm Vật Cương ép cho không thể ngóc đầu ở Mật Đông, như vậy thì phải có được sự ủng hộ của chúng ta. Đúng, ông cụ nhà tôi có nói, Cường Long không áp địa đầu xà, những người như chúng ta khi làm việc còn phải nể mặt mũi đám địa đầu xà, huống hồ đó là Vương Tử Quân. Thịnh Lưu Duệ nói rồi khẽ gõ tay lên mặt bàn, gương mặt càng lộ ra vài phần ngạo nghễ. Người chỗ này căn bản đã quen với sự kiêu ngạo của Thịnh Lưu Duệ, thế cho nên đại đa số mọi người cũng không quan tâm. Khi mọi người đang trò chuyện với nhau, La Bình từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn đám người Thẩm Vạn Quân rồi dùng giọng không được tự nhiên nói, các vị, hôm nay chủ tịch Vương có việc, sau này chúng ta hãy tìm thời gian. Ha ha ha, anh La, có thể cùng dùng cơm một chỗ với chủ tịch Vương thì xem như anh em chúng tôi được hưởng hào quang từ anh rồi. Tôi nói cho anh biết, sau này cũng không còn ít chuyện nhờ anh liên hệ với chủ tịch Vương. Thẩm Vạn Quân không chờ La Bình nói xong thì đứng lên kéo tay lớn tiếng nói. La Bình nghe thấy Thẩm Vạn Quân nói như vậy thì mới giảm bớt chút xấu hổ, hắn cười ha hả nói, anh Thẩm, sau này nếu anh có gì cần tôi thì cứ mở miệng, chỉ cần tôi có thể, nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng. Ha ha ha, Thẩm Vạn Quân cười to vài tiếng, sau đó nâng ly rượu lên nói, anh La. Vừa rồi chủ yếu là hoan nghênh chủ tịch Vương, bây giờ anh em chúng ta cùng nâng ly vì tình hữu nghị. Chương 1609, ba kéo dài một chút, chờ một chút. Khi Thẩm Vạn Quân nâng ly lên, những người còn lại cũng nâng ly, bầu không khí trong phòng có chút nhiệt liệt. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà ngón tay gõ lên ghế ra, lúc này trong lòng liên tục có nhiều ý nghĩ, chẳng qua chỉ liên quan đến tình hình gặp mặt hôm nay. Tuy cũng không ai nói toạc ra. Thế nhưng hắn biết rõ người làm chủ ngày hôm nay chính là Thẩm Vạn Quân. Thẩm Vạn Quân cho ra chiêu thức này rõ ràng muốn biểu hiện tư thái dựa vào người mình, thực tế còn bày biện ra thực lực của Thẩm Vạn Quân vào lúc hiện tại. Đám người Thịnh Lưu Duệ tuy không có chức vụ gì, thế nhưng ai cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ ở Mật Đông, nếu như mình muốn ra tay cũng phải xem xét ném chuột vỡ bình. Vương Tử Quân nghĩ đến Thẩm Vạn Quân mà không khỏi nghĩ đến Sầm Vật Cương. Có thể làm cho Sầm Vật Cương phải chịu thiệt thòi, cuối cùng không giải quyết được gì, chuyện này không phải chỉ một mình Thẩm Vạn Quân là có thể làm được. Vương Tử Quân cảm thấy muốn hoàn thành được chuyện này thì phải có người giúp đỡ, trong đầu hắn không khỏi lóe lên vài ý nghĩ, hắn nghĩ đến một người, đó là Đường Chấn Huy. Tuy lúc này Đường Chấn Huy đã rời khỏi Mật Đông, thế nhưng người này công tác nhiều năm ở Mật Đông, phải có những hiểu biết cụ thể về Mật Đông.
nhưng Vương Tử Quân cũng không gọi điện thoại ngay cho Đường Chấn Huy, hắn đi về nhà, sau đó mới gọi điện thoại cho Đường Chấn Huy. Chủ tịch Tử Quân, bây giờ anh gọi điện thoại cho tôi, có phải có dặn dò gì không? Trong điện thoại vang lên giọng nói của Đường Chấn Huy, giọng điệu có vẻ thoải mái tự nhiên, rõ ràng là công tác rất thỏa mãn. Vương Tử Quân cười cười nói, lão lãnh đạo, nếu nói ra thì phải là ngài chỉ thị cho tôi có việc cần phải thỉnh giáo ngài. Có phải Sầm Vật Cương lại gây phiền toái cho cậu nữa không? Người này tuy làm việc rất đáng tín nhiệm, thế nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, không thể nhìn người ta mạnh hơn mình. Cậu đề cao hoạt động giúp đỡ con em lao động bên ngoài được học tập ở thành phố, đây là khởi đầu rất tốt, đối với những gì tôi hiểu về anh ấy, dù anh ấy không nói gì nhưng thật sự cảm thấy rất khó chịu. Nếu như sớm biết cậu có bản lĩnh như vậy, tôi sẽ ở lại Mật Đông để xem vẻ mặt của anh ấy vào lúc này như thế nào. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không lên tiếng. Sau khi nói thêm vài câu thì Vương Tử Quân mới nói, Chủ tịch Đường, gần đây tập đoàn Thần Phương phải cải cách, xây dựng lại chế độ, bí thư Sầm giao chuyện này cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, hơn nữa khi đó còn đưa cho tôi xem một bức thư tố cáo liên quan đến tập đoàn Thần Phương. Tố cáo tập đoàn Thần Phương, giọng nói của Đường Chấn Huy chợt đề cao hơn vài phần, sau khi nói xong thì lại trầm mặc. Rõ ràng Đường Chấn Huy đang suy xét những tin tức mà Vương Tử Quân đưa đến cho mình. Cậu phải thận trọng với những chuyện liên quan đến tập đoàn Thần Phương. Có lẽ cậu cũng đã nghe nói đến chuyện năm xưa của Sầm Vật Cương, với lực lượng và bản tính của Sầm Vật Cương mà căn bản còn phải nhượng bộ một bước, bây giờ anh ta giao cho cậu, có tâm tư gì tốt sao? Vương Tử Quân thầm gật đầu một cái, sau đó mới lẳng lặng nói, lão lãnh đạo, tôi gọi điện thoại cho ngài, chính là muốn xem xét ý kiến của ngài, để xem tôi phải làm gì mới tốt. Tôi cũng không thể cung cấp cho cậu một kế sách toàn mỹ ở sự kiện này, nhưng nếu như cậu không tìm ra được điểm phát lực, tôi đề nghị cậu nên chờ một chút, có một số việc mà gấp gáp là không được. Đường Chấn Huy nói xong thì dùng giọng đầy ý nghĩa nói, chờ một chút, khi đó biết thời thế để cho ra tấn công thì sẽ lập được công lao lớn hơn. Bố, chơi với con một lát đi. Khi Vương Tử Quân đang suy xét về chuyện của tập đoàn Thần Phương, Tiểu Bảo Nhi giống như một con khỉ nhỏ tinh nghịch chui vào trong lồng ngực hắn, sau đó cười hì hì nói. Vì thời tiết của Mật Đông lúc này hơi nóng thế nên Tiểu Bảo Nhi chỉ mặc một chiếc quần ngắn, bộ dạng mập mạp với làn da trắng càng biểu hiện rõ ràng. Vương Tử Quân thấy Tiểu Bảo Nhi đang nhìn mình, thế là không khỏi cảm thấy tràn đầy yêu thương. Hắn bây giờ cũng xem như là quan chức cao cấp, chơi với con không khác nào cho ra một đãi ngộ ban thưởng to lớn. Hắn nhanh chóng ném sự việc nhức đầu sang một bên, sau đó cười ha hả nói với Tiểu Bảo Nhi, bảo bối láu lỉnh của bố, nói bố nghe xem hôm nay đi học thế nào. Còn thế nào nữa, không được như nhà trẻ, bố à, con nhớ trường cũ của mình. Tiểu Bảo Nhi vênh miệng lên dùng giọng bất mãn nói. Đi học tiểu học căn bản không giống với ở nhà trẻ, bây giờ con không còn là một cậu bé trong nhà trẻ, con là một học sinh tiểu học, điều này có ý nghĩa gì? Đó là con của bố đã lớn rồi. Vương Tử Quân căn bản có nhiều phương pháp dạy con, thế nên hắn nhanh chóng cười tủm tỉm nói với con mình. Nhưng phương án của Vương Tử Quân giống như không có tác dụng quá lớn với Tiểu Bảo Nhi, nó dùng giọng không kiên nhẫn nói, bố, hôm nay cô giáo của con đã giảng một ngày liên tục. Mà bố cũng đừng nói đến sau này nữa, con không muốn lớn lên, con muốn mình luôn là Tiểu Bảo Nhi của bố mẹ. Vương Tử Quân nghe những lời này của Tiểu Bảo Nhi thì căn bản không biết nên nói thế nào để biểu đạt tâm tình của mình. Đúng lúc này Tiểu Bảo Nhi lại cười nói, bố, con nghe bạn Lý Nghiêm Kha trong lớp nói ở quê của bạn ấy rất thú vị. Không những có dòng sông nhỏ, trong sông còn có nhiều tôm cá. Mỗi lần bạn ấy về thăm ông bà đều đi ra sông bắt tôm cá. Bố nói xem khi nào có thời gian rảnh, chúng ta đến nhà bạn ấy một chuyến nhé. Vương Tử Quân nghe thấy ba chữ Lý Nghiêm Kha thì không khỏi sững người, hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Khi hắn đang suy tư xem Lý Nghiêm Kha là ai thì nhìn không được phải cười nói, con ngồi cùng bàn với Lý Nghiêm Kha sao? Đúng vậy, nghe cô giáo giới thiệu là bạn ấy đến từ nông thôn, nhiều bạn học trong lớp tình nguyện ngồi cùng bàn với bạn ấy, cuối cùng bạn ấy chọn con ngồi cùng bàn. Tiểu Bảo Nhi giống như làm được chuyện gì đó rất giỏi, nó dùng giọng đắc ý báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của con trai mà không biết nên nói cái gì. Hắn biết con trẻ thường rất tinh khiết, thế nhưng nếu bảo hắn khen con mình có bản lĩnh ở phương diện này, hắn thật sự không nói nên lời.
Tiểu Bảo Nhi lần này đến trường cũng không phải là Vương Tử Quân đi đăng ký, thế nên bây giờ cũng không ai biết Tiểu Bảo Nhi là con trai của Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đang tiến hành trao đổi với Tiểu Bảo Nhi trên phương diện tư tưởng, đúng lúc Mạc Tiểu Bắc đi đến. Khi thấy Mạc Tiểu Bắc thì Tiểu Bảo Nhi vội vàng rời khỏi ngực Vương Tử Quân. Tiểu Bảo Nhi, ngày mai con còn phải đi học, con đi ngủ sớm đi. Mạc Tiểu Bắc nhìn thoáng qua Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng dịu dàng nói. Con biết rồi, mẹ. Tiểu Bảo Nhi không hiểu nguyên nhân gì mà luôn coi lời nói của Mạc Tiểu Bắc là thánh chỉ, thế nhưng nó lại rất thân cận với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn con trai đi ngủ thì cười nói, để cho con chơi thêm một lúc cũng được, không cần ép con cái quá căng. Anh nói thì dễ lắm, tiểu tử kia bây giờ mới có chút quy củ, trước đó nó về thủ đô được sủng ái đến mức không thấy rõ Nam Bắc, không thể quản được. Mạc Tiểu Bắc nói rồi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ đến công tác ở thư viện tỉnh. Chương 1610, từng bước làm người ta kinh tâm động phách. Vương Tử Quân không ngờ lần này Mạc Tiểu Bắc lại chọn thư viện tỉnh. Hắn nhìn biểu hiện trịnh trọng của nàng, thế là không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn khẽ ôm lấy nàng, định nói gì đó nhưng không nên lời. Em cảm thấy đơn vị này là tốt nhất. Mạc Tiểu Bắc khẽ ôm lấy Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói. Vương Tử Quân vốn đã chuẩn bị lên tiếng, thế nhưng bị câu nói của Mạc Tiểu Bắc ép cho nuốt lời vào bụng. Hắn biết rõ Mạc Tiểu Bắc là người thế nào, một người có chuyên môn công nghệ cao lại lựa chọn đơn vị công tác như thế, căn bản là hy sinh rất lớn vì hắn. Sau này chúng ta nên khách khí với La Binh một chút, thế nhưng tốt nhất không nên có kết giao gì quá sâu. Vương Tử Quân nghĩ đến chuyện La Binh mời mình dùng cơm hôm nay, thế là không khỏi dặn dò Mạc Tiểu Bắc. À, La Binh này lớn gan, lại hay đi lại khắp nơi, nếu ở cùng một chỗ với người này cũng không có gì là tốt. Mạc Tiểu Bắc nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì khẽ lên tiếng. Dưới ánh rèn hơi mờ, Vương Tử Quân ôm chặt lấy Mạc Tiểu Bắc, hai bên chậm rãi hòa vào làm một. Ánh nắng buổi sáng như thiêu đốt mặt đất. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình suy tư về chuyện của tập đoàn Thần Phương. Tuy tập đoàn Thần Phương chỉ là một bộ phận trong công tác của hắn, thế nhưng Sầm Vật Cương quá chú ý đến tập đoàn này, hắn cũng không thể không cho ra vài biện pháp. Khi hắn đang so sánh phương án của Trương Tề Bảo và Đường Chấn Huy, lúc này Trương Tề Bảo đi đến nói, Chủ tịch Vương, vừa rồi Ủy ban Cải cách gọi điện thoại đến. Nói là có một đoàn hơn 100 công nhân của tập đoàn Thần Phương đến Ủy ban Cải cách phản ánh vấn đề. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gấp gáp của Trương Tề Bảo, hắn cho Trương Tề Bảo ngồi xuống rồi nói, công nhân phản ánh vấn đề là bình thường, mà Từ Thành Kha có nói bọn họ phản ánh vấn đề gì không? Chủ tịch Vương, chủ yếu là vấn đề tiền lương, bây giờ đã vài tháng rồi tập đoàn Thần Phương chưa phát lương. Trương Tề Bảo ngồi xuống rồi nói, chủ nhiệm Từ gọi điện thoại đến nói lúc này Ủy ban Cải cách của bọn họ không có biện pháp gì, anh ấy yêu cầu cấp tỉnh nhanh chóng cho ra phương án, làm tốt công tác với công nhân, nếu không sự việc sẽ rất khó khăn. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, anh liên lạc với vài ngân hàng trong tỉnh, tìm biện pháp để bọn họ cho tập đoàn Thần Phương vay một khoản tiền, dù thế nào cũng không thể làm cho người ta nhịn tiểu mà chết. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu. Hắn vừa mới đứng lên thì khẽ nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, vài ngân hàng trong tỉnh đều đã cho tập đoàn Thần Phương vay nợ, những đơn vị này đều trốn tránh với sự việc liên quan đến tập đoàn Thần Phương, nếu như tôi không nói được bọn họ, mong ngài để cho Chủ tịch Hà lên tiếng giúp một câu. Vương Tử Quân biết những lời lo lắng của Trương Tề Bảo không phải là không có đạo lý, hắn khẽ gật đầu xem như đồng ý yêu cầu của Trương Tề Bảo. Sau khi Trương Tề Bảo rời đi thì hắn đứng lên khỏi ghế. Tuy hắn đã có ý nghĩ tốt, thế nhưng tình thế bây giờ lại căn bản khá khẩn cấp. Dù muốn kéo dài cũng khó thể kéo dài được nữa. Vương Tử Quân khẽ cắn răng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, thấy trên màn hình biểu hiện dãy số điện thoại phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương lúc này gọi điện thoại cho mình có ý gì? Vương Tử Quân căn bản là hiểu rõ ràng. Lúc này Ủy ban Cải cách bên kia đã phản ánh cho mình, như vậy không có khả năng Sầm Vật Cương không biết tin. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nghe điện thoại. Trước kia khi Sầm Vật Cương gọi điện thoại thì tình nguyện khách sáo với Vương Tử Quân vài câu, thế nhưng bây giờ lão giống như không có thời gian lịch sự tao nhã như trước,
mở miệng đã trực tiếp hỏi, Chủ tịch Tử Quân, anh có nghe qua chuyện của tập đoàn Thần Phương chưa? Bí thư Sầm, tôi đã nhận được tin tức. Lúc này Vương Tử Quân cũng không cần giấu Sầm Vật Cương, hắn trầm giọng nói. Sầm Vật Cương bên kia lên giọng hơi cao một chút, Chủ tịch Tử Quân, sự việc công nhân tập đoàn Thần Phương đến phản ánh vấn đề tuy không lớn, thế nhưng đã nói rõ vấn đề của tập đoàn này không thể không giải quyết. Tôi hiểu rõ công nhân, bọn họ đều là những người tốt, nếu chưa đến mức không thể làm gì hơn, bọn họ sẽ tuyệt đối không phản ánh vấn đề đến chỗ chúng ta. Chủ tịch Tử Quân, tôi cũng biết rõ vấn đề của tập đoàn Thần Phương không dễ giải quyết, thế nhưng gió nổi bèo giạt, nếu như bây giờ chúng ta không coi trọng và giải quyết vấn đề, chỉ sợ sau đó sẽ tiếp nhận cục diện bết bát khó khăn hơn. Tuy Sầm Vật Cương lên tiếng rất huyền chuyển, thế nhưng thực tế lại thông qua phương thức này để tiến hành phê bình. Vương Tử Quân sao không hiểu ý nghĩ của Sầm Vật Cương, thế nhưng chỉ có thể dáng chịu đựng mà thôi. Quan lớn hơn một cấp đè chết người, Sầm Vật Cương là thượng cấp của Vương Tử Quân ở Mật Đông, hơn nữa bây giờ Sầm Vật Cương đang nói ra một nhiệm vụ mà mình giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết. Tuy Vương Tử Quân hiểu tâm tư của Sầm Vật Cương, thế nhưng Sầm Vật Cương lên tiếng thì hắn chỉ có thể làm người nghe mà thôi. Bí thư Sầm, tôi cũng có ý nghĩ nhanh chóng giải quyết vấn đề của tập đoàn Thần Phương, thế nhưng vài ngày nay tôi đang tìm hiểu về tập đoàn này, chợt phát hiện có nhiều chuyện liên quan, xử lý cần phải cẩn thận. Vương Tử Quân dừng lại một chút rồi nói, Bí thư Sầm, tôi đã để cho thư ký trưởng Tề Bảo hỗ trợ ủy ban cải cách liên lạc với ngân hàng. Dù là sự việc đến mức độ nào thì nhất định phải đảm bảo cuộc sống cơ bản cho công nhân viên chức tập đoàn Thần Phương. Giống như lời nói của Bí thư Sầm, công nhân đều là những người tốt, tôi tin tưởng thông qua sự công tác cẩn thận của chúng ta, bọn họ nhất định sẽ hiểu quyết tâm của cấp ủy chính quyền trong sự kiện này. Khi đối mặt với khó khăn thì cũng phải cho chúng ta thời gian giải quyết. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi cười nói, Chủ tịch Tử Quân suy xét vấn đề rất toàn diện, điều này rất tốt. Anh cứ xử lý cẩn thận vấn đề của tập đoàn Thần Phương, tôi tán thành điều này, thế nhưng có một điều cần quan tâm đó là nên giải quyết nhanh chóng một chút, để không lưu lại di chứng. Tất nhiên, khi cần quyết đoán thì anh cần phải quyết đoán, có khó khăn gì thì tôi và tỉnh ủy luôn giúp đỡ anh. Hai người thảo luận thêm vài câu về tập đoàn Thần Phương thì cúp điện thoại. Tuy Vương Tử Quân vẫn tươi cười khi thảo luận với Sầm Vật Cương, thế nhưng khi đặt điện thoại xuống thì lại nhíu mày. Sầm Vật Cương dù tươi cười kết thúc cuộc điện thoại với mình, thế nhưng thực tế đang siết chặt sợi dây thừng lên cổ mình vài phần. Người kia thúc giục hắn nhanh chóng giải quyết vấn đề của tập đoàn Thần Phương, chính là yêu cầu Vương Tử Quân nhanh chóng cho ra quyết đoán. Nhưng dễ dàng làm ra quyết đoán như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.